xin chào tất cả các chị yêu của shop Nga VM. Hẹn các chị yêu lúc là 8 rưỡi nhưng mà thật sự hôm nay hàng em về nó ngập tràn quá, thành ra là em làm mãi bây giờ mới lên được. Đấy, nên là chị yêu nào mà em có lỡ hẹn một chút xíu thì các chị yêu hãy lên ủng hộ em nhé các chị yêu nhé. Và đảm bảo hôm nay các chị yêu sẽ thấy trên ngưỡng được một thiên đường, tất cả những cái mẫu áo gió xuất sắc đỉnh luôn. Đúng như hôm nay về ngập tràn các cái mẫu áo gió các chị yêu nhé, đẹp sang xịn. Em sẽ lên dần hết trong ngày hôm nếu tối nay, nếu như có thể có bao nhiêu mẫu áo gió mà về ngày hôm nay em sẽ cố gắng lên hết cho các chị yêu, để cho các chị yêu có thể xem cùng một like, nhưng các chị yêu có thể dễ dàng lựa chọn và ai cũng có thể lựa chọn được. Nhưng các chị yêu nhớ nhá, và nhớ là dinh và đặt ngay và luôn, đừng bỏ qua, không hết size hết số lại rất là tiếc, bởi vì không mấy khi mà nó sẽ về được như thế này đâu các chị ạ. Nên những chị yêu nào đang kiếm tìm cho mình những cái mẫu áo gió thì các chị ơi đừng bỏ qua, thực sự là những cái mã áo gió thì nó không thể thiếu luôn rồi. Và các chị yêu nào trong Nam ngoài Bắc mọi miền tổ quốc các chị yêu đều mặc đẹp cho em nha. Và đầu like thì em xin phép được lên cái mã áo gió này, bởi vì áo gió này nó thực sự là hot hit. Và nếu như chị yêu nào chưa sở hữu, chưa dinh được thì các chị yêu hôm nay đừng bỏ qua cái áo gió này nhá. Em phải gọi là một cái mã áo gió mà em phải gọi là hot hit, gọi là đặc sắc nhất của shop em từ trước đến giờ luôn. Đấy ạ, chưa có cái mã nào mà em về mà em phải bù liên tục như cái mã gọi là hot hit này. Và đến hôm nay em mới dám lên đầu like cho các chị yêu. Đấy ạ, cho nên các chị yêu nào đang kiếm tìm thì các chị hãy lên cùng em cái siêu phẩm này. Và đảm bảo các chị yêu nhận hàng em này đẹp ngất ngây luôn trong tất cả mẫu áo gió các chị yêu nha. Đây ạ, chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga thì cho em Nga một nút tương tác chia sẻ ủng hộ đầu like giúp em với ạ. Mã áo gió đầu tiên em đang mặc nhá, nó là dòng mã áo gió của DBA, hàng thiết kế đặt riêng của DBA các chị yêu, đủ size SML 3 size với hai phiên bản màu các chị yêu nhá. Chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác với ạ. Em có hai phiên bản màu cho áo gió này. Chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác đi ạ. Đẹp ngất ngây, nếu mà chị yêu nào thực sự áo này phải nói là các chị yêu lên dinh đi các chị yêu ạ. Đây, áo này thì em có hai phiên bản màu. Màu em đang mặc nó là màu nâu nhá các chị yêu nhá, và màu thứ hai nó là màu xanh như thế này. Đấy ạ. Và em này thì nó là dòng thiết kế đặc riêng của hãng DBA, cực kỳ sang xịn và xuất sắc đỉnh luôn. Đủ size SML 3 size các chị yêu nhá. Cái thiết kế màu và cách phối của nó quá đỉnh, quá đẹp và quá sang, độc, sang, lạ, khác biệt. Đấy ạ. À, và cực kỳ mê luôn ạ. Còn bộ ngủ không em còn nhá, chị Khiêm Vũ Đinh nhá. Chị Khiêm Vũ Đinh ơi, chị muốn lấy cái mẫu nào thì chị inbox vào trong chat cho em Nga. Đấy ạ, còn chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga thì các chị yêu hãy lên cùng em đi. Em đảm bảo ngày hôm nay các chị yêu sẽ thực sự được chiêm ngưỡng tất cả những cái mẫu mà gọi là đặc sắc. Em sẽ lên xen kẽ nhưng mà cố gắng cho các chị yêu sẽ lên hôm nay, tại vì hôm nay tự dưng là cùng một lúc tất cả những cái mẫu áo gió em đặt nó lại về cùng một lúc, thành ra là em cố gắng em làm cho một cái chuyên đề về những cái mẫu áo gió, nhưng toàn là những mẫu áo gió đặc sắc thôi. Đấy ạ, và chắc chắn là sẽ hiếm có một cái line nào giống như cái line này. Đấy ạ, chắc em nghĩ là sẽ hiếm có một cái line nào giống như cái line này, nên các chị yêu đừng bỏ qua nha. Đầu tiên sẽ là mẫu áo gió siêu siêu phẩm của shop em. Chị yêu nào đang muốn kiếm tìm cho em cái mẫu áo gió này thì các chị yêu nhanh tay comment cho em Nga mã áo gió sẽ là mã M1 nhá, dòng thiết kế đặc riêng. Và em này thì em khẳng định với các chị yêu nào mà đang dinh nhá, chưa có ạ, các chị yêu dinh luôn đi các chị ạ, dinh ngay vào luôn đi, em này đẹp nhất luôn. Nếu các chị yêu, bởi vì bình thường trong tủ quần áo của chị em mình ít nhất phải có 4-5 cái áo gió rồi, chắc chắn là 4-5 cái áo gió, còn có những chị yêu có đến những chục cái áo gió cơ để thay đổi. Tức là mỗi lần mình đi đâu, bởi vì thật ra là thu đông đến, hoặc là kể cả các chị yêu trong miền Nam nữa, thì những cái dòng áo gió này cực kỳ tiện dụng hơn những cái áo phao, áo rét rất nhiều nhá. Xe mình cũng có thể khoác được, đi đâu mình cũng có thể khoác được. Đấy ạ, cái áo gió này thì cái chất liệu của nó ạ, nếu mà các chị yêu cảm giác hơi mưa phùn, kiểu mưa nhỏ ạ, các chị yêu phùn nhẹ, các chị yêu cũng có thể khoác được các chị yêu nha. Đấy ạ, chống nắng, chống gió, chống mưa bụi, chống mưa phùn, chống bụi các chị yêu nhá. Đương nhiên những cái này nó không phải là chuyên dụng để nắng hay là bụi, nhưng những lúc chị em mình đi đâu đều có thể tiện dụng được. Chính vì thế nên chị em mình thực sự là những chiếc áo gió ấy, nó không thể thiếu được trong tủ của chị em mình. Chị yêu nào mà không có đấy một cái áo gió thì em nghĩ là các chị yêu đang có lỗi với bản thân mình.
Còn những chị yêu nào có 4-5 cái là bình thường, chị yêu nào có chục cái, 15 cái là chuyện, gọi là những chị yêu đấy phải gọi là lúc nào cũng cảm giác gọi là yêu thời trang, yêu những cái đẹp và lúc nào cũng thích phối phong cách cho mình. Đấy, nên chị yêu nào chưa có áo này thì nên cùng em đang mặc áo này là size S các chị yêu nha. Áo này thì cực kỳ đặc sắc với hai tông màu. Màu em đang mặc đầu tiên là màu đậm, màu này đẹp xuất sắc luôn ạ. Các chị yêu nhìn kỹ cho em nha. Đấy ạ, áo này thì nó có cái phần eo rút dây như thế này nha các chị yêu. Đây. Các chị yêu nhìn cho em nha. Áo gió này nó có hai cái dây rút như thế này ạ. Đây, hai rút dây ở phần eo nha. Nếu các chị yêu không rút dây, các chị yêu có thể mặc buông ra như thế này cho em nha. Đấy ạ, các chị yêu có thể mặc buông ra cho em nha. Đấy ạ, mặc buông tháo ra như thế này cũng rất là xinh nha các chị yêu nha. Mặc rất là đẹp, phối đồ khoác nhẹ cho em như thế này. Đấy ạ, khoác với chân váy, quần short, quần jean, quần âu. Đấy ạ, và đây là em đang khoác với lại một em quần jean thôi, quần jean cao cấp thôi, tức là quần thôi. Còn em này khi mùa đông đến là mùa thu đến, chị em mình khoác với chân váy nữa, trời ơi, xong đi bốt nữa thì nó gọi là đẳng cấp ngất ngây luôn. Và cái tông màu này này các chị yêu phối gì cho em cũng được, phối quần nào cũng được, phối chân váy màu nào nó cũng ăn. Tại vì cái tông màu áo của nó đa sắc cho nên chị em mình cực kỳ dễ phối đồ và dễ ăn đồ nhá. Màu nào nó cũng rất là ưng luôn. Đấy ạ, các chị yêu có thể rút dây hoặc không rút dây cho em áo này. Áo này em còn quần mã M3 không? Quần mã M3 của nai nào ở chị Hoa Hồng Gai? Quần là mã nai nào chị yêu? Còn nếu không các chị yêu có thể rút dây vào như thế này cho em nha. Biến cái chiếc áo gió này từ suông sang thành một cái áo bo gấu và có thể rút gấu như thế này cho em nha. Rất là đẹp, cực kỳ sang, siêu dễ mặc và cực kỳ xinh luôn ạ. Áo này thì em có 3 size S, M, L, 3 size, 65 cân. 65 cân đổ về em chốt đơn nhá. 65 cân, 66 cân đổ về tính cho chiều cao 1m6 em chốt đơn. Bao đẹp, bao sang, bao xinh cho các chị yêu. Phiên bản mẫu áo gió M1 đầu tiên với mức giá là rất là đẹp, cực kỳ sang như thế này ạ. 950.000 giúp em nha. Chị yêu nào muốn sở hữu chiếc áo em nha đang mặc với mức giá 950.000 đủ 2 màu 3 size SML thì các chị yêu chỉ cần comment cho em đúng cú pháp là M1 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại là em chốt đơn. Đẹp, sang xịn và các chị yêu cứ yên tâm đi ạ, nhận hàng là ưng là mê. Bởi vì các chị yêu biết rồi, hôm nay em nên chuyên đề các mẫu áo gió. Nhưng tại sao mẫu này em lại lựa chọn nên đầu tiên ạ? Bởi vì mã này các chị yêu sẽ thấy nó khác biệt hoàn toàn trong các mẫu áo gió mà em sẽ lên ngay sau đó nha các chị yêu nhá. Bởi vì những cái mã áo gió này nó là áo gió hàng thiết kế đặt riêng, hàng của DBA. Hàng nó không đụng hàng, nó các chị yêu sẽ thấy không giống mẫu nào khác cả. Và em tại sao em lại lên đầu tiên? Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. M1 kèm theo màu, kèm theo size hoặc kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. 950.000 cho em siêu phẩm này. Một em áo gió hai lớp cực kỳ sang xịn, bên trong nó sẽ có một lớp nót nha các chị yêu nha. Trời ơi ngất ngây luôn. Em đang mặc áo này là size S ạ. Đây các chị yêu nhìn lớp nót của nó này. Xịn sò xuất sắc đỉnh như thế này luôn. Lớp nót ở bên trong là lụa, bên ngoài của nó là gió nhưng gió nó rất là mềm và các chị yêu thấy này. Cái gió hàng cao cấp, hàng xịn ý, thì các chị yêu sẽ thấy đúng không ạ? Sờ nó rất là mềm, cực kỳ sướng ạ. Cảm gió tốt, mặc lên siêu ấm áp, cực kỳ xinh, rất là đẹp và cực kỳ hoàn hảo. Nhưng mà lại rất là sang và cực kỳ đẳng cấp luôn. Áo này thì chị yêu nào cũng mặc đẹp cho em nha nhá. Em đang mặc CS, CS dành cho các chị yêu 55 cân đổ về mặc cho em CS. Size M dành cho các chị yêu 60 cân đổ về mặc cho em size M. Size L dành cho các chị yêu 65 cân đổ về mặc cho em size L nhá. Nên chị yêu nào muốn sở hữu chiếc áo em đang mặc mã M1 thì nhanh tay chốt đơn cho em M1 kèm theo màu. Áo này không có XL chị yêu ạ. Áo này nó là dòng đặt riêng. Chị Đỗ Thảo là bao nhiêu cân ạ? Áo này thì em chỉ có SML nhưng mà là 65-66 cân đổ về rồi. Nên là chị Đỗ Thảo có thể cho em xin chiều cao cân nặng để em chốt đơn nhá. Đấy ạ, comment cho em đúng cú pháp, mã kèm màu, kèm size, kèm theo số điện thoại để em lên đơn. Đấy ạ, em đang mặc áo này là size S thôi ạ. Đẹp, sang, xịn, xuất sắc đỉnh và các chị yêu mặc cực kỳ mê. Dễ mặc và chị yêu nào cũng mặc đẹp cho em nha. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn ạ. Đừng bỏ qua cơ hội nữa các chị yêu nha. Đấy ạ, các chị yêu nhìn thấy em về và các chị yêu em có nói là cái áo này nó cực kỳ đỉnh, rất là hot và rất rất nhiều khách yêu nhà em đã đặt hàng. Và em về em trả cho các chị yêu. Nên nếu như chị yêu nào mà muốn sở hữu em này thì nhanh tay chốt đơn, đừng bỏ qua nữa, đừng bỏ lỡ nữa các chị yêu ạ. Bởi vì bỏ lỡ nữa thì chắc chắn là các chị yêu sẽ không còn cơ hội để sở hữu nó đâu ạ. Chút xíu nữa các chị yêu nhá, em sẽ lên từng mẫu một các chị yêu ơi. Đấy ạ, nên các chị yêu nào muốn gì thì các chị yêu cứ từ từ nhá, em sẽ lên từng mẫu cho các chị yêu. Em đã nói là hôm nay em lên chuyên đề mà, đúng ạ.
Nên những chị yêu nào mà đam mê, các chị yêu có thể chốt ngay và luôn. Bởi vì những cái dòng như thế này là những cái dòng em đặt riêng, hết là sẽ hết hàng. Còn Burberry ấy thì cũng là một trong những cái dòng áo gió, nhưng nó là hàng của thương hiệu, của hãng. Có nghĩa là nhiều khi ví dụ như lần này em về mà hết, lần sau em vẫn đặt được ở bên kia về được tiếp cho các chị yêu. Nhưng cái áo này của em Nga này, các chị yêu có muốn, nếu như em hết, các chị yêu có muốn em đặt nữa thì em cũng không về được. Đấy ạ, cho lên chị, nên là các chị yêu, vì sao mà em lựa chọn nó lên đầu tiên? Bắc thì các chị yêu vẫn có thể là thấy em thi thoảng lâu lâu các chị yêu lại thấy em về, nhưng cái áo này không phải lúc nào các chị yêu cũng muốn là Nga ơi Nga like Nga, chị nhìn thấy like nhưng hôm đấy chị quên chị không mua, chị thấy nó chưa thích lắm. Nhưng mà mấy đứa chị mới thấy ôi trời ơi, công nhận cái áo này của Nga, Nga mặc đẹp thật. Hoặc là chị nhìn thấy người khác mặc, bạn chị mặc rồi, đúng không ạ, người quen chị mặc rồi, đẹp lắm Nga ơi, bây giờ chị mới thấy là nó đẹp như em nói, em giới thiệu chị muốn mua. Nhưng lúc đấy em không còn nữa, vì sao ạ? Vì cái này nó là dòng đặt riêng, nên em không phải là lúc nào các chị yêu muốn đặt 5 chiếc 10 chiếc em không làm được. Đấy ạ, nên phải cực kỳ nhiều em mới làm được nha các chị yêu nhá. Cho nên đây là cơ hội để các chị yêu được sở hữu áo này, nên chị yêu nào tin thì chốt đi ạ. Chị Đỗ Thảo ơi, chị cao 1m54 đằng 63 cân, mặc áo này cho em size L thôi ạ. Chị mặc cho em áo này size L vừa xinh nha, không phải XL đâu. Vì hàng này của em nha, nó là hàng đặt riêng, size S là size 55-56 cân rồi, size M là 60-61 cân và size L là 65-66, chị 63 cân mặc chuẩn cho em size L. Chị không cần phải mặc XL nhá. Chị mặc áo này size L cho em nha. Về đẹp gửi cho em feedback nhá. Chị cao 1m54 nặng 63 cân mặc chuẩn size L, nên nếu chị Đỗ Thảo lấy thì chốt thì báo em nha. Ok, em chốt cho chị Hải An một áo M1 size M. Lưu ý về sao cho em nha. Ok, chị Nguyễn Hiền một M1 màu nâu, cho em thêm màu nhá. Em có hai màu đấy ạ. Em có hai màu này. Ok, chị Nguyễn Hiền một M1 màu nâu size S em chốt đơn này. Chị Hải An ơi, chị lấy màu gì ạ? Em đang mặc là màu nâu nhá. Còn đây là màu xanh. Ngất ngây lắm luôn ạ. Đây ạ, dòng đặt riêng. Đẹp ngất ngây. Và thực sự áo này em đảm bảo với các chị yêu, các chị yêu có mặc 10 năm, 15 năm cũng không bao giờ các chị yêu thấy đụng hàng, không bao giờ biết chán em này luôn. Em khẳng định luôn nhá. Và năm nay các chị yêu có thể mua được áo này, sang năm không bao giờ các chị yêu muốn tìm những áo này, các chị yêu không tìm được. Nhưng Burberry các chị yêu có thể tìm la lá được. Đấy ạ, quan trọng là những cái áo gió Burberry thì các chị yêu có thể tìm la lá được, nhưng những cái áo này không bao giờ các chị yêu tìm được ở đâu giống như cái mẫu em đang lên, chắc chắn là như vậy luôn. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Đẹp, sang, xịn và xuất sắc đỉnh luôn ạ. Một em siêu phẩm áo gió, thực sự là bỏ qua là tiếc. 950.000 em bao giá toàn quốc luôn ạ. Nên chị yêu nào lấy thì comment cho em đúng cú pháp. Áo là M1 kèm theo màu, màu em đang mặc là màu nâu. Màu thứ hai là màu xanh này, là xanh tím các chị yêu nhỉ. Màu thứ hai là xanh tím SML3 size 65-66 cân đổ miếng chốt đơn. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Chị băng phạm màu nâu, chị băng phạm màu nâu size gì em ơi? Em chốt. Chị Hải An cho xin chiều cao cân nặng ạ. Chị Hải An thích mới cho em xin chiều cao cân nặng và cho em xin thêm màu với ạ. Chị băng màu đang mặc chị Đỗ Tảo màu nâu size L, ok ạ. Một màu nâu size L cho chị Đỗ Tảo em chốt đơn ạ. Chị băng phạm màu nâu size gì ạ? Chị yêu nào lấy nhanh tay comment cho em M1 nhá. Chị băng phạm khách mới ạ. Ok, chị băng phạm khách mới cho em xin chiều cao cân nặng và số điện thoại với ạ. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga nhá. Comment cho em đúng cú pháp là em lên đơn. Đấy ạ. Trời. Đẹp xuất sắc luôn, chờ em chút xíu ạ. Đây, chờ em chút xíu. Rồi ạ. Chị Đỗ Tảng size L. Chị yêu nào khách mới nhớ cho em xin số điện thoại đi ạ. Chị Hải An 1m50-58 cân màu nâu. 1m50-58 cân chị Hải An mặc M cho em Nga. Size M cho chị Hải An, ok ạ. Chị Hải An size M. Chị Đỗ Tảo size L này, chị Đỗ Tảo size L em chốt đơn này. Chị Hải An size M này, ok ạ. Chị băng phạm cho xin chiều cao cân nặng. Chị băng phạm cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Áo phao mấy nữa chị Vũ Nhàn ơi, em có, em sẽ lên hết cho các chị yêu, nhưng mà em lên các chị yêu yên tâm đi ạ. Hôm nay các chị yêu nhìn thấy em áo gió, nhưng nếu hôm nay nếu như chị yêu nào mà hôm nay em lên chuyên đề áo gió này mà chị yêu nào không mua cho mình ít nhất là 2-3 cái, em đảm bảo với các chị yêu, ví dụ như 5 ngày sau, 10 ngày sau nữa các chị yêu hỏi em áo gió, Nga còn áo gió này không, em đảm bảo các chị yêu rằng ạ, chắc chắn là sẽ khuyết size, khuyết màu, khuyết số và các chị yêu sẽ cực kỳ tiếc khi mà em đã lên như thế này. Các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga nhá, áo là dòng thiết kế đặt riêng của hãng DBA, hàng này thì không phải nghĩ luôn rồi ạ. 950.000, em đặt M7 áo gió, em gửi cho chị chưa, chị Trương Thế, đi đơn cho chị Trương Thế chưa nhỉ? Đấy ạ, size M cho chị Hải An này.
áo em đang mặc ạ. Ok chị Như Nguyễn, chờ em chút xíu em sẽ mặc sang màu xanh đây ạ. Lấy áo em mặc 53 cân. Ok cho chị Thúy Toàn một áo size S, ok ạ. Một áo size S cho chị Thúy Toàn này. Ok chị Thúy Toàn một áo màu nâu size S. Đẹp lắm các chị yêu ơi, lên lấy đi ạ. Đừng bỏ qua các chị yêu nha. Nếu như mà bỏ qua hết tiếc vô cùng luôn ạ. Chị Thúy Toàn em đang chốt cho chị một chiếc màu nâu size S rồi ạ. Chị gì nữa em nhỉ? Chị Băng Phạm cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Chị Băng Phạm khách mời cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Hả? Trương Thế là đơn của chị gửi rồi. Chị Trương Thế ơi, đơn của chị Trương Thế bên em gửi rồi, chị Trương Thế nhá. Chị Trương Thế, đơn của chị Trương Thế bên em gửi rồi ạ. Cái máy kia của chị đâu nhỉ? Đây. Chờ em chút xíu ạ. Em bật máy này một chút xíu ạ. Size L ngang nhé. Ok chị Quỳnh Nguyễn size L. Ok ạ, chị Quỳnh Nguyễn một màu nâu size L. Đẹp lắm chị Quỳnh Nguyễn ạ. Thực sự những chị yêu nào khách mới của em Nga tin em đi. Các chị yêu dinh cho em áo này. Áo này không kén độ tuổi, các chị yêu mặc đều đẹp, đều trẻ cho em Nga, ăn gian tuổi. Mix đồ cực kỳ xinh, sau này các chị yêu sẽ thấy. Trời ơi, không bao giờ năm nào các chị yêu cũng cứ bỏ cái áo này ra rồi nhớ đến em các chị yêu nhá. Năm nào các chị yêu bỏ áo này ra, các chị yêu mix mát, các chị yêu sẽ thấy phối đồ. Đấy ạ, và các chị yêu đi đâu chụp ảnh hay gì, các chị yêu nhớ đến cái áo này của em Nga. Bởi vì thực sự nó xuất sắc luôn các chị yêu ạ. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Ok, chị Quỳnh Nguyễn một áo M1 size L em chốt đơn ạ. Size L màu nâu đúng không ạ chị Quỳnh Nguyễn? Áo size L màu nâu em đang mặc đúng không ạ? Còn quần trắng chị gửi hình ở tin nhắn không em? Nếu còn thì gửi cho chị cái. Ok chị Phạm Nhiên, để một chút xíu các bạn ấy sẽ các bạn ấy sẽ kiểm tra tin nhắn rồi inbox lại cho chị Phạm Nhiên nhé. Nga quần này ống nhỏ hơn quần hôm qua. À đúng rồi, quần này là quần Becky chị Nguyễn Liên ơi. Quần này là quần Becky ạ. Quần này là quần Becky kiểu dáng Becky đứng ạ. Chứ còn quần hôm qua của em Nga nó là suông đứng. Suông đứng các chị yêu nhá, suông đứng gọn ạ. Chị cô sáu họ Quách màu nâu size S, ok ạ. Chị cô sáu họ Quách màu nâu size S 950.000 cho áo em đang mặc thôi ạ. Ok chị Đậu Thu Hà màu nâu size M em chốt đơn ạ. Ok ạ. Ok chị Đậu Thị Hà màu nâu size M em chốt đơn. Ok chị Quỳnh Nguyễn màu nâu size L em chốt đơn rồi ạ. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Comment cho em đúng cú pháp, mã kèm màu kèm size kèm theo số điện thoại là em chốt đơn nhá. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Chị cô sáu họ Quách cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Chị cô sáu họ Quách cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Áo này của em Nga có hai màu đây ạ. Em đang mặc là màu nâu các chị yêu nhé. Đẹp lắm luôn, tin em đi. Em đã phải mặc cái áo gió này đầu tiên thì các chị yêu biết rồi. Tức là hôm nay em về rất nhiều các mẫu áo gió, chút xíu các chị yêu sẽ thấy. Nhưng tại sao em vẫn chọn cái áo này đầu tiên? Bởi vì nó phải gọi là đặc sắc, vô cùng đặc sắc luôn ạ. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Đây, rất là đẹp luôn. Một áo gió gọi là cực kỳ đỉnh ạ. Em đang mặc là tông nâu nhá. Còn tay em đang cầm là tông màu xanh tím các chị yêu nha, màu xanh than nhá, màu xanh tím rất là đẹp, cực kỳ xinh. Nói chung hai màu đều đẹp, nhưng cái màu nâu của em Nga thì cực tây, dễ phối đồ và rất là xinh, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Đủ size SML 3 size 65-66 cân đổ đến chốt đơn. Em đang mặc áo này có size S thôi ạ. Mặc vuông cũng được, mặc suông cũng được, mặc kiểu gì cho em cũng rất là mê các chị yêu ơi. Các chị yêu nhìn cho em dây rút này, cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời, rất là đẹp, cực kỳ sang. Đây, các chị yêu nhìn cho em Nga nhé. Hàng thiết kế đặc riêng của DBA, nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga. Mã áo gió em đang mặc là M1, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Em đang mặc mix với một chiếc quần jean trắng rất là đẹp, cực kỳ sang. Đấy ạ, em mix với quần jean trắng để các chị yêu có thể nhìn rõ được cái tông màu của áo này. Còn riêng cái áo này các chị yêu mix với quần short cho em cũng đẹp, chân váy cho em cũng đẹp, mix cho em tất cả các mọi loại quần cho em nha. Và lúc đấy các chị yêu sẽ thấy cái áo này của em nó gọi là đỉnh cao luôn các chị yêu. Thực sự là một cái mã áo gió này của em Nga là áo gió gây sốc luôn á, gây hot luôn các chị yêu nha. Bão luôn thực sự ở trong các mẫu áo gió. Nên các chị yêu nào đang nhìn thấy cái em này thì đừng bỏ qua, comment cho em đúng cú pháp. Mã M1 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại, hoặc chiều cao cân nặng kèm theo số điện thoại em chốt đơn nhé. Mức giá chỉ có giá là 950.000. Bao giá, bao form, bao chất, toàn quốc, hàng chính hãng của DBA các chị yêu nhé. Rất là đẹp, cực kỳ mê, dáng dễ mặc ạ. Rút dây bo gấu hoặc không bo nha các chị yêu nha.
buông thành suông đấy ạ, thoải mái. Nên những cái dáng này thì cực kỳ tiện dụng luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Đặc biệt là em thích áo này các chị yêu này, cái dòng đặt riêng các chị yêu sẽ thấy này, cái mũ của nó cực kỳ sướng luôn. Cái mũ này của em ý, trời ơi, nó vô cùng tuyệt vời luôn các chị yêu ạ. Cái mũ của nó là bản mũ rộng nhá. Đấy, chị em mình đi đâu này, đấy ạ, tránh gió này, tránh nắng này, hay là tránh bụi này, rất là sướng cho em nha. Đây, các chị yêu nhìn cái bản mũ cho em này, nó đẳng cấp và đỉnh cao như thế này. Trời ơi, nó đẹp ngất ngây và cực kỳ tuyệt vời. Nên chị yêu nào lấy thì comment cho em nha. Đúng cú pháp là M1 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại là em lên đơn ạ. Áo là M1 nhá. Bây giờ em sẽ giới thiệu sang quần M2 một chút xíu. Sau đó thì em sẽ mặc lên các màu ạ. Chị Khánh bảo Khánh M1 hay S màu gì ạ? Chị Khánh bảo S màu gì các chị ơi? Áo em có hai màu, em có màu nâu và màu xanh ạ. Chị Quỳnh Mai. Mai. Vâng. Màu nâu sẽ S ạ? Quỳnh Mai. Chị Quỳnh Mai size gì ạ? Em có SML ạ. Chị Quỳnh Mai một nâu S ạ. Ok ạ. Đẹp lắm luôn ạ. Đây. Chị yêu nào mà không lấy hết thì cực kỳ tiếc luôn ạ. Ok chị Quỳnh Mai ạ. Còn gì nhỉ? Chị gì chưa cho sai đúng không? Chị Băng Thẳng cho em xin thêm chiều cao cân nặng để em chốt đơn với ạ. Chị yêu nào khách mới nhớ cho em xin chiều cao cân nặng nhá. Chị Khánh bảo Khánh là lấy màu em đang mặc hay là lấy màu em đang mặc hay là màu xanh tím đây ạ? Em có hai màu đấy ạ. Đây đằng sau đây chị yêu. Em có hai màu đấy ạ. Đẹp lắm luôn ạ. Chị lấy màu em đang mặc hay là lấy màu xanh tím thì báo em nhá. SML 3 size 65-66 cân đổ về em chốt đơn. Dáng áo cực kỳ đẹp, ai cũng mặc đẹp cho em nha. Em khẳng định các chị yêu nhận em này, các chị yêu sẽ thấy nó đẹp ngỡ ngàng, xuất sắc, đỉnh form của nó cực kỳ thoải mái, dễ chịu, vừa trẻ trung này, vừa xinh, vừa dễ mặc, vừa phối đồ, và cách cái phối của nó cực kỳ đặc sắc nha các chị yêu nhá. Tông màu của nó các chị yêu nhìn cái cách phối này, đẹp ngất ngây luôn ạ. Gu xì, trời ơi, ngất ngây. Chất của nó này, các chị yêu thấy không ạ? Em vuốt như thế này, em xoa như này là các chị yêu biết gió là gió xịn rồi. Bởi vì nếu như hàng đều, hàng rẻ thì nó sẽ phải có sột soạt đúng không các chị yêu? Đây nó mềm, nó mịn và cảm giác sờ nó sướng sướng vô cùng luôn. Trời ơi, chất gió quá đỉnh luôn nhá. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Chị Hoa Hoàng M1 màu nâu 58 cân ạ. Ok, size M em chốt đơn ạ. Màu nâu cho chị Hoa Hoàng size M. Đấy ạ. Chị Khánh bảo Khánh là lấy màu nâu size S luôn đúng không ạ? Chị Khánh bảo Khánh ơi. Chị Khánh bảo Khánh là lấy nâu S đúng không ạ? Chị Khánh bảo Khánh là lấy màu gì cho em thêm màu nhá. M1 em có hai màu nên lấy màu gì cho em thêm màu nhá. Nhớ cho em thêm màu. Đây ạ. Màu em đang mặc màu nâu. Bây giờ em sẽ giới thiệu này. Em giới thiệu tiếp về cái quần em đang mặc là mã M2. Quần em đang mặc là mã M2 này thì em có 25, 26, 27, 28, 29 á. Đấy ạ. Quần này là mã quần jean nhá. Biên bản quần này nó là quần jean dáng đứng. Và các chị yêu nhìn kỹ cho em nha. Đây. Nó là một em quần phiên bản mới dáng baggy đứng ạ. Rất là đẹp, cực kỳ xinh. Đấy ạ, kiểu cách khác nhá các chị yêu nhá. Dành cho những chị yêu nào thích cái phần mà gấu của nó là gấu đứng ôm gọn như thế này thì các chị yêu lên đơn cho em nha. Quần của em Nga đang mặc ở đây nó là một cái chiếc quần đấy ạ. Cạp của nó là cạp cao hai khuy hách dáng. Và phần gấu ạ, nó có một thiết kế điểm nhấn nhẹ đơn giản và cái phần cạp của gấu quần như thế này các chị yêu nhá. Rất là đẹp, cực kỳ xinh. Và nó là phiên bản dáng quần baggy các chị yêu ạ. Rất là đẹp, cực kỳ sang xịn như thế này. Em đang mặc quần này là size 25 thôi ạ. Em đang mặc quần này là size 25 các chị yêu nhá. Trời ơi, thực sự là các chị yêu nào có quần trắng mức như này cho em Nga đi ạ. Đẹp ngất ngây luôn. Size 25 dành cho các chị yêu dưới 55 cân đổ về mà cho em size 25. Size 6 dành cho các chị yêu dưới 59-60 cân. Size 27 dành cho các chị yêu dưới 64 cân. Size 28 dành cho các chị yêu dưới 69 cân. Và size 29 dành cho các chị yêu dưới 74 cân đổ về. Tính theo chiều cao 1m6 các chị yêu mặc bao đẹp bao sang. Cho em chiếc quần jean trắng mã M2 này với mức giá chỉ có giá là 500.000 cho em chiếc quần này thôi. Quần em Nga đang mặc có mức giá là 500.000. Chị yêu nào thích dòng jean trắng ạ, thích cái sự đơn giản ạ, đúng ạ, và không thích suông đứng, tức là chân đùi các chị yêu và người các chị yêu đẹp vô cùng luôn rồi, thì các chị yêu cứ dinh cho em những cái dáng quần như thế này. Hoặc những chị yêu nào đúng ạ, có cái vòng bụng này, vòng bụng, vòng mông, vòng hông đấy ạ, mọi thứ đậm và các chị yêu thích nó gọn gàng, các chị yêu chốt đơn cho em cái quần này nhá. Rất là đẹp, cực kỳ sang, mặc lên vô cùng tuyệt vời, có co giãn đàn hồi và nó là một chiếc quần jean cao cấp vô cùng sang xinh. Nên chị yêu nào muốn sở hữu chiếc quần jean trắng mã là M2 này của em Nga thì lên đơn cho em Nga là M2 kèm theo
size kèm theo số điện thoại hoặc chiều cao cân nặng kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Mức giá cho em Nga là 500.000 cho phiên bản quần đấy thôi ạ. Nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em quần là M2 ạ. Chị Trần Hương M1 size S màu nâu ạ. Ok, chị Trần Hương quần áo M1 size S màu nâu em chốt đơn. Chị yêu Trần Sáng đang hỏi 58 cân mặc size gì? 58 cân áo mặc M giúp em ạ. Chị Trần Sáng 58 cân mặc M ạ. Cái kia là còn đấy đúng em không? Chị Trần Sáng. Chị Trần Sáng ơi, 58 cân thì mặc M ạ. Chị bao nhiêu cân? Chị Nguyễn Anh ơi, em Nga cao 1m54 và em nặng hơn 55 cân nhá. Nhưng phần thân trên người em nhỏ, phần thân dưới của em là khá đậm đấy ạ. Và em đang mặc quần này chuẩn size 25. Đây các chị em nhìn kỹ cho em Nga này. Em đang mặc chuẩn quần này nhá, size 25. Đấy ạ, tang mác của nó đây. Và mã quần này của nó là 01300 các chị yêu nhá. Đây. Mã quần của nó là 01300. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga. Quần của em Nga đang mặc mã là M2, mức giá là 500.000 ạ. Áo em đang mặc là M1, mức giá cho em Nga 950.000. Quá đẹp, quá sang, quá xinh rồi. Đấy ạ. Áo em đang mặc size S chị Lê Kiều ơi, em đang mặc áo có size S thôi ạ. Áo này thì 70 cân em không vừa rồi. Áo này em về cho dành cho các chị yêu 65-66 cân. Còn ở bên trong em giới thiệu tiếp theo về một cái chiếc áo giữ nhiệt. Thực sự là nói từ nãy đến giờ nhưng các chị yêu không biết, em toát mồ hôi đấy các chị yêu ạ. Bởi vì cái áo giữ nhiệt này, áo giữ nhiệt này thì em đã về cho các chị yêu. Nếu như một số chị yêu thì đã nhận được hàng rồi ạ. Áo này thì em có 3 phiên bản màu các chị yêu nhá. Chị yêu nào lấy áo khoác em đang mặc thì cứ chốt đơn. Rất là đẹp, cực kỳ sang. Để cho em bỏ ra ngoài một chút xíu em giới thiệu về cái áo giữ nhiệt này ạ. Quần em đang mặc là M2, giá là 500.000, chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Còn áo giữ nhiệt đấy ạ, em giới thiệu nhanh về cái áo giữ nhiệt nha. Áo giữ nhiệt này của em Nga, đương nhiên nó là hàng loại 1, phiên bản mới nhất luôn ạ. Rất là đẹp, hộp của nó đây các chị yêu nha. Nó là một em hộp đấy ạ, hộp bảng chữ G, bảng đỏ như thế này. Và khi các chị yêu nhận hàng, các chị yêu sẽ nhận đúng cái như thế này giúp em nha. Và bên trong cái áo giữ nhiệt này á, nó là một chiếc áo giữ nhiệt nó nỉ nhẹ nha các chị yêu nha. Có co giãn đàn hồi và em bao vừa hết cho các chị yêu 66 cân, 67 cân đổ về, các chị yêu đều mặc đẹp cho em cái áo này. Nó là hàng một size nhưng rất là đẹp. Và các chị yêu nhìn cái họa tiết cho em Nga này. Trời ơi, xuất sắc luôn ạ. Cái cổ cho em Nga nha. Ôi nó đẹp chưa các chị yêu. Cái hàng đẹp, hàng xịn ý, thì nó đẹp từ cái phần cổ này luôn nhá các chị yêu nhá. Nhìn nó đứng ạ. Các chị yêu nhìn cho em cái cổ nó đứng này. Ôi, ngất ngây luôn. Cái áo này thực sự là đẹp ngất ngây luôn ạ. Và cái kiểu dáng dích dắc của nó quá đỉnh luôn. Nhất là bản cổ, các chị yêu nhìn cho em Nga. Cái bản cổ này vừa mặc thoải mái, vừa dễ chịu, vừa xinh, vừa đẳng cấp. Mix gì cho em đấy ạ, để hầu ra đều rất là xinh. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn nha. Em có 3 màu cho chiếc áo này. Áo này em đang mặc là màu đen. Em có màu đen, màu be và màu nâu. Rồi ôi, màu nâu này các chị yêu ơi. Màu nâu này các chị yêu ơi. Ngất ngây chưa ạ? Đẹp ngất ngây luôn các chị yêu ạ. Và các chị yêu nhìn em test chất nha. Em test chất ạ. Các chị yêu sẽ nhìn ạ. Áo này thì nó sẽ dày hơn cái áo hôm trước em lên cho các chị yêu một chút ạ. Hôm trước các chị yêu có nhớ cái áo hôm trước em có lên cho các chị yêu một mã đúng không ạ? Nhưng cái đấy, cái áo đấy các chị yêu có thể mặc giữ nhiệt đấy ạ. Nhưng mà cái áo đấy thì nó không có nót nỉ nhá. Cái này của em Nga nó có hơi nót nỉ nhẹ một chút xíu. Nên nó ấm hơn, nó dày hơn ạ, cái mã trước. Và chất liệu của nó các chị yêu nhìn này, cho em Nga này, loại 1 này. Nó co giãn này, nó đàn hồi cực kỳ tốt nha. Nên các chị yêu 65-66 cân đổ về, các chị yêu mặc đẹp hết cho em cái áo này. Một size nhưng siêu sướng ạ. Hàng đầu mùa cực kỳ đẹp, rất là đỉnh với 3 tông màu mà đảm bảo 3 tông màu đều rất đẹp. Những chiếc áo này khi mà thời tiết lạnh thì không thể thiếu được rồi. Nên chị yêu nào muốn sở hữu em này nhá thì cứ comment cho em đúng cú pháp. Đấy ạ, hàng đầu mùa không thể nào không nhập được các chị ạ. Chỉ gọi nhập đầu mùa như thế này các chị yêu mới được sử dụng những cái mẫu chất liệu hàng chuẩn, hàng xịn. Bởi vì những dòng giữ nhiệt ấy mà lấy về sau các chị ạ thì nó không còn được gọi là giữ nhiệt nữa. Nó chỉ gọi là áo thời trang thôi. Còn cái dòng mà em đang lấy cho các chị yêu như thế này này, các chị yêu biết không, lấy đầu mùa như thế này á thì nó mới được gọi là chuẩn hàng chất liệu giữ nhiệt nhá. Các chị yêu nhìn này, em để như thế này ạ mà không bao giờ bay, không sợ bay, không sợ xù. Đấy ạ, mặc lên các chị yêu thấy ạ, nó đứng cổ vô cùng. Em có này, màu em đang mặc là đen, màu thứ hai là nâu, màu thứ ba là màu da nhá, màu be á, màu be nhạt. 3 màu cho chiếc áo này, 65-66 cân đổ về chốt đơn. Lên đơn cho em M3 với mức giá là áo giữ nhiệt nót nỉ nhẹ nhá các chị yêu nha. Lên đơn cho em Nga là M3, 3 màu xuất sắc đỉnh, đen, nâu và be. Trời ơi, cái màu nâu đỉnh cao luôn. Chút xíu nữa em sẽ lên dần cho các chị yêu ạ, phối kết hợp với những cái áo gió cho các chị yêu. Và màu be đây ạ,
chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp là M3 kèm theo màu kèm theo số điện thoại và lên lấy cho em hai chiếc đi các chị ạ. Nó đẹp ngất ngây như thế này, đặc biệt là cái họa tiết như thế này thì cực kỳ hiếm luôn rồi. Lấy cho em nha, M3 kèm theo màu, mức giá cho em nha 230.000. Áo em Nga đang mặc 230.000. Trời ơi, các chị yêu nhận hàng kiểm tra hàng cho em Nga nhá. Đẹp sang xịn xuất sắc đỉnh. Từ cái form chất mà các chị yêu nhìn cái được phần ren của nó này. Cái phần ren nó cũng đã rất là đỉnh luôn rồi. Phần ren của nó đã cực kỳ mê và rất là sướng luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga nhá. Mã kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Trời ơi, nó đẹp ngất ngây luôn ý. Cái áo này trời ơi, cái họa tiết của nó vô cùng tuyệt vời. 230.000 cho áo em Nga đang mặc, quần là 500.000. Áo gió mã M1 là 950.000. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Em bây giờ em sẽ mặc sang màu xanh cho các chị yêu ngắm về cái áo gió á. Áo giữ nhiệt màu đen nha nhé. Ok chị Loan Lê, một áo giữ nhiệt M3 màu đen cho chị Loan Lê chốt đơn ạ. Bán cho áo gió xanh than. Chị Lê Tuyền lấy gió xanh than. Ok ạ, chị Lê Tuyền áo gió xanh than nên chốt đơn ạ. Quần có màu, quần này có một màu duy nhất chị Thanh Nguyên ơi. Quần này của em Nga mới hiện tại mới về được đúng một màu duy nhất em chốt đơn ạ. Chị Loan Lê một đen em chốt đơn ạ. Áo M3 cho chị Loan Lê này. Chị Lê Tuyền áo gió xanh than size gì cho chị Lê Tuyền? Đây ạ, em đang mặc áo gió màu xanh than đây ạ. Màu à xanh này là xanh tím các chị yêu nha. Áo em đang mặc là xanh tím á. Xanh tím các chị yêu nha, 950.000, đẹp đẳng cấp, đỉnh cao. Đây ạ, đây là màu xanh tím đây ạ. Chị yêu nào thích xanh tím thì chốt đơn cho em xanh tím. Chị yêu nào thích màu nâu em mặc đầu lai, các chị yêu chốt cho em màu nâu. Rất là đẹp, cực kỳ sang. Áo rút dây này, đấy ạ, mặc buông mặc cho em nha. Sơ vin hay không à, mặc buông hay là rút dây cho em đều rất là đẹp. Áo này phải gọi là đỉnh cao luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nha. Nga báo cho ship giúp mình, giúp ngoài giờ hành chính giúp mình nhé. Giữ nhiệt màu nâu cho chị Bảy Thạch. Ok chị Bảy Thạch, giữ nhiệt màu nâu em chốt đơn. Chị Nga Bùi M3 màu nâu ạ. Ok chị Nga Bùi M3 màu nâu em chốt đơn. Chị Lan Lê à, để em sẽ cố gắng xem như nào có được không nhỉ em nhỉ. Được đúng không? Chị Lan Lê đi bên chỗ kia có vào được không? Chị Nga yêu cầu chuyển khoản vì ban ngày chị không nghe máy được. Chị còn chỉ nhận vào được ngoài giờ. Đây chị đang nói là báo vào ngoài giờ hành chính. Có nghĩa là mình có thể được không? Đơn 2 lần đơn liền vừa rồi là đều hoàn. Chị Loan Lê ơi, nếu thế thì chị Loan Lê ơi, chị mà em thấy là các bạn ấy báo là chị không thể nghe máy mà chị khó nhận như thế thì chị vui lòng chị chuyển khoản giúp em Nga đi. Chị chuyển khoản đi ạ, sau đó thì em sẽ báo với lại ship thì chị có thể nhờ là gửi ở đâu đấy cho chị được, cho nó tiện được không ạ? Tức là chị có thể đặt địa chỉ ở chỗ nào đấy thì em gửi cho chị cho nó tiện. Chứ còn nếu như mà chị không nghe máy được thì em cũng không có cách nào đâu. Nên nếu chị Loan Lê mà muốn lấy áo nhá thì chị Loan Lê vui lòng inbox vào trong trang chuyển khoản giúp em Nga nhá. Thì em Nga mới lên đơn được cho chị Loan Lê. Nên chị thông cảm cho em Nga. Đấy ạ, nên chị thông cảm giúp em Nga nhá. Áo giữ nhiệt chỉ có một size, đúng rồi chị Nguyễn Thu Hương ơi, áo giữ nhiệt một size nhá các chị yêu nhá. Dòng giữ nhiệt hàng chỉ có một size thôi ạ, nhưng nó là chuẩn dòng giữ nhiệt cao cấp, rất là đẹp, cực kỳ sang, cực kỳ mê. Thực sự là cái áo giữ nhiệt này nếu như chị yêu nào mà không bỏ qua thì cực kỳ phí. Áo giữ nhiệt này của em Nga nó là áo giữ nhiệt nắp nỉ các chị yêu nhá, mà em vẫn lên cho các chị yêu với mức giá 230.000 là các chị yêu biết rồi. Nó phải gọi là đẳng cấp đỉnh cao luôn. Nên chị yêu nào mà muốn sở hữu cái dòng giữ nhiệt nắp nỉ mà đẹp sang xịn xuất sắc đỉnh ạ. Đấy ạ, hàng đầu mùa chất vô cùng đỉnh cao thì cứ chốt đơn cho em Nga, đảm bảo các chị yêu không bao giờ thất vọng đối với những cái dòng giữ nhiệt này em Nga. Riêng những cái hàng mà em về cho các chị yêu đầu mùa các chị yêu không bao giờ thất vọng. Đấy ạ, cho nên em chỉ có về hết là em hết chứ không bao giờ em bù những cái dòng riêng, những cái dòng giữ nhiệt này. Nếu khi mà nó đã loãng hàng rồi thì em không bao giờ em bù. Bởi vì sao ạ? Bản thân nếu những người nào kinh doanh như bọn em biết ạ, chỉ có ôm áo giữ nhiệt đầu tiên nó mới là chuẩn thôi, chuẩn chất liệu giữ nhiệt. Còn những cái dòng về sau các chị yêu mua những nơi khác là rẻ ôi là rẻ ạ, thì hay là như thế nào, nhưng mà các chị yêu mua về các chị yêu thấy khác hẳn ngay. Đấy ạ, cầm nó đã thấy khác rồi chứ nó không bao giờ. Chất của nó sướng ạ, và cái cổ của nó này các chị yêu nhìn này, em mặc em có cầu kỳ gì đâu ạ, em mặc em chui như thế này thôi, nhưng cái cổ của nó đứng không ạ, cái cổ của nó này, cái ren của nó xịn như thế này, đứng vô cùng luôn ạ. Nó làm cho mặc cái cổ này nét vô cùng nha các chị yêu nhá, rất vừa phải luôn, mà cái sóng của nó rất đẹp. Các chị yêu tin em về áo giữ nhiệt đi ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đi. Chuyển khoản miễn ship ấy. Đúng rồi chị Loan Lê, chuyển khoản được miễn phí ship ạ. Chị anh nào thì M3 màu đen màu nâu ạ. Người đẹp mặc bộ nào cũng đẹp. Em cảm ơn chị Thanh. Em cảm ơn chị Thanh Hiền. Chị Lê Hiền cao 1m57, nặng 70 cân, có vừa áo gió không? Không vừa rồi chị Lê Hiền ơi, áo gió này thì em chỉ có size đến 65-66 cân thôi ạ.
Ok chị Huệ Nguyễn Thị, một áo giữ nhiệt. Áo giữ nhiệt em có 3 màu, chị lấy màu gì ạ? Chị Hoàng Nghĩa M1 màu xanh tím size S ạ. Ok ạ, màu xanh tím size S cho chị Hoàng Nghĩa. Vâng. Ok ạ, Hoàng Liễu ạ. Đây ạ, màu xanh tím size S này. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhé. Áo em có 2 màu. Gió đây ạ, đây là áo gió mã M1 nâu và xanh. Chị yêu nào lấy áo gió thì cứ chốt đơn đi ạ. Đấy ạ, comment cho em đúng cú pháp là em lên đơn. Đảm bảo các chị yêu sẽ không thất vọng về cái áo gió này của em nha. Riêng cái áo DBA này của em nha, các chị yêu sẽ không bao giờ thất vọng. Và các chị yêu nhớ nhá, năm nay mặc, năm sau mặc vẫn thấy đẹp, năm nữa mặc vẫn thấy chất. Thì các chị yêu nhớ cú feedback em nha và đừng quên em nha. Đấy ạ, nếu có lạc mất nhau thì các chị yêu cũng nhớ đến tên em nhá. Đấy ạ, nhớ đến tên em, bởi vì sao ạ? Em nói thực sự cái áo này nó gọi là đỉnh cao luôn. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Em đang mặc là màu xanh tím ạ. Chị Nguyễn Oanh màu nâu ạ. Chị Nguyễn Anh áo gió màu nâu 58 cân. Ok ạ, rồi ạ, ok chị Nguyễn Oanh em chốt đơn ạ. Em đang mặc là màu xanh tím ạ, rất là đẹp và cực kỳ xinh. Chốt cho mình áo giữ nhiệt đen nhé. Ok, ok chị Loan Lê một áo giữ nhiệt màu đen em chốt đơn ạ. Ok chị Huệ Nguyễn Thị một áo giữ nhiệt cho em màu nữa đi ạ. Áo giữ nhiệt em có 3 màu đấy ạ. Áo giữ nhiệt em có 3 màu, em đang mặc là màu đen. Các chị yêu lấy đằng nào cũng một công ship lấy 2 màu với các chị ạ. Một là lấy một đen, một da, hai là lấy một đen, một lâu. Trời ơi, quá đẹp luôn. Em nói thật sự, cái chưa có cái áo giữ nhiệt nào màu nâu nó đẹp như cái áo giữ nhiệt này. Đen thì các chị yêu, em nói thật sự đen thì có thể chị em mình có quá nhiều rồi. Nhưng tí các chị yêu thấy em mặc nâu nhá, các chị yêu sẽ thấy đẳng cấp vô cùng. Đặc biệt là cái cổ, em mê cái cổ này vô cùng. Các chị yêu nhìn này, cái cổ không cần em mặc vào nhá mà các chị yêu thấy được không ạ? Nó đẹp như thế này, cái gen của nó đây ạ. Các chị yêu thấy cái gen cận chất chưa ạ? Cái gen cận chất tay em sờ này. Và các chị yêu nhìn cái gen của nó như thế này. Còn chất liệu của nó bên trong đây nhá các chị yêu nha. Nó có một lớp nỉ mịn, mềm, nhẹ. Đấy ạ, nó giữ nhiệt nhưng nó có một chút nỉ nhẹ ở đây. Rất là đẹp, cực kỳ sang xịn, xuất sắc cho em Nga nhá. Tang Mark có Tang Mark chính hãng luôn. Đây, các chị yêu nhìn Tang Mark cho em Nga nha. Đấy ạ, nó là cái dòng chính hãng Tang Mark này. 92% chất liệu gì đó đây này. Đấy ạ, còn 8% nó là cái chất liệu nha các chị yêu nhá. Đấy, nó phải xịn sò như thế này, chính hãng như thế này thì các chị yêu mới thấy rằng là các chị yêu mua nó mới chuẩn, nó mới sang, nó mới xịn. Thực sự 230.000 không phải nghĩ luôn ạ. Riêng áo giữ nhiệt em đảm bảo khi vào mùa các chị yêu cứ lúc nào bắt đầu mới thấy cần, các chị yêu cứ thử ra shop các thứ xem ạ. Riêng không bao giờ mua được những cái dòng nếu mà chuẩn xịn như thế này với mức giá như em đâu. Nên chị yêu làm đấy thì cứ chốt đơn. Đấy ạ, cái mẫu này nó có nỉ nhẹ nên em cứ về và em lên luôn thôi. Đã về rồi thì tiện thì lên luôn. Cho chị yêu nào có nhu cầu thì đấy. Còn nếu không các chị yêu cứ inbox vào trong trang cho em là được. 3 màu nha, đen, nâu và be, 3 màu ạ. Đấy ạ, chị yêu nào đấy thì cứ comment. Đấy ạ, chị Nguyễn Thị Cẩm áo giữ nhiệt màu nâu ạ. Ok ạ. Chị Nguyễn Thị màu đen và màu da. Ok ạ. Chị yêu nào đấy cứ chốt đơn nha. Áo em đang mặc là mã M1 rồi, quần em đang mặc là M2, áo em đang mặc M1, em mặc lại màu nâu cuối cùng, sau đó thì em qua mã áo gió nha các chị yêu nha, em qua áo gió siêu phẩm này. Chị yêu nào muốn dinh nữa thì các chị yêu có thể xem lại like và chốt trong inbox cho em nha, đừng bỏ qua hết hàng cực kỳ tiếc. Riêng áo gió này thì tin em đi ạ, lên lấy cho em nha. Đấy ạ, lấy để nhớ các chị yêu nhá. Và để khi nào mỗi lần các chị em đi đâu, bởi vì thực sự là em rất thích là đồ gì đẹp ấy ạ, là đều muốn giới thiệu đến cho các chị yêu. Đấy ạ, mẫu nào đẹp là đều muốn giới thiệu đến cho các chị yêu. Đấy, quan trọng là đẹp là phải giới thiệu ngay và luôn. Đấy ạ, không để bỏ lỡ. Đây, chị Hồng Vân M3 màu nâu và kem ạ. Ôi, ngất ngây luôn ạ. Ok các chị yêu ạ, nó đẹp ngất ngây như thế này. Đấy ạ, các chị yêu nhìn thấy em, trời ơi, có khi chỉ cần đứng như thế này thôi các chị yêu cũng thấy nó rất là đẹp luôn rồi. Thực sự là gam màu áo quá là xịn sò, xuất sắc đỉnh luôn ạ. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Áo là mã M1 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Áo này em cũng cất đi một chiếc mà các chị yêu. Đấy ạ, rất là đẹp, cực kỳ xinh và em rất là mê cái áo này. Đấy ạ, một chiếc áo gọi là đẳng cấp, đỉnh cao. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay comment cho em đúng cú pháp. M1 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại hoặc chiều cao cân nặng kèm theo số điện thoại để em lên đơn cái áo gió siêu phẩm này nhá. 65-66 cân đổ với em chốt đơn. Những chị yêu nào đậm người ạ, các chị yêu tự tin cho em nha, mặc đẹp cho em áo này. Những chị yêu nào 65-66 cân, các chị yêu tự tin mặc đẹp cho em áo này nhá. Và mặc chất cho em luôn. Các chị yêu mai kia các chị yêu mix cho em quần short, mix cho em những cái chân váy các kiểu cho em nha. Các chị yêu khoác cái áo này lên cho em nha. Đấy ạ, các chị yêu diện lên cho em nha, rồi cho em xin feedback nhá. Đẹp ngất ngây, thực sự sang
xịn và trẻ trung, năng động và cực kỳ mê luôn. Đây là phiên bản đầu tiên em lên cho các chị yêu mã áo gió M1. Chị yêu nào muốn sở hữu thì cứ chốt đơn nhé. Bây giờ xin phép lên mã M4, một siêu phẩm áo gió tiếp theo ạ. Rồi ạ, em qua màu áo gió này các chị yêu nhá. Chị Nguyễn Thu Hương M3 màu đen và nâu ạ. Ok ạ. Chị Hoa Hoàng M3 màu nâu và da. Ok ạ. Sao không thấy gửi hai cái áo gió trắng? Chị Nguyễn Thu Hương là sao không thấy gửi hai áo gió trắng và xanh than cho chị em nhỉ? Chị Nguyễn Thu Hương, em ơi check lại áo gió của chị Nguyễn Thu Hương đi ạ. 55 cân mặc cho em size S thôi chị Phong Vân ơi. 55 cân chị cao bao nhiêu ạ? 55 cân chị cao 1m6 thì mặc áo này cho em size S thôi chị Phong Vân nhá. Em đang mặc áo gió này size S đấy ạ. M1 màu xanh tím 55 cân. M1 màu xanh tím 55 cân, nếu chị cao 1m6 thì mặc cho em size S, trừ khi chị thấp. Ví dụ như chị cao 1m53-54 thì có thể mặc size M cho em được ạ. Áo giữ nhiệt màu nâu và màu da cho chị Hoa Hoàng, ok rồi ạ. Nên áo gió đen Burberry chị mới đang đi, ok chị yêu ạ. Ok chị Nguyễn Thu Hương, em chốt đơn rồi ạ. Màu nâu em đang mặc bao nhiêu tiền vậy? Áo gió em đang mặc đầu line này ạ, có mức giá là 950.000, hàng của DBA chị yêu nhá. Áo em đang mặc là của DBA, 950.000 thôi ạ. Một màu nâu. Chị Hương Mai 54 cân mặc chuẩn cho em áo size S ạ. Áo em đang mặc là size S chị yêu ơi. 55 cân đổ về mặc cho em size S, 950.000 ạ. Chị Nương Nguyễn M1. Chị Nương Nguyễn ơi, M1 chị lấy màu gì cho em thêm màu với ạ? Chị Nương Nguyễn khách mới hay khách cũ nhỉ em nhỉ? Chị Nương Nguyễn khách mới hay khách cũ nhỉ? Em nhìn. Các chị yêu ơi cho em xin thêm số điện thoại với ạ. Vì cái như là comment nó bị ẩn nên các bạn đang không kịp chốt đâu ạ. Nên các chị yêu nào, chị Phong Vân là giữ nhiệt nâu, ok chị Phong Vân một áo giữ nhiệt nâu ạ. Áo em áo giữ nhiệt là 230.000, quần em đang mặc là 500.000. Áo khoác gió này, thực sự áo khoác áo gió này quá đẹp cây em, nói thật sự nha, em không khoác mà các chị yêu chỉ cần này, chị em mình đi đâu đấy nếu làm gì chỉ cần đặt như thế này thôi, em nói thật sự luôn nha các chị yêu. Nó nhìn này, nó thả ra những cái gam màu như thế này, nó vô cùng chất luôn đấy ạ. Chị em mình đi đâu chỉ cầm như thế này thôi, các chị yêu nhìn thấy không ạ, nó cũng đã vô cùng chất rồi, không cần nhất thiết là nó phải mặc lên nhá các chị yêu nhá, đẹp ngất ngây luôn, áo này siêu đỉnh luôn ạ. Chị Hương Mai M1 54 cân mà cho em size S ạ. Em gửi quần trắng cho chị chưa, chị Lê Hòa đi đơn chưa em nhỉ? Áo chị cầm bao nhiêu? Áo em đang cầm là áo giữ nhiệt này, có mức giá là 950.000 nhá chị yêu. Chị check đơn của chị Lê Hòa đi. Chị Hương Mai 54 cân mặc S đi ạ. Nếu các chị yêu nào lấy áo M1 thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga nhé. Còn bây giờ em sẽ lên áo Burberry rồi một màu trước cho chị cái áo đa sắc một màu kia, 4 màu hay là 5 màu gì đấy, có đen nâu xanh mà SML XL ấy. Rồi em qua M1, chị yêu nào lấy M1 thì cứ chốt đơn cho em Nga hoặc xem lại like inbox nha. Còn bây giờ em sẽ sang cái mã áo Burberry kia. Chị nào? Chị Hương Nguyên khách mời cho em xin số, chị Hương Nguyên khách mời cho em xin số điện thoại đi ạ. Đẹp quá, áo này đẹp thật sự luôn đi ạ. Này, ngất ngây luôn. Tranh thủ chờ các bạn ấy bung màu ra cho em nha. Đấy, bung màu ra cho chị. Chờ các bạn bung màu ra cho em chút xíu, em sẽ khoác cho các chị yêu nào ngắm kỹ đi ạ. Chờ các chị yêu chờ một chút xíu nhá. Chờ em lên mã. Không, mã một màu. Đúng rồi. Cái đấy có hình như 4 màu đấy, đủ size XML, XL. Em sẽ lên mã tiếp theo của bác ạ. Đấy ạ, chị yêu nào lấy chốt đơn, đẹp không các chị? Chỉ cần khoác như thế này thôi đi chơi, quá đẹp luôn. Áo riêng áo gió thì trong Nam ngoài Bắc mọi miền Tổ quốc các chị yêu đều mặc đẹp cho em Nga rồi. Áo gió thì trong Nam ngoài Bắc mọi miền Tổ quốc đều mặc đẹp nhá. Nên chị yêu nào lấy cái chốt đơn cho em Nga. Đấy ạ, rất là đẹp và cực kỳ xanh. Áo đang mặc có gì ạ? Có trái tim không em ạ? Sao lại có trái tim là gì ạ? Không, cái này không phải là có trái tim đâu chị yêu. Áo đây ạ. Áo nào nó là hàng họa tiết của Gucci các chị yêu nhá, thương hiệu Gucci ạ, chứ không có trái tim ạ. Áo giữ nhiệt là áo giữ nhiệt nát nỉ chị Lộc Phát Xuân ơi. Em gửi quần chị Lê Hòa kiểm tra nha. Chị Lộc Phát Xuân ơi, áo giữ nhiệt của em Nga nó là áo giữ nhiệt nát nỉ ạ. Chị Thanh Nguyên cho chị áo M1 màu nâu nhé. Ok chị Thanh Nguyên ạ. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn đi ạ, đừng bỏ qua nhá. Đẹp ngất ngây, trời ơi cái áo này gọi là đỉnh cao luôn. Riêng áo M1 này các chị yêu không lấy thì quá phí luôn. Tranh thủ các bạn ấy bung áo kia cho em Nga. Em khoác lại cho các chị yêu, một số chị yêu nào vào sau để nhìn ạ. Nó gọi là đẹp đẳng cấp. Vừa đẹp vừa xinh vừa sang. Một em áo gió
quá là đẳng cấp luôn ạ. À. Đảm bảo các chị yêu nhận hàng là ưng làm mê nha các chị yêu nha. Cái tay của nó, các chị yêu nhận hàng các chị yêu sẽ thấy á, cái tông màu của nó là nâu nhưng nó rất là trầm thôi ạ. À. Nên nó rất là đẹp, cực kỳ xinh, mặc lên rất là sang, trẻ ăn dân tuổi nha các chị yêu nha. Các chị yêu đảm bảo các chị yêu mặc lên cực kỳ phong cách và trẻ ăn dân tuổi cho em nha. Đây các chị yêu nhìn cho em nha, nó rất là xinh luôn nhá. Cái gam màu cảm giác chị em mình đặt vào đâu, đấy, đặt tay vào đâu, để tay ở đâu, trời ơi vẫn cứ thấy nó nổi bật luôn, cực kỳ sang và rất là xinh luôn ạ. À. Đấy nhìn rất là mê luôn, kiểu gì cũng thấy đẹp nha các chị yêu nha. Trời ơi ngất ngây, một chiếc áo gió gọi là đỉnh cao luôn rồi ạ. À. SML 3 size 6566 cân đổ về ống cho đơn, mức giá cho em nha. Bao đẹp, bao xinh ạ. À. 950.000 cho em thôi, nên chị yêu nào lấy áo này thì đừng bỏ qua nhá. Trời ơi, xinh quá luôn ý ạ. Rồi bây giờ em sẽ lên mã tiếp theo, M4 ạ. Áo giữ nhiệt của em nha là M2, à M3, quần là M2, áo giữ nhiệt là M3. Áo giữ nhiệt 3 màu nhá, các chị yêu nào lấy cứ chốt đơn. Áo giữ nhiệt thì em vẫn bán như thường xuyên. Đây. Rồi ạ. Đây các chị yêu đang hỏi em một cái áo đúng không? Một cái áo gió tiếp đúng không ạ? Áo gió này nó là áo gió của Bắc này, hàng siêu cấp của Bắc các chị yêu nha. Tang lụa với 4 màu. Màu đầu tiên là màu đen nha, màu thứ hai là màu nâu, màu thứ ba là màu đỏ đô, màu thứ tư là màu rêu. Màu nào cho em cũng đẹp. Và em có đủ size SML XL 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Rất đẹp, rất sang, áo cổ trụ các chị yêu nha. Áo này thì nó là áo cổ trụ đơn giản như thế này, không mũ ạ, rất là đẹp, cực kỳ xinh. Dành cho những chị yêu nào thích sự đơn giản thì chốt đơn ạ. M1 cao 1m60, nặng 57 cân, mặc cho em size M chị Nhung Bùi nhá. Mặc cho em size M vừa xinh ạ. À, 57 cân thì mặc cho em size M. Quần em đang mặc có, hiện tại em mới về được một màu chị Hương Nguyên ơi. Chốt cho chị áo giữ nhiệt chưa nhỉ? Chị Bách nào thì chốt áo giữ nhiệt cho em nhỉ? Chốt rồi ạ. Em chốt rồi chị yêu nhá, có quần sót không em? Quần sót em có đấy ạ, nhưng mà hôm nay chưa chắc em đã lên được quần sót chị yêu ơi. Rồi, áo này em có 4 màu, em qua M1, chị yêu nào muốn lấy M1 xem lại like hộ em nha. Tại vì em còn nhiều mẫu áo gió lắm luôn, nên là em xin phép được lên, các chị yêu, em xin phép được lên màu đầu tiên. Thôi lên đỏ đi một chút xíu nhá, đỏ trông cho nó tươi mới các chị yêu nha. M1 đầu tiên. M1 950.000, áo khoác gió của em Nga là M1 950.000. Quần em đang mặc là M2 500.000, đủ size 25, 26, 27, 28, 29. Em đang mặc quần này là size 5. Quần này của em nha thì nó là một chiếc quần jean dáng đứng các chị, à dáng baggy các chị yêu nhá. Và cái ống của nó là ống đứng gọn như thế này, rất là xinh. Nói chung là riêng những cái dáng quần jean ấy thì màu trắng em chỉ mặc được quần jean baggy. Nhưng mà ngày hôm qua em có giới thiệu cho các chị yêu một cái mã quần jean ấy ạ, dáng suông đứng ạ, ôm gọn ấy ạ. Đấy là cái mã mà em có nói với các chị yêu, mã đấy các chị yêu nhìn thấy không ạ? Em về cho các chị yêu 3 mẫu quần jean trắng rồi nhá các chị yêu nhá. Đây là mẫu thứ 3. Nhưng các chị yêu nhìn thấy không ạ? Các chị yêu xem lại like ngày hôm qua của em đi ạ. Nếu như để nói về đặc sắc, nói về sự mà gọi là có 102 trong các mẫu quần jean trắng thì phải nói đến mã ngày hôm qua. Đấy ạ. Còn những cái mã này thì nó gọi là cái mã gì ạ? Mã gọi là truyền thống, tức là jean baggy là jean truyền thống. Đấy ạ, còn cái mã mà đặc sắc nhất thì nó phải gọi là cái mã quần jean trắng ngày hôm qua. Và đương nhiên nếu như chị yêu nào đã dinh cái mã quần jean trắng ngày hôm qua rồi mà vẫn thích mặc jean trắng thì dinh thêm cho em cái mã này, hoặc cái mã mà hôm trước em lên cho các chị yêu một cái mã nữa. Đấy ạ, thì các chị yêu có thể trong tủ của mình có hai cái quần jean trắng, một cái là dáng suông đứng đấy và một cái là dáng baggy, tùy các chị yêu. Nhưng mà cái mã ngày hôm qua thì đấy các chị yêu thấy đúng không ạ? Nên em nói là em mặc quần jean, các chị yêu nhìn lên là biết. Đấy ạ. Quần này nó rất là đẹp, cực kỳ sang, rất là xinh, và các chị yêu mặc quần này cho em rất là tuyệt vời luôn nha các chị yêu nhá. Nhưng nó cái quần hôm qua nó có điểm nhấn, nó có những cái điều đặc sắc riêng biệt. Đấy ạ, và các chị yêu sẽ thấy không đụng hàng, không ở đâu có, nó rất là mê và cực kỳ tuyệt vời luôn. Còn bây giờ em sẽ lên áo gió tiếp theo là M4 ạ. Áo gió của Bắc các chị yêu nha. Áo này thì em có đủ size SML XL 65 cân đổ về, em đang mặc là màu đỏ đô. Đây ạ, một phiên bản áo gió phiên bản mới nhất của năm 2023, rất là đỉnh, cực kỳ sang như thế này. Cổ của nó có duy nhất một điểm nhấn này, bấm nhẹ khuy ở đây nha. Ôi cái tông màu đỏ, đỏ của nó là đỏ đô các chị yêu ạ, nó đẹp. Ôi, rất ngây khi em lựa chọn cái màu đỏ này phối với quần jean trắng. Ở đây nó sẽ có cái túi như thế này các chị yêu nha. Đây ạ. Chị Vũ Hải M1 tồn nâu và áo giữ nhiệt màu nâu ạ. Ok ạ. Chị Vũ Hồng Nhung M2 size 27 ạ. Ok ạ. Chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn cho em nha. Quần đủ size, em đang mặc quần này là size 5 ạ.
Quần này thì dáng của nó baggy cho nên form của nó các chị yêu lưu ý nhá. Quần ngày hôm qua form của nó form gọn hơn. Còn form này, quần này của em Nga là em đang mặc 25 đấy ạ. 25 dành cho các chị yêu dưới 55 cân. Size 26 dành cho các chị yêu dưới 59 cân. Size 7 dưới 63 64 cân. Size 28 dưới 68 cân. Và size 29 dành cho các chị yêu dưới 73 cân đổ về mặc cho em quần jean trắng này nhá. Lên lưu ý về size giúp em nha. Đấy ạ. Giờ quần jean trắng thì em thường đẩy xuống 1 cân để cho các chị yêu mặc nó đẹp nhất và gọn nhất. Nhưng chị yêu nào càng đậm thì em đẩy xuống 1 cân đấy ạ. Đấy ạ. Áo em đang mặc này, một chiếc áo Burberry siêu cấp đấy ạ, tang lụa xịn sò hai lớp các chị yêu nha, lớp lót bên trong cho em Nga đây, các chị yêu nhìn cho em Nga đã đây ạ, hàng Burberry, mã của em ý là mã đây ạ, chờ em chút xíu để em xem cái em này, mã của nó là 19441 các chị yêu nhá, 19441 giúp em Nga. Nó là một em phiên bản áo gió Burberry siêu cấp hai lớp tang lụa xịn sò với 4 tông màu đây ạ, các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga này, tang lụa này, xịn sò này, hai lớp bên trong nó là một lớp gió kẻ lụa như thế này nữa, rất là đẹp, cực kỳ sang. Và đương nhiên rồi ạ, hàng đẹp, hàng xịn thì chắc chắn các chị yêu nhận hàng, tự kiểm tra hàng, tự xem hàng sẽ đánh giá cho em Nga cái áo gió này. Áo này thì các chị yêu có thể mặc đơn giản như em Nga này, không cần bấm cổ, phanh nhẹ nhàng như thế này cho em Nga. Nó không có mũ, không nằm cổ cao, nó rất đơn giản nên khoác bomber rất là trẻ trung và cực kỳ tuyệt vời như thế này. Với 4 tông màu, chút xíu em mặc cả 4 tông màu, màu nào cho em cũng đẹp. Đặc biệt là các chị yêu nhìn cho em Nga nhé, màu nâu này, màu em đang mặc là đỏ đô này, màu thứ hai thì em mặc màu nâu rêu này, màu thứ ba là cái màu nâu đất này, và màu thứ tư là màu đen. Nói chung màu đen là màu truyền thống rồi, màu đen thì ai thích đen thì chốt đen thôi, chứ màu đen là cái màu mà em nói thật sự đã mặc những cái dòng như thế này các chị yêu cứ mặc màu sắc cho em Nga, thay đổi đi các chị yêu ạ. Đấy ạ, các chị yêu thay đổi màu đi các chị yêu, làm mới trong tủ quần áo của mình đi ạ. Vì chị em mình riêng gió thì ít nhất chị em mình phải có đến chục cái áo khoác gió để thay đổi mà, cho nên tại sao mình không lấy mỗi kiểu một màu để thay đổi, làm đa dạng phong cách của chị em mình. Đi đâu đấy chị em mình cũng thấy là ôi hôm nay mình đi sự kiện này mình sẽ có một cái kiểu này mình mặc, đi đâu đấy mình lại có một cái sự kiện khác mình mặc, đúng không ạ? Nó rất là đẹp và cực kỳ sang. Lên đơn cho em chiếc áo gió này các chị yêu nha, 4 tông màu rất là đẹp và cực kỳ tây cho em Nga. Đủ size, size S dành cho các chị yêu khoảng 50-51 cân đổ về em chốt đơn. Size M như em Nga đang mặc dành cho các chị yêu dưới 55 cân, size L dưới 60 cân và size XL dưới 65 cân. Các chị yêu chốt chuẩn size cho em Nga, S, M, L, XL 65 cân đổ về em chốt đơn nha. Comment cho em đúng cú pháp là M4 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em lên đơn ạ. 920.000 cho em siêu phẩm này. Áo em đang mặc có giá là 920.000, hàng Burberry siêu cấp nhá. Riêng hàng Burberry các chị yêu biết giá chung trên thị trường rồi. Những cái áo gió mà em đang mặc đầu line, kể cả cái áo M1 ý, nếu các chị yêu mua chung trên thị trường nó cũng có giá rơi vào khoảng tầm 1.2-1.250. Áo Burberry này của em Nga cũng thế, giá chung trên thị trường nếu các chị yêu vào shop mua nó cũng sẽ rơi vào giá 1.2-1.250. Nhưng áo này em mặc em lên like cho các chị yêu mức giá chỉ có giá là 920.000 thôi. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Đẹp, sang, xịn, xuất sắc đỉnh. Và em sẽ mặc nhanh 4 màu cho các chị yêu để sở hữu siêu phẩm này. Các chị yêu đừng bỏ qua nhá, bỏ qua là cực kỳ tiếc bởi vì em còn rất nhiều mẫu ạ, nên em sẽ lên rất nhanh. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Đẹp, sang, ngất ngây luôn. Chị Cương Kim M1 màu nâu xe M ạ. Ok ạ. Chị Phạm Thùy Nhâm đang ghi là M1 màu đen nhưng M1 không có đen. M1 em không có đen ạ. M1 của em Nga là có màu xanh xanh tím chị yêu ạ. Màu xanh tím đây ạ. M1 của em Nga nó là cái áo này nè chị yêu ơi. Chị đang lấy M3. Là màu xanh tím ạ. Hả? Chị lấy M1 M3. Chị lấy M3 là áo giữ nhiệt ạ? Vâng. Ok ạ. Áo giữ nhiệt của em Nga là màu đen. Ok ạ. Đây ạ. Áo gió. Chị yêu nào thích một cái áo gió Burberry đấy ạ, phiên bản Burberry thì là hàng basic. Và các chị yêu nhìn này, áo này của em Nga nhá, ở cái vạt ở dưới này này, mẫu mới nó mới có cái điểm nhấn này, độc đáo chưa các chị yêu ơi. Đấy ạ, một chút xíu điểm nhấn này, phối cách né này, ôi ngất ngây luôn. Và các chị yêu nhìn cho em cái đằng sau nha, wow, hoàn hảo luôn ạ, xuất sắc đỉnh luôn. Toàn bộ họa tiết cho em Nga của cái ở trên những cái khuy này đều khắc chữ cho em Nga nhá, rất là đẹp, cực kỳ sang. Áo em đang mặc tông màu đỏ đây ạ, chị yêu nào lấy màu đỏ tin em đi ạ, dinh cho em cái màu đỏ này đi các chị ơi. Đỏ này của em Nga nó rất là đẹp, cực kỳ trẻ trung. Một chiếc áo gió Burberry siêu cấp tang lụa xịn sò hai lớp đấy ạ, phiên bản mới nhất của năm 2023 với tông màu đỏ. Trời ơi sao nhìn màu đỏ mê thế á, đẹp ngất ngây luôn. Cái này nó trơn đơn giản các chị yêu ạ, nó không cầu kỳ đấy ạ, nhưng mà nó lại rất là đẹp luôn, màu rất là xinh và cực kỳ tươi trẻ nhá. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn cho em nha. Comment cho em đúng cú pháp là mã M
M4 á, kèm theo màu, kèm theo size hoặc kèm theo chiều cao cân nặng em chốt đơn. Em đang mặc là màu đỏ này, đỏ đô các chị ạ. Đỏ đô, đỏ trầm, rất là đẹp luôn. Nó không bị đỏ sáng, nó không bị chói, nó không bị chói lóa nhá. Nên chị yêu là lấy thì chốt đơn ạ. Áo khoác vải gió là vải gì? Vải gió là vải gió thôi chứ em cũng không hình dung là chị đang hỏi em vải gió là vải gì ạ. Áo này nó là khoác gió chị yêu ạ, hàng của Buri. Đấy ạ, siêu cấp nhá, nên chị yêu là lấy thì chốt đơn. Em đang mặc ạ, quần trắng cao 1m60 có ngắn không? Quần trắng của em Nga là dáng của nó là dáng khoảng tầm 90 phân. Đấy ạ. Nên là chị mặc để em đo cái chiều dài của quần này một chút xíu đây ạ. Chờ em chút xíu để em đo chiều dài của quần nhá. Để em đo chiều dài của quần. Đẹp nhất ngay. Quần này của em Nga nó rơi vào tầm 90 phân chị yêu ạ. Chiều dài của nó 90 phân và đương nhiên các chị yêu cao 1m60 là các chị yêu mặc đẹp luôn cho em Nga rồi. Đấy ạ. 90 phân nhá, các chị yêu cao 1m60 mặc quá chuẩn luôn cho em Nga với những cái quần mặc dài 90 phân này rồi ạ. Nó là chuẩn dài 90 ạ. Nên chị yêu nào lấy quần chốt đơn quần, chị yêu nào lấy áo chốt đơn áo nhá. Áo này các chị yêu có thể bỏ buông lại khoác nhẹ như này cho em Nga. Khoác cũng đẹp, riêng áo gió hôm nay em nói thật sự. Các chị yêu khoác nhẹ cho em cũng đẹp nhá. Đây. Em mặc nhanh các màu nha, để các chị yêu có thể dinh ạ. Đấy. Đẹp quá, cái gió này, cái bo của nó này, bo gấu này. Bo gấu nhẹ nhàng này các chị yêu ơi, xinh lắm luôn ạ. Cái bo gấu của nó quá đẹp luôn rồi. Phạm Thùy Nhân là lấy áo gió M4 màu đen ạ. Ok ạ. 55 cân ạ. 55 cân chị cao bao nhiêu nhỉ? Thích mới ạ. À, chị yêu ơi, 55 cân cao bao nhiêu cho em thêm vòng chiều cao nữa. Nếu mà chị 55 cân mà cao 1m60, vai gọn nhá các chị yêu nhá. Vì lưu ý cho em Nga này, áo gió chị em mình mặc ấy là chị em mình mặc chủ yếu là để khoác ra ngoài đúng không ạ? Cho nên là thường các chị yêu để ý nhá, người em Nga nhỏ nhưng mà vai em khá là đậm. Thành ra lúc nào em cũng mặc cái này nó là size M này. Đấy ạ, và các chị yêu nhìn cái cánh tay cho em Nga. Nếu như chị yêu nào mà cánh tay đậm, vai đậm, đấy ạ, và các chị yêu giữa size, các chị yêu nên đẩy size lên cho em Nga. Còn nếu mà các chị yêu nào mà người mà ví dụ như 55 cân cao 1m60 á mà hoặc là 1m54 nhưng mà vai các chị yêu đậm, các chị yêu nhớ bảo em. Còn nếu như mà không, các chị yêu vẫn cứ lấy chuẩn size cho em Nga là đẹp nhá. Rất là xinh. Đây, màu em đang mặc màu đỏ đấy. Đẹp quá luôn. Trời ơi, áo này màu đỏ đẹp quá. Đấy ạ, hàng Buri nhá, trơn đơn giản rất là xinh. Bây giờ em mặc các màu đấy ạ. Để cho các chị yêu ngắm nhé. Áo giữ nhiệt có gì ạ? Cổ cô trái tim là cái gì ạ? Áo giữ nhiệt cổ V ạ. Có chị yêu, áo giữ nhiệt cổ V mấy đứa có ạ. Có áo giữ nhiệt cổ V đúng không ạ? Cổ thấp để chị em mình mặc kết hợp ở bên trong một số những cái áo gì khác ra ngoài đúng không ạ? Có chị yêu nhé. Rồi ạ. Em vừa mặc màu đỏ này, bây giờ em mặc sang các màu tiếp theo. Hôm nay các chị yêu sẽ thấy ạ. Màu tiếp theo em lên màu rêu nha. Wow, rất ngay luôn ạ. À. Em lên màu rêu này. Đẹp quá. 920.000 thôi. Thảo có 920.000 thôi. Hàng siêu cấp cho em Nga nhá. Buri này là của em Nga, là Buri siêu cấp, hàng chuẩn ạ. À. Hàng chuẩn tang lụa loại 1 xịn sò. Nói chung các chị yêu mua áo gió mà hàng xịn thì các chị yêu biết rồi. Giá lúc nào nó cũng rơi vào tầm 1.2-1.250 đúng không ạ? Còn riêng nhà em Nga đấy ạ, giá đương nhiên có rẻ hơn thị trường. Thì em cũng dành cho các chị yêu cái mức giá tốt nhất là 920.000 thôi. Còn em đảm bảo các chị yêu bao giá toàn quốc cho các chị yêu đấy ạ. Các chị yêu có thể đi tham khảo thị trường đi ạ. Đảm bảo không có ở đâu có giá này đâu. Nên các chị yêu yên tâm luôn. Màu tiếp theo đây ạ. Thì Mai Hồng áo giữ nhiệt màu đen ạ. Ok ạ. À để em mặc áo giữ nhiệt sang màu nâu nha các chị yêu nha. Em mặc sang cái áo giữ nhiệt màu nâu để các chị yêu ngắm. Chờ em chút xíu tí em mặc màu nâu cho. Trời ơi, cái áo này xinh quá, cái cổ của nó này. Em khá thích được cái cổ này các chị yêu nhá. Dành cho những chị yêu nào ấy mà thích kiểu mặc một cái áo khoác bomber. Cổ của nó là cổ trụ nhưng mà cài bản nhỏ ấy. Cái cổ này là cổ bản nhỏ nhá. Cổ này là cổ kiểu gần như là cổ trụ bản nhỏ ấy. Các chị yêu khi nào mà chị em mình mặc lên, em bấm lên này. Các chị yêu sẽ thấy cái cổ này cực kỳ thích luôn. Để chị em mình cảm giác là kiểu mặc lên nó thoải mái ấy. Quàng được khăn này, có thể quàng được khăn này, nít đồ cho em Nga này. Đấy, các chị yêu nhìn cái cổ này, cổ nó rất là đẹp luôn ấy ạ. Cái cổ xinh chưa các chị? Ôi, cái áo này cổ cực kỳ xinh luôn ấy ạ. Quá là đỉnh luôn ạ, các chị yêu nha. Toàn bộ cái logo và cái áo này ở đây nó đều có khắc chữ Bắc Buri các chị yêu nhá. Gió hai lớp tang lụa. Đấy ạ, phiên bản của nó là giáo bomber, form rất là đẹp luôn. Form vừa phải và cực kỳ xinh luôn ạ. Dáng năm nay em phải nói là
cái dáng năm nay gió của nó cực đẹp và cái dáng của nó cũng rất là xinh nhá các chị em nhá. Trẻ dễ mặc mà ai cũng mặc được cho em nha. Điểm nhấn của nó này có một chút xíu ở cái phần gấu ở đây. Nó làm cho em nha là có ở đây là gấu chu này, nhưng ngoài ra ở chỗ này nó có một cái điểm nhấn này. Đấy ạ, các chị em sẽ thấy có cái vành ở đây. Đấy ạ, để lộ cái bản kẻ này rất là xinh và cực kỳ tuyệt vời. Túi thì là túi hộp nhá các chị yêu nhá. Tông màu em đang mặc nó là tông màu nâu các ạ. Màu này là màu rêu các chị ạ. Màu rêu các chị yêu nhá. Rất là đẹp luôn. Màu rêu cho em nha. Đấy ạ, chị yêu nào thích thì chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp này em chốt đơn. Các chị yêu có thể đấy ạ. Bình thường các chị yêu muốn thích để hở nộ cái áo ở bên trong ra, các chị yêu cài như thế này cho em nha. Và ở đây nó có cái phần cổ này. Các chị yêu có nhìn thấy cho em nha này, nó có cái đường lẹp nhá các chị yêu nhá, đường lẹp bản kẻ chuẩn của Bắc luôn, cực kỳ xinh, xuất sắc đỉnh. Nên chị yêu nào lấy comment cho em M4 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại và chiều cao cân nặng kèm theo số điện thoại em chốt đơn nhá. Một siêu phẩm áo gió Buri siêu cấp basic rất đẹp, cực kỳ sang đấy ạ. Nên dành cho những chị yêu nào thích cái bản như thế này thì các chị yêu chốt đơn cho em nha. Mã là M4 ạ, 920.000 chốt đơn cho em nha. Bây giờ em sẽ mặc sang màu tiếp theo nha. Ok, chị Mai Hồng của áo giữ nhiệt em chốt đơn ạ. Quần của em Nga là mã M2 chị yêu nha. Bây giờ em sẽ mặc sang áo giữ nhiệt màu nâu. Và sau đó thì em sẽ khoác cái... đừng trêu em các con. Đừng trêu em nữa. Nhường em bé đi. Của em nha, nào giữ nhiệt bắp nỉ nha các chị yêu nhá, đẹp ngất ngây luôn. Em thích cái thiết kế, em thích cái thiết kế ren này của nó. Đây, em trước khi em sơ vin cái áo giữ nhiệt vào, các chị yêu nhìn giá cho em nha nhé. Đây, trước khi em sơ vin cái áo giữ nhiệt vào, các chị yêu nhìn cái giá cho em nha này, đẹp không các chị? Trời ơi, cái áo giữ nhiệt này, chị yêu nào mà không lấy hai màu thì em đảm bảo luôn là cực kỳ hối tiếc luôn nhá. Khi mà mua một màu xong sướng, các chị yêu nhìn nhá, em bỏ ra để em đây ạ, em test cho các chị yêu để các chị yêu nhìn về chất cho em nha đã. Bên trong nó có nỉ nhẹ nha các chị yêu nha, lớp một lớp nỉ nhẹ mềm, nỉ mịn như thế này, nỉ mịn nhẹ như thế này. Mẫu trước của em Nga là không có nỉ dày như thế này đâu ạ, cái này thì dày hơn một chút xíu so với mã trước, bởi vì em mới lên mã này là mã thứ hai. Mặc dù em về nhiều mã nhưng mà em sẽ lên lần lượt các mã cho các chị yêu, nhưng cứ mã nào đặc sắc nhất, mã nào em cảm giác mê nhất thì em sẽ lên cho các chị yêu. Và đương nhiên mỗi một mã nó sẽ có một cái đặc biệt riêng các chị yêu nha, cực kỳ mê. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em áo này. Đây ạ, các chị yêu nhìn thấy cái nỉ mịn đúng không ạ? Và các chị yêu nhìn kỹ cho em nha, cái sợi của nó đấy ạ, sợi giữ nhiệt nhá, rất là đẹp luôn. Hàng chuẩn tang mác cho em nha. Đây ạ, hàng chính hãng nhá, chuẩn tang mác luôn. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Comment cho em đúng cú pháp mã áo giữ nhiệt là M3, kèm theo màu em đang mặc là nâu. Tay này, ôi cái bản cổ này, các chị yêu nhìn thấy cái cổ của nó đẹp không ạ? Wow, trời ơi, nó như thiên thần luôn ấy ạ, như kiểu thiên thần luôn ấy, giống như là em nhớ là có một cái loại động vật gì nhỉ các chị yêu nhỉ, hay chim gì mà nó có cái hình như thế này này. Trời ơi, nó ngất ngây luôn. Cái gì 60 cân mã gì ạ? Quần của em Nga đang mặc là M2 ạ. Quần em đang mặc là M2 mức giá là 500.000. Áo giữ nhiệt của em Nga là M3 mức giá là 230.000. Em có 3 màu đen và em đang mặc là màu nâu. Và màu thứ 3 nó có là màu be nữa. Áo giữ nhiệt có đen nâu be nha. Em vừa mặc bỏ ra đây này. Đây ạ, áo giữ nhiệt em vừa mặc đen nha. Và đây là nâu đây ạ. Và màu thứ 3 là màu be. Màu nào cũng đẹp, 3 màu nào cũng đẹp. Các chị yêu lên lấy cho em ít nhất 2 cái để thay đổi. Quá chất luôn ạ. Co giãn đàn hồi siêu sướng luôn nha. Đậu Thị Hà M4 màu rêu ạ. Ok, M4 màu rêu cho chị Đậu Thị Hà. Size L cho chị Đậu Thị Hà M4 màu rêu ạ. Đây, xinh lắm luôn ạ.
Chị Nguyễn Vinh mà lấy M2 quần trắng thì cho em xin số điện thoại và chiều cao cân nặng nhé. Đây ạ, áo giữ nhiệt của em đây ạ. Em vừa mặc cái áo này mà các chị có thấy không ạ? Em bung ra này, đây. Nó chở người nguyên luôn cho em nha. Sướng vô cùng luôn ạ. Đấy cái cổ của nó này, mê không các chị yêu. Ồ, cái cổ đẹp lắm. Các chị yêu yên tâm đi ạ. Các chị yêu nhận hàng sau cho em feedback về cái áo này nha. Các chị yêu nhé, 230.000 xem có xứng đáng hay không. Áo em đang mặc đây ạ, màu giữ nhiệt màu nâu đây ạ. Em đứng giữ nhiệt màu nâu này chút, sau đó thì em khoác các áo cho các chị yêu nhé. Xinh quá, áo giữ nhiệt. Một em siêu phẩm áo giữ nhiệt, quá đẳng cấp luôn cho em nha. 65-66 cân đổ về, các chị yêu mặc bao đẹp, bao xinh cho em cái áo này. Một size hàng chuẩn loại 1, mẫu mới nhất phiên bản của em nha. Nên chị yêu nào thích cái áo giữ nhiệt này thì cứ lên đơn cho em nha. Đảm bảo các chị yêu nhận hàng là ưng, là mê. Đặc biệt là cái kiểu dáng thiết kế của nó quá đỉnh, quá sang, quá mê luôn rồi các chị yêu ạ. Không có một điểm gì để chê cho em nha. Mặc buông cho em nha. Các chị yêu có thể lúc nào mà các chị yêu á, mặc nguyên như thế này cho em nha. Đấy ạ, để mặc mặc không như thế này đi làm, đi chơi cho em đều rất là đẹp. Còn khi nào mà mùa kiểu hơi rét rét một chút xíu, các chị yêu khoác cho em áo gió bên ngoài, khoác cho em tất cả những cái áo khoác bên ngoài, hoặc khoác cho em cái áo phao các kiểu đúng không ạ, choàng hay là áo dạ đều rất là đẹp nhá. Nên chị yêu nào đấy thì chốt đơn. Quần em đang mặc có mức giá là 500, áo giữ nhiệt em đang mặc 230.000 thôi ạ. Số quá đỉnh luôn rồi ạ. Ok ạ. Bây giờ em sẽ khoác lên M4 này. M4 em khoác màu đen nhá. Áo này vừa xong em mặc màu đỏ rồi này. Em mặc màu nâu rồi này. À em mặc màu rêu rồi này. Bây giờ em mặc màu đen này. Đẹp quá. Áo gió mã M4 ạ. Hải Yến M3 màu đen và nâu ạ. Ok ạ. Cái tay của cái áo M4 nhá các chị yêu nhá. Ở đây nó có một cái điểm cúc bấm này. Đấy ạ, gấu của nó, áo tay đây các chị yêu nhá. Nó hơi bo như này một chút xíu. Các chị có thấy cái áo của em không ạ? Nó khi mà chị em mình mặc mà để hở nộ cái tay, phần tay ra nó rất là đẹp luôn. Các chị yêu nhìn đúng không ạ? Ôi, cái chất liệu ren của nó này. Các chị yêu nhìn kỹ cái chất liệu ren cho em này. Nó đẹp đẳng cấp đỉnh cao như thế này cơ mà. Uầy, quá xuất sắc luôn các chị yêu nhá. Đấy ạ, cái phần áo gió này thì nó sẽ có cái phần bo chun ở đây và cúc bấm nhẹ ở đây nhá. Rất là xinh và cực kỳ đẹp luôn. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Em đang mặc là màu đen. Áo gió của em nha, đủ size S, M, L, XL, 4 màu, 65 cân đổ với em chốt đơn. Nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em nha. Em đang mặc ở đây là màu đen nha. Chị Hoàng Nguyễn Hoàng, áo tự nhiên màu đen ạ. Ok ạ. Phạm Xuân, áo tự nhiên màu nâu ạ. Ok ạ. Xuất sắc luôn ạ. Đây là áo màu đen cho cái dòng áo gió mà Buri siêu cấp hàng tang lụa nhá. À, của Bắc phiên bản mới nhất năm 2023 với cái tông một màu đơn giản cực kỳ sang xinh, thiết kế cổ cực kỳ đẹp như thế này. Cổ này nó là cổ kiểu cổ trụ ấy ạ, nhưng mà bản nhỏ các chị yêu nhé, rất là đẹp luôn. Nên chị em mình mặc mà để hở nhẹ nhàng như thế này cũng rất là xinh và cực kỳ đẳng cấp luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn này. Em đang mặc áo này là size M ạ. Size S dành cho các chị yêu dưới 50 cân, size M như em đang mặc 55 cân đổ về, size L dành cho các chị yêu 60 cân và size XL dành cho các chị yêu 65 cân. Tính theo chiều cao 1m6, các chị yêu mặc bao đẹp, bao size cho em nha. Chị 10 M3 màu be ạ. Ok ạ. À, chị ghi là nâu be, em lấy 2 màu. Chị lấy 2 chiếc đúng không ạ, chị 10. Chị 10 là lấy áo giữ nhiệt của em Nga là 1 nâu 1 be đúng không ạ. Các chị yêu nào lấy 2 chiếc thì ghi cho em là 1 nâu 1 be nhá, để các bạn dễ chốt ạ. Chị Nguyễn Thị Hà đi đơn cho chị rồi ạ. Chị Nguyễn Thị Hà bên em đi đơn rồi nha các chị yêu nha. Đây là áo gió màu đen, mã là M4 giúp em nha. Mức giá 920.000, Puri siêu cấp 2 lớp nhá. Bây giờ sẽ mặc sang màu tiếp theo. Hôm nay phải nói là chiêm ngưỡng luôn các chị yêu, phải gọi là được gọi là mãn nhãn về những cái gọi là em phải gọi là thiên đường áo gió rồi, các chị yêu biết rồi đấy ạ. Các chị yêu sẽ thấy mãn nhãn về các mẫu áo gió luôn ạ. Chưa bao giờ em nghĩ là ít khi ở đâu có một cái line mà nó như thế này lắm. Nên các chị yêu đừng bỏ qua. Bây giờ em sẽ mặc màu nâu luôn này. Màu nâu mix quần trắng. Thật sự cái quần trắng, vì sao mà em nói với các chị yêu nào, vì sao mà các chị yêu ơi, những chị yêu nào mà từ xưa đến nay ngại mặc quần trắng, chưa bao giờ có quần trắng, các chị yêu cứ dinh quần trắng đi ạ. Các chị yêu có thể lựa chọn quần trắng cho em nha. Em có về 3 mẫu quần trắng rồi. Đấy ạ. Các chị yêu thích mẫu nào thì các chị yêu lựa chọn cho em nha. Nhưng nhớ là trong tủ của mình nên có một cái quần trắng nhá. Vì sao các chị yêu thấy không ạ? Em mix từ nãy đến giờ, từ cái mã áo gió M1 đến giờ cũng vẫn là một chiếc quần trắng này. Mặc áo giữ nhiệt 3 màu cũng chỉ với một cái quần trắng này. Mặc các kiểu áo len cũng vẫn là cái quần jean trắng này, đều rất là đẹp tí các chị yêu sẽ thấy. Và các chị yêu nhìn cho em nha này,
em mặc cả bốn cái màu cái áo gió này cũng vẫn là một cái quần trắng thôi, nhưng nó đều nổi bật và cực kỳ xinh các chị yêu nhá. Mặc lên nó rất là đẹp luôn, phối đồ nó cực kỳ ăn ý luôn. Nên vì sao em nói với các chị yêu cứ tự tin cho em nha đi ạ. Nếu như bình thường mình đi làm hay mình đi đâu đấy hoặc có những công việc mà mình không tiện mặc đồ trắng, nhưng mình nên có cất một cái trong tủ để lâu lâu mình đi chơi, mình đi đâu đấy mình mix đồ cho em nha. Đấy ạ, để cảm giác cho mình thấy được mình mới hơn, mình lạ hơn, mình xinh hơn, mình trẻ hơn. Và cảm giác cái phong cách của mình á, nó cảm giác nó yêu hơn, nó thích hơn các chị yêu nhá. Và lúc nào chị em mình cũng tủm tỉm, chị em mình cười. Cười vì sao? Cảm giác yêu đời hơn. Vì sao ạ? Lúc nào chị em mình cũng thấy tươi trẻ và rất là đẹp các chị yêu nhá. Đây, đấy ạ, màu cuối cùng là màu nâu ạ. Thủy M3 màu nâu ạ. Ok ạ. Chị 10 M3 nâu và be ạ. Ok ạ. Chị Nguyễn Huyền đổi áo M1 sang màu M4 màu đen xe M ạ. Ok ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha nhá. Đấy ạ, chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp. Chị yêu nào thích đơn giản, thích trơn thì sang cho em mẫu này. Chị yêu nào thích đặc sắc, độc đáo, lạ, không đụng hàng, gần như không bao giờ đụng hàng và không năm nào đụng hàng với năm nào thì lấy cho em cái mã M1, áo gió M1. Còn chị yêu nào thích cái sự đơn giản, basic, nhẹ nhàng, đấy ạ, rất là đẹp. Đấy ạ, đẹp gọi là đẹp đơn giản ạ, đẹp đời thường đấy ạ. Riêng cái áo gió mà kiểu phong cách trơn như thế này nó gọi là đẹp đơn giản, đẹp đời thường luôn. Đấy ạ, và dễ mặc, ai cũng có thể mặc được cho em nha. Thì các chị yêu lấy size cho em cái mã M4 này nha các chị yêu nhá. Đây là tông màu cuối cùng em mặc cho các chị yêu. Đổi size SML XL 65 cân đổ về. Mức giá cho em nha chỉ có giá là 920.000 thôi ạ. Bây giờ em dâu 4 màu nha các chị yêu nha. Sau đó các chị yêu có thể tua lại hoặc xem lại like cho em nha. Mai em sẽ cố gắng cắt video ra cho các chị yêu. Đấy ạ, nhưng các chị yêu nhớ là cố gắng mua khi em Nga về còn đủ màu đủ size nhá. Không đến lúc hết màu hết size thì tiếc lắm luôn nhá. Rồi em dơ nhanh lại và sau đó thì em qua mã tiếp theo M5 một phiên bản màu gió tiếp ạ. Rồi đây, đây các chị yêu nha. Màu em đang mặc này, màu nâu này, xinh quá. Màu nâu này, đẹp quá, đẹp luôn ạ. Đây ạ, chị yêu nào mà yêu thích cái áo gió này thì các chị yêu chốt đơn cho em nha nhé. Em 4 màu. Màu em đang mặc nâu này, màu này là màu rêu, màu nào cũng đẹp ạ, rêu, nâu. Riêng về cái áo gió này cả 4 màu, nếu như chị yêu nào thích sự đơn giản, lấy cả 4 màu này đều đẹp, không có màu nào không đẹp luôn. Màu đen thì nó gọi là truyền thống rồi ạ. Đấy ạ, nâu này, là rêu này, đỏ này, đỏ nâu, đỏ trầm các chị yêu nhá, không phải đỏ rực, đỏ sáng ạ, nên cực kỳ đẹp luôn. Và màu đen 4 màu SML XL 65 cân đổ về em chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp là M4 nhá. Bây giờ xin phép được qua M4 thêm M5 luôn ạ. Rồi ạ. M5. M5 em nên một cái áo á dáng kẻ đi ạ, có duy nhất một màu thôi. Cái này là duy nhất một màu kẻ này, em xin phép được lên. Mẫu này là nguyên một mẫu luôn nha các chị yêu nha. Nó có một màu duy nhất thôi ạ. Rất là đẹp. Em qua mã M5. Nên tiếp theo cho em nha, mã em qua mã M4 nên tiếp theo M5 ạ. M5 nha các chị yêu nha. Đây lại là một em phiên bản áo gió Buri và các chị yêu nhìn cho em nha này. Em này các chị yêu nhìn kỹ cho em nha nhá. Các chị yêu nhìn thấy xịn không ạ? Đây. Các chị yêu nhìn cho em xịn không ạ? Từ hãng này, từ tang này. Đấy ạ, vẫn là Buri siêu cấp nhưng cái em này các chị yêu nhìn cho em nha. Đấy ạ, nó đẳng cấp không ạ? Ôi, em nói thật sự luôn. Phải gọi là đẳng cấp đỉnh cao cho em Nga nhá, các chị yêu nha. Xuất sắc luôn ạ. Và em này thì khóa này cho em Nga nó là khóa thời trang này. Ôi, mê ly luôn. Rồi, cho em xin phép được lên áo này. Quá là chất luôn. Ôi, khuy cho em Nga này. Cái móc khuy của nó này. Các chị yêu nhìn không ạ? Nhìn thấy cái chữ không ạ? Bóc Buri này. Cái khóa của nó ạ. Các chị yêu nhìn cái khóa của nó đã đỉnh cao luôn rồi. Rồi ạ, tiếp theo cho em Nga áo tiếp theo là M5. M5 cho em Nga nhá. Chị yêu nào muốn sở hữu M5 em nên M5. Thì nên em sẽ nên xem kẽ một số cái mã khác nữa để các chị yêu có thể ngắm luôn. Đây ạ. M5 nó là một cái chiếc áo gió tang lụa hai lớp xịn sò, phong cách đơn giản một màu duy nhất em đang mặc thôi. Các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga nhé, nó có duy nhất một màu như thế này. Và áo gió này ấy, cái chất gió của nó khá là lạ, nó giống như kiểu là gió lụa ấy, các chị yêu, gió lụa nha các chị yêu nhé. Các chị yêu thấy nó sẽ khác cái chất liệu gió này ấy. Gió
gió này thì các chị sẽ thấy nó khác này. Nhưng gió này của em Nga là gió lụa. Và các chị sẽ nhìn thấy ở đây nó có, các chị nhìn kỹ này, gió lụa của em đây ạ, các chị nhìn này. Vẫn là buri ạ, nhưng cái chất liệu của nó cực kỳ đẹp và rất rất là mê cho em kéo này. Áo này thì em cũng có đủ size S, M, L, XL. À, dành cho các chị yêu 65 cân đổ về em chốt đơn nhé. Em đang mặc chuẩn, em này là size M giúp em nha. Duy nhất một màu ạ, cực kỳ đẹp, rất là sang, cực kỳ xinh như thế này. Ôi mê quá luôn ạ. Em đang mặc size M, size S dành cho các chị yêu. Em nên áo da ZR đi em. Ok, chị Hương Hoàng chờ em chút xíu nhé chị yêu nhé. M4 màu xanh rêu, nặng 65 cân, cao 1m60 cho chị Thúy Vũ ạ. Người chị gọn không chị Thúy Vũ ơi? À, chị Thúy Vũ là người gọn không ạ? Cao đúng 1m60 mà nặng 65 cân, phần vai người chị gọn không ạ? Bình thường mà chị mặc áo Uri size XL thì em sẽ chốt cho chị size XL nhá. Chị chốt M9, răng không gọi điện em. Chị Anh Hoàng Thị là khách mới khách cũ nhỉ? Nên áo gió kẻ đi em, đây áo giữ kẻ đây ạ. Chị Như Quỳnh Đô áo giữ nhiệt màu nâu, ok em chốt đơn ạ. Chị anh Hoàng Thi ơi, bên nhà em gọi cho điện cho chị 2 ngày mà không được, nên này nhà em nếu như mà chị xem lại xem bên mình chị có thấy có cuộc gọi nhỡ không nhá. Vì nhà em đương nhiên là khi chốt cho khách mà đặc biệt là khách mới không bao giờ nhà em không gọi điện đâu ạ. Nên là chắc chắn là có gọi điện nhưng mà các chị yêu có thể là bận đấy ạ, nên không nghe được máy, hoặc là các chị yêu cho sai số, hoặc các chị yêu thấy số lạ không nghe máy thì nhà em không có cách nào liên lạc được với mình. Nên là chị yêu lấy thì chị yêu có thể là inbox lại trong trang giúp em Nga nhé. Đấy ạ, vì các bạn bảo là gọi cho chị 2 lần mà không được rồi. Đấy ạ. Rồi bây giờ áo gió này của em Nga là M5. M5 này em có đủ size S, M, L, XL, 65 cân, 66 cân thì theo chiều cao 1m6 đổ về chốt đơn cho em nha. Em đang mặc áo này là size M. Giá của nó đây các chị yêu nha. Đẹp chưa? Kẻ này, duy nhất một màu, cực kỳ xinh và rất là đẹp luôn. Chị yêu nào muốn sở hữu cái em áo này thì nên đơn cho em Nga nha. Thiết kế cổ của nó đây ạ. Cổ này, cổ của nó là cổ trụ một kiểu như thế này thôi. Đấy ạ. Khóa lên các chị yêu nha, ở đây điểm nhấn là cái khóa, em này chủ yếu là điểm nhấn là cái khóa và cổ trụ cao như thế này. Và chất liệu của nó là kiểu gió lụa ấy các chị yêu ạ, các chị yêu sờ này. Nó mềm, nó mượt, nó mịn và xuống vô cùng luôn. Cái chất liệu này nó là cái chất liệu khác nhá. Nên các chị yêu vừa nhìn cho em Nga ấy, các chị yêu nhìn rõ cái tag mark và cái hãng của nó đều là Buri. Nhưng cái này nó là một trong những cái siêu phẩm đấy ạ, đặc sắc vô cùng hoàn hảo, đẹp. Và các chị sẽ thấy cái chất của nó là chất mới luôn. Cái chất gió này á, em nó là kiểu gió lụa mới của Buri. Nên nó rất là lạ và kỳ xinh. Bản kẻ này thì bản kẻ truyền thống của Buri rồi. Cách phối của nó đấy ạ, rất là đẹp và cực kỳ xinh. Nói chung những chị yêu nào mà đam mê những cái dòng thời trang hàng thương hiệu thì thực sự nói đến Buri các chị yêu không thể nào không biết được. Và đặc biệt các chị yêu nhìn cái hàng xịn là các chị yêu sẽ thấy nó khác biệt đúng không ạ. MLXL 4 size 65 cân đổ về em chốt đơn. Nên đơn cho em áo này với mức giá là M5 950.000 giúp em nha. Áo em đang mặc có mức giá là 950.000. Chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp là M5 kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn nha. 950.000 duy nhất một màu em đang mặc ạ. Chị Trần Thơm áo M5 size 53 cân ạ. Size M em đang mặc luôn ạ. Đẹp quá. Xinh không các chị? Đơn giản nhẹ nhàng, quá xinh. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Em đang mặc là size M. Các chị yêu buông cho em như thế này cũng đẹp ạ. Buông thì các chị yêu có thể bẻ cổ xuống cho em nha một chút xíu nhá. Đây. Sau đó thì em sang M6 nhá. Bởi vì em khá là nhiều mẫu ạ. Hôm nay em lên chuyên đề áo gió nhưng các chị yêu sẽ thấy nó độc lạ luôn. Nhưng mà em trước khi em lên cái áo 6 này thì em xin phép được qua một cái áo nữa. Đấy ạ, để cho các chị yêu có thể sở hữu cho em nha. Xinh quá. Đẹp ngất ngây ạ. Cái áo này mà các chị yêu khoác với chân váy hay là khoác với áo những cái dòng khác thì nó gọi là đẳng cấp luôn rồi. Đây em đang mặc quần này thôi. Trời ơi, mê ly luôn ạ. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga nhé. Comment cho em đúng cú pháp là em lên đơn. Đẹp, sang xịn, khoác cũng đẹp đấy ạ. Buông cho em cũng đẹp mà cài vào cho em cũng rất là xinh với phiên bản áo gió này. Nên chị yêu nào lấy mã M5 này thì đừng bỏ qua nha. Phải gọi là đẹp, sang xịn, đẹp, hoàn hảo ạ. Đẹp đẳng cấp luôn rồi ạ. Nên chị yêu nào lấy thì comment cho em nha. Xinh quá. Rồi ạ, chị yêu nào lấy M5 thì comment cho em đúng cú pháp là M5 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Còn bây giờ em xin phép qua mã M5 nhá. Các chị yêu có thể xem lại like giúp em Nga, hoặc comment cho em Nga, hoặc inbox vào trong trang giúp em Nga nhá. Rất là đẹp, em đang có sẵn đủ size ạ. Và các chị yêu nhớ là comment sớm nhá, đừng chờ hết hàng không lại chờ bù đấy các chị yêu ạ. Vì một số những mã các chị yêu biết rồi đúng không ạ. Nhiều chị yêu là chắc chắn là inbox bên em các chị yêu biết rồi. Rồi tiếp theo cho em Nga một phiên bản áo gió nữa. Mã tiếp theo nhưng em trước khi em lên một áo gió.
cái mã M5 của em Nga này, tag mark và cái hãng của nó như thế này cơ. Trời ơi, nó đỉnh vô cùng. Rồi ạ, đây là M5. Size cho em M6 ạ. M6. Trước khi lên M6 cho chị cái áo len buri đi em ơi. Cho chị cái áo len buri. CS. Em xin phép được mặc buri CS nha. Chút xíu em sẽ lên thay cái quần này nữa. Rồi. Rồi áo em sẽ xin phép được lên thêm một cái áo len buri em về nữa các chị yêu nha. Cho nó đổi mới đi một chút xíu rồi em lại sang áo gió tiếp nha. Đây ạ. Rồi áo len này thì em đang có sẵn SML 3 size. Đây ạ. Hàng áo len gilê sơ mi siêu cấp của Buri. Chị yêu nào đang muốn kiếm tìm thì nên cho em cái mẫu tiếp theo. Mã tiếp theo sẽ là M6 ạ. Thích giá nha. Rồi ạ. Wow. Wow. Để nói về áo về của hãng Buri mà không nhắc đến áo len của Buri thì quá là phí luôn các chị yêu nhá. Đây là một trong những cái áo len siêu cấp hàng của Buri. Đương nhiên nó là áo Mutugi ạ, nhưng cái áo này thì hàng thu dài tay các chị yêu ạ. Thì chất của nó là chất đầm hơn các chị yêu nhá. Rất là đẹp. Em có hai phiên bản màu cho chị màu. Em đang mặc ở đây là màu đen này. Đây ạ, các chị yêu nhìn cho em cái áo này. Ôi ngất ngây luôn đấy ạ. Đẹp, sang xịn, đơn giản và cực kỳ xinh nhá. Với cách thiết kế phối lé cổ này, cổ kẻ này. Đấy ạ, logo ở đây là theo nổi giúp em nha. Cái đường line của nó đẹp chưa các chị yêu ơi. Xuất sắc và cực kỳ đỉnh luôn ạ. Cái em này thì là cúc của nó là cúc cài nhá các chị yêu nha. Các chị yêu hoàn toàn có thể mặc thành áo thành khoác được đấy các chị yêu ạ. Rất là đẹp và cực kỳ xinh. Quá là mê, cực kỳ đẳng cấp cho em nha. Ôi đặc biệt là em thích cái bản né này của cái em này. Bản né của cái áo này các chị ơi. Các chị yêu nhìn cho em cái bản né của cái áo này. Ôi đẹp ngất ngây luôn ạ. Em có SML 3 size cho phiên bản này. Áo em đang mặc nó là áo len Montegi của Bob Buri với hai phiên bản màu. Đủ size SML 3 size 65 cân đổ về em chốt đơn. Size S là size em đang mặc dành cho các chị yêu 55 cân đổ về mà cho em size S. Size M dành cho các chị yêu dưới 60 cân. Size L dành cho các chị yêu dưới 65 cân nhé. Với hai phiên bản màu. Đây ạ. Màu em đang mặc là màu đen và màu thứ hai là màu nâu. Nâu này nó lại nâu quá đẹp luôn các chị yêu. Nó không phải là be sáng đâu ạ. Mà nó lại kiểu mà tông màu nâu nâu ấy ạ. Nâu kiểu gọi là be đậm ấy các chị ạ. Nên nó rất là đẹp và cực kỳ xinh như thế này. Buri siêu cấp nhá, ta muộn xịn sò, cực kỳ đẹp. Toàn bộ những cái khuy cúc như thế này đều có khắc chữ Buri luôn. Nên chị yêu nào muốn sở hữu cái chiếc áo Buri rất là đẹp, cực kỳ sang với hai tông màu như em Nga đang mặc ở đây, lên đơn cho em áo này ạ. Mức giá cho em Nga nhá các chị yêu nhá, 620.000. Chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp. Mã là M5, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. 620.000 giúp em nha. Hàng Buri siêu cấp tang lụa nhá. Và đương nhiên những cái áo len này các chị yêu cứ tham khảo trên thị trường nhá. Không bao giờ có mức giá giống như nhà em Nga đâu. 620.000 đó là một trong những cái mức giá mà nhà em Nga dành cho các chị yêu tốt nhất về dòng áo len Montegi siêu cấp nhá. Nên chị yêu là lấy chốt đơn ạ. Em đang mặc áo này là size S nha. Em đang mặc là size S cho phiên bản này. Chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp này chốt đơn. SML 3 size 65 cân đổ về ạ. Đấy ạ, chị yêu nào thích, các chị yêu có thể mặc vui như thế này hoặc các chị yêu có thể đấy ạ, hơi kéo lên như thế này giúp em nha. Chị em mình thấp ạ, có thể tạo hơi kéo như thế này cho em nha. Đấy ạ, làm cho nó rất là đẹp luôn. Thiết kế kiểu dáng cực kỳ xinh như thế này. Và các chị yêu có thể mix cho em chân váy các kiểu hoặc sơ vin với áo này cũng rất là xinh nhá. Chất len của nó thì chất len của nó là dài tay cho nên nó đầm hơn với cái hàng tay lỡ một chút xíu. Tay lỡ thì các chị yêu mặc ạ, nó giống như là mặc áo kiểu Montegi kiểu chất cút tông ấy. Nhưng mà cái áo này thì chất nó sẽ đầm hơn, tay hơn so với áo hàng tay ngắn nhá. Rất là đẹp và đặc biệt cái cổ mê vô cùng luôn ạ. Hàng xịn các chị yêu thấy không ạ? Em bung luôn trong túi ra và em mặc ngay luôn cho các chị yêu. Đấy ạ, tag mark sản phẩm đây các chị yêu nha.
full box túi và tang mát sản phẩm đây. Các chị yêu nhận hàng kiểm tra hàng cho em Nga, nó đúng tang mát full box túi đây. Mã của nó là mã 19168 nhá. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga áo này. Đấy ạ, vô cùng tuyệt vời rồi. Em đang mặc áo này là sẽ đấy ạ, gấu đây. Xinh quá. Hoặc bo lên như thế này, hoặc sơ vin vào cho em cũng rất là đẹp luôn rồi. Đấy ạ, chị yêu nào thích nữa các chị yêu có thể khoác vài vào cho em cũng rất là xinh. Chị yêu nào lấy áo mã là M6 thì các chị yêu comment cho em đúng cú pháp M6 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em cho đơn. Bây giờ em sẽ mặc nhanh sang màu nâu nhá, màu be đậm nhá. Sau đó thì em lại chuyển về áo gió tiếp nhá. Đấy ạ, rất là đẹp luôn. Chị thích đi M3 màu nâu ạ. Ok ạ. Chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn nha. Nói chung chị yêu nào mà thích hàng xịn, hàng hiệu, hàng thương hiệu thì các chị yêu chốt đơn cho em áo này. Quá đỉnh luôn rồi. Màu đây ạ. Màu nào cho em cũng đẹp luôn. Cả hai màu đều rất là tây, cực kỳ chất luôn cho em Nga luôn rồi. Wow. Xuất sắc đỉnh luôn ạ. Không có một điểm gì để chê cho em Nga cái áo này luôn. Đẹp không các chị? Em đang mặc áo này size S nha. Quá là sang xinh luôn. Ủa nó đẹp tuyệt vời các chị yêu ạ. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn này. Đừng bỏ qua các chị ơi. Màu em đang mặc là màu be đậm nhá, rất là đẹp, đủ size SML 3 size. Em đang có sẵn đủ size nên các chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn ạ. Đấy ạ, đừng bỏ qua. Hết là cực kỳ tiếc đấy. Em nói thật sự, hàng xịn như thế này thì không phải lúc nào cũng mua được. Riêng những cái dòng như thế này thì không phải lúc nào cũng mua được. Bởi vì nó là hàng hãng rồi các chị yêu. Nó hết, nó qua thì lúc đấy là bên kia nó sẽ ngừng sản xuất nhá. Riêng những cái dòng này nó là vậy. Đấy ạ, nếu như mà khi nó lo qua mẫu mà nó hết ạ, nó sẽ ngừng sản xuất. Chứ nó không phải giống như những cái hàng khác. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Đẹp quá. Áo gió cổ trụ bao nhiêu tiền ạ? Áo gió cổ trụ em vừa lên mẫu là M4 thì là 920.000. Còn mẫu kẻ này thì là 950.000 nhá chị yêu nhá. Nên chị lấy mẫu gì thì chốt đơn. Thế ạ. Dương Thu nhà xe M6 2 cái 2 màu okay 2 ạ. Ok ạ. Chị sẽ xin chiều cao cân nặng ạ. Chị yêu khách mời cho em xin chiều cao cân nặng nhá. Dương Thu nhà xe. Chị Dương Thu nhà xe cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Nga ơi nên body kẻ đằng sau đi em. Nên gì ạ? Nên body kẻ là cái gì ạ? Nên body kẻ đằng sau là cái gì đấy chị ạ? Body kẻ đằng sau là cái gì ạ? Đấy ạ. Chị yêu nào lấy em này thì chốt đơn cho em này nhá. Còn bây giờ em xin phép được qua mã. Em xin phép được qua mã lên tiếp theo cái mã quần nỉ. Đấy ạ. Hàng của SG. Và em mix với áo gió nhá, đi giày thể thao cho các chị yêu biết, để các chị yêu sẽ thấy cái độ chất như thế nào. Riêng cái quần này các chị yêu mặc với giày thể thao cũng được. Chị yêu nào thích khỏe một chút xíu này, em thay đổi phong cách một chút xíu, các chị yêu sẽ thấy nhá. Cái áo nem này ạ, các chị yêu đi giày thể thao cho em Nga. Đấy ạ. BM6 size SG đen ạ. Ok ạ. Các chị yêu có thể mặc như thế này cho em này. Quần sáng 56 cân mặc vừa không? Quần sáng 56 cân mặc cho em size 26 là vừa xinh ạ. Đây. Đấy ạ, chị yêu nào mà đi ra đi kia thì chị em mình kiểu nó lịch sự, nó lịch xa, nó sang lịch sự ấy. Còn chị yêu nào thích phải khoắn này, các chị yêu đi giày thể thao cho em nha. Rất là chất, giày em đang đi kiểu như thế này đấy các chị ạ. Gập luôn như thế này, đây. Rất là đẹp luôn. Thì nếu mua M6 nâu size M ạ. Ok ạ. Áo đang mặc là mã M6 ạ. Áo em đang mặc là M6, em có hai màu nhá, đen và nâu. Vừa rồi em mặc đen, còn bây giờ em đang mặc nâu đấy. Cái nâu này nó lại là kiểu be nâu các chị ạ, nên nó rất là đẹp luôn. Nó không bị be sáng. Bình thường nó là màu be sáng thì nó lại khác nhá. Đây nó là be nâu và nó có màu đen như thế này. Trời ơi, nó đẹp ngất ngây luôn. SML 3 size. Giá có 620.000 thôi. Cái hàng này của em Nga nó là hàng chuẩn, hàng Buri siêu cấp nhá. Chị yêu nào thích hàng thương hiệu thì các chị yêu chốt đơn. Nói chung chị yêu nào thích hàng xịn. Đấy ạ. Không phải nghĩ thì các chị yêu chốt đơn cho em cái này, bởi vì cái này nó là hàng thương hiệu trên thị trường rồi và các chị yêu ra bất kỳ nơi đâu mua, các chị yêu sẽ tự check được giá luôn. Và đương nhiên mẫu này của em Nga nó là mẫu phiên bản mới nhất. Chưa có hàng nhái đâu ạ. Nói chung mẫu này là mẫu mới nên chưa có hàng nhái. Đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Các chị yêu để ý hoặc những cái mẫu trước ấy. Đấy ạ. Các chị yêu sẽ thấy nó khác nha. Còn mẫu này của em là mới nhất luôn. Mới nhất luôn ạ. Đẹp quá. Chị Hương Nguyên M6 size S màu be nâu ạ. Ok ạ. Màu be nâu. Be nâu đây ạ. Đúng rồi ạ. Màu này là màu be nâu. Đúng rồi ạ. Màu me đậm đấy. Be đậm. Chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn cho em nha. Mix cho em như thế này. Ồ.
ôi xinh quá, mặc với quần chị yêu nào có quần jean trắng. Đấy ạ, các chị yêu mới cho em như này đẹp quá. Áo em đang mặc M6 ạ. Giá có 620.000, quá là vừa phải vừa xinh với cái hàng siêu cấp này. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ, đẹp quá. Chị kế đặng M6 56 cân màu đen ạ. Ok ạ. SML 3 size nhá, 65 cân đổ về em chốt đơn. Em đang mặc S thôi đấy ạ. Em đang mặc S các chị yêu nha. Quá đẹp. Chị yêu nào muốn hàng xịn, hàng chuẩn thì các chị yêu mua bây giờ là chuẩn luôn. Mấy nữa các chị yêu mua em này thì không bao giờ có đâu ạ. Rất là đẹp. Chị Hương mới lấy hỏi giá áo cổ gió cổ trụ này, trả lời rồi. Áo gió cổ trụ nếu như là mẫu này là 950.000 chị yêu này. Áo gió cổ trụ mẫu này em mặc là M5 là 950.000 này. Nếu như là mẫu này, đây ạ, mẫu này này thì là 920.000. Mẫu này là 920.000 này. Đấy ạ, mẫu này là 920.000 chị yêu nhá. Là M4 ạ, em có rồi đấy, chị xem lại, chị kéo lại tua lại like giúp em để nhìn em mặc nhá chị yêu nhá. Chị kế đạn M6 màu đen 56 cân. Và chị thuần size M6 size L màu đen ạ. Ok ạ. 56 cân mà cho em size M chuẩn luôn ạ. Ô, cái kia nó bị hỏng ấy ạ. Bảo sao em nhìn sao em thấy nó lạ thế. Không biết là mấy giờ. Đấy ạ. Bảo sao hôm nay em bảo sao sao em like mãi mà sao em vẫn cứ thấy đấy. Bảo sao mà mình like chẳng nhẽ mình lại like thì được biết thế á. Ok ạ. Áo giữ nhiệt có ôm cổ không em? Áo giữ nhiệt ôm cổ luôn chị yêu nhá. Chị vừa nhìn thấy em mặc cái áo giữ nhiệt đấy ạ. Cái cổ của nó ôm đúng vào trong cái điểm cổ của chị em mình luôn. Chị vừa xong nhìn thấy em mặc đấy ạ. Đẹp ngất ngây luôn. Các chị yêu tin em đi. Riêng cái áo giữ nhiệt vừa rồi em mặc mà cái gen đấy mà các chị yêu về, các chị yêu thử luôn cho em nha. Các chị yêu mặc luôn vào người cho em nha. Đấy ạ. Nếu chị yêu nào còn băn khoăn thì lấy cho em một. Sau đó các chị yêu inbox thêm đi đơn một lần nữa. Nói chung là như thế các chị yêu mất hai lần ship thôi. Nhưng nếu như các chị yêu cảm giác còn băn khoăn ấy, inbox lấy cho em một chiếc đi ạ. Sau đó nhá, các chị yêu lấy cho em thêm những màu khác mà các chị yêu thích. Còn nếu như không ạ, các chị yêu ví dụ có người thân yêu hoặc là có ai đấy các chị yêu muốn mua mà sau này mấy nữa đúng không ạ, 20 tháng 10, 20 tháng 11 làm quà tặng đúng không ạ. Đấy ạ, thì các chị yêu lúc đấy có thể đặt mua nhiều hơn đúng không ạ. Thì các chị yêu cứ thử một chiếc đi ạ, sau đấy các chị yêu đặt hàng bên em. Quá đẹp, quá ngất ngây luôn, cổ này. Cổ áo này thì nó có cài khuy nên các chị yêu có thể cài khuy được vào hết cho em Nga nhá. Hoặc các chị yêu bẻ ra như này cho em Nga. Đấy ạ, mặc lên như thế này cho em Nga nó cũng rất là sáng và trẻ trung. Tùy các chị yêu phong cách. Chị Lợi Nguyễn lấy M6 màu gì ạ? M6 em có hai màu đen và màu này là màu ben đậm nhá các chị yêu nhá. Ben của nó là ben nâu, ben đậm nhá. Nên các chị yêu nào lấy thì chốt đơn, màu của nó chị quá đẹp. 10 lấy áo kẻ xanh là cái áo mã M5 đây đúng không? Kẻ xanh. Kẻ xanh là cái này á, đây. Đây đâu phải là kẻ xanh. Kẻ xanh này chị chưa lên. Chị 10 là lấy áo gió này ở chị 10. Chị 10 là lấy áo gió này đúng không ạ? Áo gió này là em chưa lên, mã này sẽ là mã sau đi chị yêu nhá. Nếu chị thích cái áo M10 này thì chị lấy cho em cái mã này là mã thành mã M7 đi. Nếu chị thích cái áo màu xanh này thì chị lấy cho em thành M7 nhá. Cái này thành M7 ạ. Đấy ạ, chờ chút xíu nhá. Đây, chị ta mua minh cho số điện thoại là chị lấy mã nào ạ? Chị yêu nào lấy áo em đang mặc là M6 thì cho em thêm mã nhá các chị yêu nhá, cho em mã và màu 620 đi ạ. Em đang mặc là ben lâu và đây là màu đen. Hàng siêu cấp Buri chuẩn tang luôn, xịn sò luôn ạ. Thì 10 bảo là nên áo đấy đi. À nên áo đấy đi, ok ạ, chờ chút xíu em sẽ lên. Đây em đang lên áo này, sau đó thì em sẽ lên áo đấy ạ. Tại vì em thay đổi một chút xíu để cho các chị yêu thấy đỡ nhào ấy. Không, các chị yêu bảo Nga ơi, toàn thấy Nga lên, toàn thấy mỗi áo gió thôi, chả thấy lên cái gì khác vậy. Đấy ạ, nên là em đổi một chút xíu đấy ạ. Đây. Chị Trần Lê Anh đang đi là M4XL màu rêu và M6XL màu nâu. M6 em đang mặc này thì chỉ có SML 3 size. Chị Trần Đức Anh là có cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Áo giữ nhiệt có 3 màu chị Tiến Đỗ ạ. Áo giữ nhiệt có 230.000 thôi chị Tiến Đỗ ơi, áo giữ nhiệt có 3 màu ạ. Đây ạ. Áo giữ nhiệt em có 3 màu, hai màu này với màu nâu ạ. Áo giữ nhiệt đây ạ, em có này, màu đen này, màu be này và màu nâu ạ. Màu nâu này các chị yêu nhé, màu nâu này đẹp. Năm nay nó mới có cái màu nâu đậm này, nâu cà phê như thế này. Mọi năm là nó không có cái áo màu nâu cà phê này. Màu đen thì năm nào cũng có rồi, nhưng mà cái màu be thì năm nào cũng có. Be và đen thì năm nào cũng có, nhưng cái màu mà nâu đậm này, nâu cà phê như này, các chị yêu nhìn. Tại vì cái màu nâu cà phê này nhưng mà nó lại làm được cái gen này. Cái gen nó xịn sò như thế này. Đấy ạ, cái gen, nhìn cái gen đã thấy chất rồi các chị yêu ạ. Các chị yêu nhìn cái gen cho em này. Nhìn cái gen thôi đã thấy chất đỉnh cao luôn rồi. Cái cổ mặc lên cái gen cực kỳ đẹp nhá các chị yêu nhá. Cái gen này mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Gen em cảm giác như kiểu gen công phượng các chị yêu. Rất rất đẹp luôn nhá. Cái cách zigzag của nó này cực kỳ đẹp luôn.
đấy ạ, ba màu nhá, đen, nâu, be. Chị yêu nào lấy chốt đơn. Đấy ạ, em mặc hai màu rồi, chút xíu em sẽ mặc màu cuối cùng khi em đi. Chị Phương Ngô M6 màu nâu ạ. Đấy ạ, em đang mặc là M6 nhá, áo em đang mặc M6 ạ. 620.000 thôi, hàng Buri siêu cấp. Chị Phương Ngô M6 màu nâu. Ok ạ. Chị Vũ Hà Linh Vũ M6 màu đen 65 cân. Ok ạ, size L ạ. Chị Kế Đặng cho mình một quần jean trắng ạ. Ok ạ. Đấy ạ, áo em có hai màu đen và đen nâu. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Áo này quá đẹp luôn, M6 không có chút xíu ạ. Áo giữ nhiệt màu nâu cà phê nhé. Ok chị Bích Vi, một áo giữ nhiệt màu nâu cà phê ạ. Chị Kế Đặng cho mình một quần jean trắng, ok em chốt đơn ạ. Chị Phương Ngô một đen nâu M6, ok em chốt đơn ạ. Chị Vũ Hà Linh Vũ em chốt đơn rồi ạ. Chị yêu nào lấy nữa thì cứ comment cho em Nga nhé. Áo có mức giá là 620.000. Áo này là Buri siêu cấp xịn ạ. Hàng áo nem nói chung là chị yêu nào mà muốn hàng Buri, áo nem Montegi Buri, hàng siêu cấp xịn mà mức giá 620.000 thì quá dễ mua rồi. Nói chung là trong tầm tay của chị em mình rồi, đúng không ạ? Thực sự luôn như thế. Chị em mình, em nói thật sự là với cái tầm chị em mình bây giờ, những cái dòng này nó là quá là trong tầm tay của chị em mình luôn. Đây, đẹp quá. Các chị yêu cứ thử một cái em siêu phẩm này đi ạ, để mix cho em Nga. Các chị yêu có thấy sự khác biệt không ạ? Đấy các chị yêu nhá, đây là tông màu ghen nâu mã M6. Chị yêu nào thích thì cứ chốt đơn cho em Nga, hoặc xem lại like thì chốt đơn cho em Nga nhá. Còn bây giờ thì em xin phép được qua cái mẫu áo này. Đấy ạ, lên cho các chị yêu một mã tiếp theo. Đấy ạ, không đứng ở đây thì em nghĩ là sẽ còn mấy mẫu của em nữa thôi ạ. Rồi ạ, Thủy Đỗ M6 màu be ạ. Ok ạ. Chị Phương Mai quần jean trắng ạ. Ok ạ. Chị Lệ Nguyên áo giữ nhiệt màu nâu ạ. Ok ạ. Áo giữ nhiệt 230 thôi ạ. Quần jean trắng em đang mặc có giá 500 ạ. Tủ size 25, 26, 27, 28, 29. Em đang mặc là 25 nhá. Quần này em đang mặc 25. Quần này baggy cho nên là em đang mặc 25, dành cho các chị yêu dưới 55 cân. 26 dưới 59 cân, 27 dưới 6. Các chị yêu cứ dịch như vậy, 63, 64 cân. Rồi còn bây giờ em sẽ lên cho các chị yêu một mã quần thể thao này. Quần này là quần nỉ nhá các chị yêu nhá. Quần này quần nỉ và đương nhiên quần nỉ này là quần nỉ dày và sẽ mặc cực kỳ ấm vào mùa đông và không thể thiếu được trong mùa đông. Chị yêu nào miền Nam thì đừng chốt quần này cho em Nga nhé. Riêng chị yêu nào miền Nam thì đừng chốt quần này. Đây. Đây ạ. Rất là đẹp luôn. Mã của nó là 83009 size 26. Đấy ạ, em mặc lên để mix phối đồ cho các chị yêu thôi. Thay đổi một chút xíu không từ nãy giờ cứ mặc một cái quần quần jean trắng này. Mặc dù là kể cả em có mặc quần jean trắng này từ đầu cho đến tí nữa em phối các màu các chị yêu vẫn cứ thấy thích, nhưng mà em xin phép được thay đổi một chút xíu. Quần này em có 3 màu này. Màu này là màu đen này, màu nâu cà phê này. Lúc đầu là em định phối màu nâu cà phê để em mặc mix với áo giữ nhiệt cho các chị yêu đấy. Màu nâu cà phê này. Đấy ạ, nhưng mà về sau em thấy cái quần jean trắng này, thôi em cứ mặc quần jean trắng đi để cho các chị yêu so sánh sự khác biệt giữa quần jean trắng hôm nay em mặc và quần jean trắng ngày hôm qua. Và những chị yêu nào đam mê quần jean trắng, các chị yêu cứ yên tâm, đã thích jean trắng thì lấy cả mã hôm qua lẫn mã hôm nay cho em Nga, bởi vì thực sự các chị yêu sẽ thấy sự khác biệt ạ. Đấy ạ, nên là em nói nó cái gì thì nó phải có cái căn cứ, cho nên các chị yêu yên tâm luôn. Rồi đây ạ, màu này hồng sen, trời ơi năm nay nó mốt cái màu này ghê cơ. Em thật sự em sao em cứ bị mê cái màu này, em không hiểu làm sao, nhưng mà nếu như các chị yêu tin em nhá, chị em mình mặc cái màu này này trẻ nhưng mà nó lại không bị gọi là bị tin đâu các chị ạ. Cái màu này phải nói là năm nay Trung Quốc họ phải gọi là đỉnh cao sản xuất ra màu này. Chị em mình 50 55 tuổi hay 60 tuổi chị em mình mặc cái tông màu này ạ, nó không bị tin các chị yêu ạ. Nó vẫn cứ hợp phong cách chị em mình, nó vẫn cứ đẹp, nó vẫn cứ trẻ, vẫn cứ ăn gian tuổi cơ. Quan trọng nhất là nên cái màu của nó cực kỳ đẹp mà không bị gọi là cảm giác như kiểu giống như chị em mình người ta hay nói là cưa sừng làm nghé chị yêu ạ, mà nó đẹp nhưng mà vẫn đẹp xa. Trời ơi em phải nói thực sự luôn, bởi vì thực ra những cái dòng này đều là những dòng cao cấp rồi, nên nhìn cái bản màu, nhìn cái màu sắc của nó khác biệt, nó đẳng cấp luôn. Các chị yêu nhìn cái quần của nó này, nó đầm, và nhìn cái hãng này, hãng SG là các chị yêu biết rồi, nhìn hãng SG là các chị yêu biết rồi nha các chị yêu nha, sang xịn đẳng cấp luôn cho em Nga. Chữ R ở đây này, toàn bộ chỗ này là thêu. Các chị yêu nhìn cái bản cạp cho em này, cái hàng xịn, các chị yêu nhìn cái chất cho em này, cái cạp của nó này, các chị yêu thấy cái cạp của nó đỉnh không ạ? Đấy ạ, cạp của nó đỉnh không ạ? Size của nó này, S này là size 26 26 27 28, tương đương với SML 3 size. Cạp của nó đã nhìn thấy chất như thế này rồi, toàn bộ bên trong này các chị yêu nhìn cho em nha, bên trong nhá, chất của nó là cốt tông xốp nhẹ này, các chị yêu nhìn bên trong này, chất cốt tông xốp xốp này, hơi xốp xốp nhẹ, ui đẹp cực kỳ luôn. Chị yêu nào, em nói thật sự nhá, em về những cái dòng này á, một số chị yêu nào chưa mua, chứ chị yêu nào mà mua rồi mấy nữa, đến khi mà rét các chị yêu hoặc là lạnh thu các chị yêu mặc cái quần này, các chị yêu thấy đã cho em Nga, sướng cho em Nga.
Và thực sự là các chị sẽ nhớ luôn cho em Nga. Và quần xịn này, nó có hai cái đai ở đây này, để các chị em mình treo này. Đây, đấy là mặt bên trong nha. Em đang dơ như thế này để các chị yêu nhìn cái mặt bên trong cho em Nga này. Còn mặt bên ngoài, các chị yêu nhìn cái chất liệu mặt bên ngoài này. Ngất ngây không các chị? Các chị yêu nhìn cái mặt bên ngoài ngất ngây không ạ? Rồi, em lên nhá, bắt đầu em lên màu đấy ạ. Rồi, xin phép được mặc. Em mặc cái áo xanh này thì thôi em phải mặc cái màu gì nhỉ? Màu đen đi ạ. Áo này, à nó có tông màu nâu. Thế thì em mặc cái quần này với màu nâu chắc được. Thì Hiền Nguyễn M6 màu rồi, nâu. Em mặc cái quần này màu nâu. Hả? Hiền Nguyễn M6 màu nâu ạ. Ok ạ, à, chị yêu nào lấy áo em đang mặc cứ chốt đơn nha. Còn bây giờ xin phép được qua mã này. Chị Thủy Đỗ M6 màu be xe ạ. Ok ạ. À. Chị Dâu Tây M6 màu đen ạ. À. Ok ạ. À. Chị yêu nào lấy áo em đang mặc cứ chốt đơn. Bây giờ xin phép được qua mã này. Mấy cái áo giữ nhiệt màu cuối cùng. Đấy ạ. À. Đấy, chị yêu nào hỏi em Nga là áo này các chị yêu xem có ôm không. Lại từ nãy giờ em treo vào móc cũng lấy kim móc giang cái cổ áo ra, đúng không ạ? Và bây giờ kéo cái móc ra cũng giang cái cổ áo này ra, sau đó thì tự mặc lên người. Và các chị yêu thấy xem nó có ấy không nha. Đấy, chị yêu nào thích M6 thì cứ chốt đơn nhá, có 2 M. Quần em mặc và cả áo em đang mặc thì cứ chốt đơn cho em nha. Còn bây giờ thì em xin phép này. Ủa ơi, cái quần này đẹp ngất ngây luôn. Đỉnh cao luôn các chị yêu ạ. Cho em sơ vin vào cái đã. Em sơ vin để em nó lên được cái hết cái dáng cái quần này. Em nói thật sự quần này chị yêu nào mà 68 cân các chị yêu cũng mặc được. Những chị yêu nào mà đậm người, các chị yêu mặc hết cho em cái quần này đi ạ. Quần này đẹp thế. Cái gấu của nó này. Chị yêu nào mà người nhỏ quá nhá, mà không thích mặc thụng ấy thì đừng lấy cho em quần này. Chất đẹp quá. Quần này em thích ở cái gấu này. Bây giờ em nhìn, em bây giờ em mặc lên em mới nhìn kỹ được cái gấu quần. Nó có điểm nhấn đấy các chị yêu ạ, nó khá lạ đấy ạ. Wow. Cái dây này nói chung là chị yêu nào thích thì các chị yêu để, không thích các chị yêu bỏ được hết. Dây của nó dây mềm, đẹp. Xịn thế. Chất của nó sướng thật. Nói thật sự luôn các chị yêu ạ, quần này. Quần đẹp phải nói là mặc lên nó đã lấy vô cùng chất luôn rồi. Đây ạ, các chị yêu nhìn kỹ cho em nha. Áo của em Nga đây, các chị yêu nhìn cái phần cổ đây ạ. Đấy ạ, phần nẹp này, cực kỳ xinh. Và quần của em Nga đây, dáng quần cho em nha. Đẹp quá, quần này em có 3 màu nha các chị yêu nha. 3 màu cho em Nga. Em ơi, đẹp màu. Màu em đang mặc là màu nâu, đủ size SML 3 size. Size S này thì chị yêu nào 56, 57 cân đều mặc, 56 cân, 57 cân mặc được cho em size S ạ. 62 cân mặc cho em size M. 67, 68 cân mặc cho em áo, cái quần này size L các chị yêu nhá. Dáng bom, baggy, mặc thoải mái luôn cho em Nga. Và các chị yêu nhìn cho em cái gấu nó có điểm nhấn này. Quần này mặc siêu chất luôn. Đây ạ, nó có điểm nhấn này. Cái gấu của nó làm ấy các chị yêu ạ, nó có một cái đường line ở đây. Cái đường chiết ở đây này, nó có một cái đường chiết nhỏ ở đây. Nên nó làm cho cái ống gấu này nó vừa khỏe khoắn, vừa trẻ trung, vừa năng động. Và gấu của nó là gấu suông như thế này. Rất là đẹp luôn. Và em có 3 màu cho chiếc quần này. Đây ạ. Quần này em có màu đen, màu hồng, sen và màu nâu nhá. SML 3 size 67, 68 cân đổ về. Các chị yêu mặc bao đẹp cho em chiếc quần em đang cầm tay. Nên đơn cho em quần này với mức giá cho em Nga 570.000 giúp em Nga. Quần em đang mặc có giá 570.000. Em bao giá toàn quốc cho các chị yêu luôn. Quần em đang mặc nhá, 570. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Hàng của SG thì nó quá đỉnh luôn rồi, không cần phải suy nghĩ ạ. Riêng chị yêu nào mà đã nói đến quần jean của hàng SG thì không cần nghĩ, chỉ cần thích hay không mà thôi. Em nói thật, riêng quần jean của SG thì chị không cần phải suy nghĩ ạ. Chỉ cần cảm giác chị em mình có thích hay không mà thôi. Em nói thật sự nha các chị yêu nhá. Nên chị yêu nào lấy quần em đang mặc cứ chốt đơn cho em. Quần em đang mặc là tông nâu này,
nâu này, nâu cà phê nâu đậm ấy. Và màu đen này, màu hồng sen. Chút xíu em sẽ lên các màu cho. Bây giờ em sẽ mặc quần này với áo đây ạ. Rồi ạ. Áo gió tiếp theo là mã quần em đang mặc là M7 ạ. Quần em đang M7 570.000. Áo em đang mặc là M8, bên trong là áo giữ nhiệt các chị yêu nha. Rồi ạ. Áo này của em Nga nó là áo này nó là mã M8 ạ, cũng có đủ size SML XL 65 cân đổ về em chốt đơn. Đẹp không các chị? Quá đẹp luôn. Áo này thì cái mã trước này, túi của nó là túi trên. Áo này thì cái mã này túi của nó là đây ạ. Quá là đẹp, quá là sang, quá là xịn luôn. Size của nó là size S dành cho các chị yêu dưới 50 cân, 51 cân. Nếu mà các chị yêu gọn thì các chị yêu lấy cho em 51 cân. Mà cho em size S nha. Size M là dành cho các chị yêu. Nói chung là cái này mình khoác ấy, thì cái này em thấy này, mặc dù cái dáng của nó là khá thoải mái ấy, nhưng mà cái phần vai của chị em mình, nên chị em mình cứ lấy đúng size em nha. SML XL 65 cân đổ về chốt đơn với áo này ấy ạ. Nên đơn cho em áo này với mức giá là 950.000 nhá. Áo em đang mặc có mức giá là 950.000. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em áo này 950 giúp em ạ. Áo em đang mặc có mức giá là 950.000. Đấy, nên chị yêu nào lấy thì comment cho em đúng cú pháp. Mặc cái kiểu thể thao chơi chơi này thì nó không hợp với cái túi này. Đấy, các chị yêu mặc phải khoác cho lấy cho em cái túi đi chơi một chút xíu ạ. Đấy. Chị yêu nào lấy áo này thì comment cho em nha. Cổ của nó đây các chị yêu nha. Cổ của nó này, cổ của nó rất là đẹp, cổ trụ ạ, nhưng mà nó làm cái phần cài như thế này. Ui, xinh quá. Cái phần cài như thế này các chị yêu nhá. Cái quần đẹp quá, em nói thật sự cái quần. Yên tâm ạ, quần này kiểu em vẫn cứ lên và vẫn cứ về cho các chị yêu. Nói chung quần này mà không về thì đúng là những cái dòng quần của SG năm nay mà không về hoặc là mấy nữa mà các chị yêu không, chị yêu nào mà không dinh được cái quần SG này của em Nga. Không cất vào trong tủ cho em những cái dòng quần này ít nhất 1-2 chiếc để dự phòng trước thì em nói thật sự là các chị yêu cực kỳ có lỗi với bản thân mình luôn. Đây, cái áo này của em Nga, cổ của nó là cổ cài như thế này nhá. Dáng áo đây ạ. Màu của em Nga có hai màu. Áo này thì em có hai màu, màu xanh và màu nâu. Đấy ạ, xanh và nâu đậm. Đủ size SML XL 65 cân đổ về em chốt đơn. Nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn nhá. Đấy, màu nâu này thì size XL thì em đang về sau một chút xíu, nên chị yêu làm lấy XL thì chờ sau nha. Đấy, xanh thì em đang có sẵn đến XL, nhưng mà màu nâu thì hiện tại XL thì các chị yêu lấy màu nâu XL này thì các chị yêu sẽ chờ sau cho em một chút xíu. Cái màu em đang mặc là M8 này, nó khác với cái màu này nhá. Đây, các chị yêu nhìn cho em nha này. Cái tông này này, kiểu dáng này nó hơi khác một chút xíu này. Cái né này nó khác này. Nâu này nó rất là nâu đậm nhá, kẻ đậm này, xanh này. Đấy ạ, có sự khác nhau đấy các chị ạ. Nên chị yêu là người chốt đơn 950.000 cho em Nga thôi. Áo gió em Nga đang mặc có giá là 950.000. Hai tông màu, tông màu nào cũng đẹp, tông màu nào cũng sang, tông màu nào cũng xinh. Nên chị yêu nào lấy thì cứ nhanh tay chốt đơn cho em Nga. Mã là M8, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em lên đơn nhé. Mức giá cho em Nga là 950.000. Quần em đang mặc là 570.000, có 3 phiên bản màu. Chị yêu nào lấy màu gì chốt đơn. Bây giờ em sẽ nhập nhanh sang cái áo gió này, tông màu tiếp theo. Những cái áo này thì quá đỉnh luôn rồi. Đây, có chữ khắc bắp này. Riêng những cái áo này thì em nói thật sự là những chị yêu nào mà vào những shop lớn các chị yêu mua, các chị yêu biết rồi. Toàn là triệu mấy đúng không ạ? Toàn triệu mấy đúng không ạ? Toàn triệu mấy thôi. Em bán 950.000 thôi nên các chị yêu yên tâm về giá luôn. Nói chung là những cái dòng này của em Nga thì các chị yêu đảm bảo về giá, không phải suy nghĩ gì luôn ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp này em lên đơn. Màu em đang mặc là xanh ạ. Bao giá cho các chị yêu luôn rồi. Các chị yêu mua nơi khác, những cái áo này còn 1.2 triệu, 1.2 triệu rưỡi, 1.250 triệu mà. Đấy ạ. Gió này, nớp ở bên trong này. Đây ạ, tang của nó đây nha các chị yêu nha. Đấy ạ, mỗi một mẫu gió thì nó sẽ có một cái tang khác nhau. Tang này của nó là tang đây các chị yêu này. Mã của nó đây ạ. Tag đây. Đấy ạ. Đây, logo đây các chị yêu ơi. À quên tang lụa đấy ạ. Chất gió này, chất gió của nó mềm sút luôn đây các chị yêu này. Nó mềm nhẹ, nó vì cái chất này của nó giống như cái chất này này các chị yêu này. Nó giống như cái chất M5 này này. Nó đều là gió lụa. Cho nên các chị yêu sờ nó không có độ, nó mềm nhẹ luôn, nó lụa mà. Tại vì gió của nó nhưng gió lụa các chị yêu. Nhận hàng kiểm tra hàng cho em nha. Giời ơi nó các chị yêu sờ này. Sờ sướng luôn, đặt từ nãy giờ sờ. Các chị yêu không nghe đến cái độ gì. Cái này thì nó là chuẩn gió nhá. Riêng cái dòng này này thì các chị yêu sẽ thấy nó chuẩn gió. Các chị yêu nghe nó khác nhá.
đấy. Nhưng mà riêng cái này là gió lụa nên các chị ơi sẽ thấy này, cái chất liệu nó khác hẳn luôn, sờ nó mềm nó mịn, tại vì chất liệu này là chất liệu mới của năm nay đấy ạ. Còn cái chất liệu của cái mã này này thì nó là chất liệu truyền thống của Buri, nó chỉ thay đổi về mẫu mã này và nó làm thay đổi về một chút xíu về gió thôi. Còn những cái này là nó là chất liệu hoàn toàn mới luôn của năm nay nó mới có ra cái dòng này, nó là gió lụa, nó làm cho chất liệu nó nhẹ hơn, nó êm hơn, cảm giác nó mềm hơn, sờ cảm giác nó mịn, nó sướng đấy. Đấy ạ, nó có sự khác biệt. Nếu mà các chị yêu nào mua gió quen của hàng siêu cấp này, các chị yêu về các chị sẽ thấy sự khác nhau nha. Đấy ạ, nên em bán là em bán hàng nào nói chuẩn hàng đấy. Em vừa mặc màu xanh, bây giờ sẽ mặc sang màu nâu nha. Rồi ạ, em sẽ mặc sang màu nâu này. Xuất sắc. Đẹp không các chị, ui cái áo này này, cái cổ của nó này, quá đỉnh luôn, cái màu này quá là đẹp luôn ạ. Không chê được cho em một điểm gì. Quần em đang mặc 570.000, chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Áo em đang mặc có mức giá là áo em đang mặc thì có mức giá là 950.000. Em đang mặc chuẩn là size M nhá. Xinh quá. Cái màu này khá là lạ luôn nhá. Màu này rất là xinh, còn này. Đẹp, trẻ, trung, cực kỳ xinh. Chị yêu nào thích cái tông màu em đang mặc thì chốt đơn cho em nha. Rất là đẹp luôn ạ. Áo em đang mặc là M8 nhá. Các chị yêu nào thích M8 màu gì thì chốt đơn cho em màu đấy ạ. Áo em đang mặc giá 950 ạ. Chị Trần Đức Anh thêm M7 màu nâu 63 cân, ok ạ. Chị Bùi Minh M4 màu nâu, ok ạ. Chị Thúy Hà M8 màu gì cho em thêm màu ạ. Chị Thu Thắm áo giữ nhiệt màu gì, chị Thu Thắm ơi. Áo giữ nhiệt của em Nga có 3 màu nên chị lấy màu gì cho em thêm màu chị yêu nhá. Áo giữ nhiệt cho em thêm màu đi ạ, có em có 3 màu ạ. Chị 10 M8 màu xanh size S ạ, chị 10 bao nhiêu cân? Ok ạ, màu xanh size S em chốt đơn ạ. Hả? Ok ạ, à, chị Bình ạ. Bình con ạ. À? Bình con. Chắc là comment chị bị ẩn rồi. Ok ạ. À. Chị Bình con đúng không? Ok ạ. À. À vịt con ạ. À? Ok, tại vì khổ quá cái comment nó bị ẩn chị. Đợi nhìn mãi không thấy đâu. Rồi ạ, à, chị yêu nào này áo em đang mặc nhá, toàn hàng xịn sò quá, tiền đâu mà mua em ơi. Chị đang gọi em cảm ơn chị Nguyễn Xuân. Không sao cả các chị yêu ạ. À, có thể ví dụ như ngày hôm nay các chị yêu cảm giác là mình ra băn khoăn là mình nghĩ là những cái áo này của em Nga đúng không ạ, toàn hàng xịn sò thế ạ, thì nó chưa phù hợp với cái túi tiền của mình. Tại vì thật ra là em Nga, em có nói rồi, em Nga thì sẽ lên cả hàng siêu cấp, những hàng đến với những cái hàng cao cấp cho các chị yêu đấy ạ. Ví dụ như mẫu này em đang lên thì nó là lên những cái dòng siêu cấp rồi, và đương nhiên là những chị yêu nào mà có những cái nhu cầu về hàng xịn, hàng siêu cấp này thì thực sự ạ, với cái mức giá một cái áo Buri siêu cấp hàng tang lụa xịn sò này 950.000 nó quá bình thường luôn thôi ạ. Còn đương nhiên là nếu như những chị yêu nào mà cảm giác những cái áo này mặc dù với giá tầm đấy nó vẫn quá túi tiền của mình, thì em vẫn có những cái mã nó phù hợp hơn cho chị em mình đấy ạ. Và đương nhiên những cái mã đấy thì giá cả của nó sẽ khác hơn và nó chỉ là hàng cao cấp thôi. Tức là em muốn phân biệt rõ đâu là hàng siêu cấp và đâu là hàng cao cấp để các chị yêu mình mua cảm giác bỏ cái tiền túi của mình ra nhưng mua được đúng giá trị thực của nó, mà không cảm giác bị mua giống như là em thấy một số nơi á, đúng ạ. Ví dụ như cái dòng này em bán 950.000 đúng không ạ, nhưng mà ví dụ như người ta vẫn bán cho các chị yêu là 1.200.000, 1.250.000. Đương nhiên là cái đấy là giá chung trên thị trường, nhưng mà em vẫn thấy là người ta có một cái câu trời hơi đất hỡi, đó là gì ạ? Áo này đúng không ạ, hàng này nó phải là 1.000.000 mấy, 2.000.000 mấy, em sell cho các chị yêu xuống còn giá đấy. Em nghe thực sự là em thấy nó cảm giác nó giống như kiểu là cứ kiểu cảm giác giống như là không tôn trọng khách hàng ấy. Chứ nên là em nghe như thế thì em cảm giác là người ta không biết, là cảm giác là nghĩ khách hàng chẳng nhẽ bây giờ với cái tầm chị em mình thời buổi công nghệ thông tin 4.0 đúng không ạ, văn minh như thế này rồi, làm sao người ta không biết cái giá trị thực của cái áo này nếu như ra ngoài shop mua là bao nhiêu đúng không ạ, cần gì phải đưa lên đến cái mức giá là bao nhiêu, xong sale xuống bao nhiêu đúng không ạ, bán thì cứ nói là bán luôn cho nó xong đi đúng không ạ, tôi bán là 1.250.000 đấy ạ. Các chị yêu thấy đúng hàng xịn hàng ưng đúng không ạ, thì chị em mình cảm giác giá như vậy. Nhưng mà bởi vì ví dụ như là hôm nay xem của Nga bán 950.000 nhưng hôm đấy mình chưa thích, mình chưa mua đấy ạ. Nhưng bây giờ vào mua của Nga thì Nga hết mất rồi, nhưng mà hôm nay cần quá rồi sang bên kia đấy ạ, bán 1.200.000, 1.250.000 đúng không ạ, nhưng mình có nhu cầu cần mặc dù đắt hơn vài trăm nhưng vẫn phải mua đúng không ạ, vẫn thích mua, vẫn phải mua. Và có những chị yêu là có tiền như thế rồi thì
thì cứ mua thôi đúng không ạ, không phải nghĩ gì đúng không ạ. Đấy là em nghĩ là như vậy, chứ cần gì phải nói sale ạ, em nói thực sự luôn đúng không ạ, cần gì phải sale. Em vẫn thấy là ở đâu đó vẫn cứ sale đúng không ạ, sale gì mà sale ạ, sale gì còn đắt hơn cả em ạ. Đấy, đấy là em tự dưng các chị yêu hỏi em, tại vì có một chị yêu đang nói là về túi tiền đấy ạ, về túi tiền. Cho nên là nhiều khi chị em mình bảo chứ rõ ràng chị em mình đến tầm tuổi này rồi đúng không ạ, thời buổi công nghệ này rồi đúng không ạ, làm sao mà phải như thế đúng không ạ, tôn trọng khách hàng ở đâu đúng không ạ. Đấy ạ, đây các chị yêu nha, đây ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Áo em đang mặc là mã M8 á, M8 nhá, màu này của em Nga là nâu, nâu này thì rất là xinh nhá, nâu này lâu nặng. Nâu này của em Nga nó là nâu kiểu nâu hơi ánh cam ấy các chị ạ. Nâu này nó kiểu là nâu nâu ánh cam, cho nên là nó rất là đẹp luôn. Cái nâu này nó hơi pha cam cam này, nâu ánh cam, cam nhưng cam nhẹ nhá, cam mịn xinh lắm. Áo này xinh ạ, áo gió này cái màu này rất là xinh, cái màu nâu cam này này. Cái màu này lạ các chị ạ, mà chất của nó là gió lụa, rất là đẹp luôn, mà giá thì có 950.000 thôi. Đấy ạ, nên chị yêu là lấy thì chốt đơn SML. Thì tại em mới tăng về được đến M, chị nào XL thì chờ sau hộ em một chút xíu. Mã này là M8 ạ. Rồi ạ, M8 em có hai màu nhá, chị yêu là lấy M8 cũng chốt đơn. Áo có mũ à, chị Hằng Nguyễn ơi, có màu áo gió bokuri nào có mũ không? Có đấy chị yêu ạ, chị Huân Chương 2 M7 màu đen hai cái á. Chị Huân Chương là lấy quần em đang mặc là M7 đấy, hai cái đều màu đen luôn à chị Huân Chương. Chị Hằng Nguyễn ơi, màu áo gió có mũ thì mấy đứa nhá chị Hằng Nguyễn nhá. Ok chị Nguyễn Hằng, M1 màu nâu size lớn chốt đơn. Quần em đang mặc là M7 ạ. Áo em đang mặc là M8 nhá. Áo này là M8. Áo này là M8 các chị yêu nhá. Chất này gió lụa này, đây. Các chị yêu sờ này. Nhẹ cực kỳ luôn, không bị sột soạt, không bị gì đâu ạ. Sướng lắm luôn. Chất nó là gió lụa nên nó rất là mềm, nó khác biệt với lại cái áo gió này. Nói chung là khác biệt với áo gió này. Nếu chị yêu nào mua hai áo gió này thì về sẽ tự so sánh được nhá. Em Nga tư vấn. Đấy ạ, chất bên trong, chất lụa bên trong này. Sướng quá. Mê quá. Nói chung là áo này quá đỉnh luôn rồi. Chị yêu nào thích thì chốt đơn. Cái màu này nó là màu nâu, nâu ánh cam ấy, nó đẹp lắm. Nên chị yêu nào thích thì chốt đơn nhá. Cái màu này rất là lạ luôn, xinh, đẹp các chị yêu ạ. Mẫu mới ạ, toàn bộ là em đang lên cho các chị yêu là mẫu mới hết luôn ạ. Đây. Hai tông màu xanh, nâu đậm và xanh. Đấy ạ, đủ size, chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. 65 cân đổ về em chốt đơn nha. Quần em đang mặc là M7, áo vừa xong là M8, quần này là M7. Còn bây giờ em xin phép được lên quần tiếp theo màu khác và nên cho các chị yêu mã M9 nhá. Rồi, M9 xin phép được lên cái mã áo gió pha màu với cái quả hạt này là hạt gì nhỉ? Nói chung là áo gió, em gọi là áo gió hoa quả các chị yêu nhá. Tại vì ở trên đây nó các chị yêu nhìn này, em nhìn ở đây giống như là có quả cherry này, quả nịu này, quả này là quả táo này các chị yêu ạ. Cho nên em gọi là áo gió hình hoa quả các chị yêu ạ. Nó khá là lạ và cực kỳ xinh, dành cho những chị yêu nào thích sự trẻ trung, thích kiểu tin tin một chút xíu ạ, thích phong cách một chút xíu. Đấy ạ, độc lạ sang một chút xíu nha. Đấy ạ, quần em đang mặc là màu nâu, chị yêu nào thích quần em đang mặc nâu thì chốt đơn nâu. Còn chị yêu nào thích màu đen thì chốt đơn đen nhá. Bây giờ em sẽ mặc sang cái tông màu đen này ạ. Đây ạ, em sẽ mặc quần màu đen nha. Và phối lên cho các chị yêu. Áo em bên trong, em đang mặc áo giữ nhiệt ạ. Quần em có 3 màu, quần này là quần nỉ các chị nhá, nỉ dày đấy ạ. Nỉ dày ấm ấy các chị yêu nhá, em đang về quần này là quần nỉ dày ấm đấy ạ. Nên chị yêu nào mà lấy quần này, mua cái quần này mua trước để cất đi ấy, chờ đấy các chị yêu ạ. Các chị yêu chốt nha. Không về các chị yêu lại bảo Nga ơi sao cái quần này nó dày thế, chị tưởng là cái quần này chị mặc được ngay. Không phải đâu các chị yêu ạ. Quần này là quần nỉ dày, nhưng sướng lắm luôn. Màu đen đây ạ. Cái gấu quần của nó siêu sướng luôn ạ. Hàng của SG thì quá đỉnh luôn rồi. Quần này á, mấy nữa các chị yêu sẽ tìm mua của nó á, nếu mà còn á. Nếu mà còn mà em về cho các chị yêu em vẫn cứ lên cho các chị yêu. Còn nếu không á, các chị yêu sẽ thấy đẹp ngất ngây. Rồi, tiếp theo này, một phiên bản áo gió nữa này. Rồi.
Em còn định lên cho các chị yêu xếp bộ mới nữa mà em không kịp lên, không biết. Áo gió vẫn còn một mẫu này, hai mẫu này. Hai cái mẫu này may quá em lên rồi đúng không? Hai cái mẫu này em cũng về đủ size rồi các chị yêu nha. Cái mẫu này này, cái mẫu này thì em khoác nhanh cho các chị yêu thôi, bởi vì hai cái mẫu này em đều về đủ size rồi. Mẫu này em cũng về đủ size. Mẫu này thì em về được MLXL rồi. Cái mẫu hình này này, cái mẫu hình này em về được MLXL rồi. Mẫu này em cũng về đủ màu cho các chị yêu rồi này. Còn tí nữa em còn có một mã nữa, đó là gió thô này. Rồi, áo gió của có cái áo gió của hãng JR vứt đây cho chị luôn nữa. Cho chị cái áo gió JR, cái hàng mà có chữ TB màu tím màu gì á. Cho chị lên luôn nữa. Lên nhanh thôi. Các chị có thể xem lại like cũng được. Chị xem áo giữ nhiệt đen với đây chị Kim Vân ơi. À, cho chị màu đen hai cái quần nỉ đấy. Ok chị Huân Trương ạ. Chị Hải Chiều M8XL màu xanh ok ạ. Chị Bùi Minh lấy M4 màu đỏ nhé, size M nhé, không lấy nâu nữa. Ok chị Bùi Minh. Chị Bùi Minh chuyển sang màu đỏ nhé em nhé. Nhìn chưa? Chị Kế Đặng M7 màu nâu 56 cân. Màu nâu 56 cân mặc cho em size S thôi ạ. M7 màu nâu quần này cho chị Kế Đặng 56 cân. Quần này 56 cân mặc S thôi các chị yêu nhá. Quần này 56 cân mặc S thôi ạ. Quần này 56 57 cân chỉ mặc S thôi ạ. Thậm chí các chị yêu 58 cân cũng mặc S được cho em nha. Quần này thậm chí 58 cân cũng mặc S được cho em nha nhá. Quần này em đang mặc S đấy ạ. Quần này chị yêu là người nhỏ không mặc được đâu. Người nhỏ trừ khi là các chị yêu thích mặc phụ mình mới mặc được cho em nha. Còn nhỏ quá không mặc được nhá. Ok ạ. Rồi ạ. Quần nỉ này dài bao nhiêu? Quần nỉ này dài 90 phân chị yêu ơi. Quần này là 90 phân ạ. Đây ạ. Đây là một mẫu áo gió tiếp nữa các chị yêu nha. Áo gió. Em gọi là áo gió hoa quả các chị yêu ạ. Đây. Áo gió này em gọi nó là áo gió hoa quả các chị yêu nhá. Tại vì nó có nấm chấm những cái hoa quả ở đây các chị yêu này. Nếu chị yêu nào thích phong cách trẻ một chút xíu, thích lạ một chút xíu, cảm giác kiểu đi đâu thích kiểu nhìn mình tin một chút xíu ấy. Mặc dù tuổi này của chị em mình rồi đúng không? Nhưng mà thật ra với cái tuổi này của chị em mình rồi mới hay thích tin, thích trẻ lại đúng không? Chị em mình chẳng nhẽ trong đời chị em mình lại không ai nghĩ rằng là người ai mà khen mình trời ơi chị em mình trẻ ra hơn 5-6 tuổi có thích không ạ? Thích chứ ạ, đúng không ạ? Bây giờ chị yêu này bảo là ai mà khen các chị yêu trẻ 5-6 tuổi mà không thích nữa thì trời ơi em không biết nói gì luôn đúng không ạ? Cho nên cảm giác chị em mình thích trẻ một chút xíu đúng không ạ? Đi đâu thích bảo ôi trời ơi sao trông hôm nay mặc gì cảm giác trông thấy yêu thế đúng không ạ? Thì các chị yêu có thể xin cho em cái áo này khá lạ các chị yêu ạ. Lạ nhất trong những cái áo bully mà em đã từng có đấy ạ. Và các chị yêu sẽ thấy nhá, đấy ạ, nó tràn nhập những cái điểm nhấn á. Bình thường người ta là điểm nhấn hình chữ, hình họa tiết hay là những cái hình sao hay những cái hình gì. Còn ở đây tràn ngập những cái điểm nhấn, đó là những cái hình hoa quả này các chị ơi. Chữ có ở đây thì có chữ TB này, bully này. Nhưng mà hoa quả này, quả táo này, quả liệu này các chị yêu nhìn thấy không ạ? Quả cherry này, đấy. Rất rất là xinh và cực kỳ yêu. Và em đang mặc ở đây nó là tông màu nâu nha. Đấy, em có hai tông màu cho mã áo này, đủ size S, M, L, XL, 65 cân đổ về cho đơn. Em đang mặc áo này là size M nhá. Em đang mặc áo này size L. Size M gấu của nó là gấu bo chun như thế này. Các cái mã áo trước thì bomber của nó là bo của nó là bo nhỏ như thế này. Các chị em nhìn nhá, bo của nó là bo nhỏ như thế này. Đây ạ. Bo của nó là đều bo nhỏ chun nhỏ như thế này. Nhưng riêng cái áo này của em Nga là bản bo là bo to như thế này. Đấy, bản bo là bo to như thế này các chị yêu nha. Đấy, rất là đẹp như thế này luôn. Đủ size ML, S, ML, XL, 65 cân đổ về chốt đơn. Màu em đang mặc là màu nâu này. Em gọi nó là màu nâu. Nâu này khá là đặc biệt đấy các chị ạ. Và màu xanh than. Hai màu cho các chị yêu lựa chọn. Đấy ạ, nên chị yêu nào muốn sở hữu chiếc áo này thì nhanh tay lên đơn cho em áo này với mức giá là 950.000 cho em Nga nhé. Với hai tông màu. Hai tông màu giúp em 950.000. Cổ áo của nó cũng là cái dáng cổ áo như thế này, cực kỳ xinh, rất là đẹp và khá lạ luôn ấy. Đập cổ trụ các chị yêu nhé. Những cái mẫu này em đang về đều là những cái dáng cổ trụ, rất là xinh và cực kỳ đẹp. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Quần em đang mặc nó là quần nỉ ạ. Quần nỉ các chị yêu nhé. Em đang kết hợp với quần nỉ thôi. Quần nỉ thể thao khá là xinh, cực kỳ tuyệt vời. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Quá đẹp, quá sang và quá mê luôn rồi. Đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy áo này cho em nha thì chốt đơn cho em áo này. Một chiếc áo gió bully siêu cấp tang luộng khá độc đáo luôn. Không sợ đụng hàng. Nói chung là chị yêu nào thích một cái phong cách gọi là độc lạ sang khác biệt nhưng rất là yêu. Cảm giác nhiều khi mặc lên ấy, nhiều người phải gọi là
Ôi trời ơi, đúng không ạ? Ôi trời ơi, hôm nay sao Huy có một cái áo gì xinh thế, có một cái áo gì yêu thế, cậu có một cái áo gì cảm giác lạ thế, tại sao lại nhiều hoa quả trên áo như thế này nhỉ? Trời ơi, mình muốn cảm giác thấy ngọt ngào thế, đúng không ạ? Mình thấy yêu thế, cảm giác nhìn thấy sướng thế, cứ chứ lại nhìn thấy cậu mặc cái áo này là tớ đã nhìn thấy, tớ nghĩ đến một đĩa hoa quả rồi chẳng hạn. Trời ơi, đấy ạ, rất rất nhiều điều có thể là tự dưng, đúng không ạ? Nhờ một chiếc áo mà có bao nhiêu câu chuyện chị em mình có thể bắt đầu, đúng không ạ? Nên thật ra nhiều khi một chiếc áo nó cũng là cầu nối để chị em mình có nhiều chuyện thú vị hơn để nói. Nên chị yêu nào thích thì chốt đơn nha. Áo em đang mặc, mã cho em Nga là M9 ạ, với hai phiên bản màu. Màu em đang mặc là màu nâu và màu thứ hai đó là màu xanh lam đủ size. SMXL 65 cân đổ biến chốt đơn, mức giá cho em Nga 950.000 ạ. Chị yêu nào đấy thì comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn nha. Bây giờ em sẽ mặc sang quần này 70 cân thì mặc cho em size L chị Dung Hoàng ạ. 70 cân thì mặc quần này cho em size L đi ạ. Chị 70 cân chị cao bao nhiêu thì mặc cho em quần này size L nhá. Đấy ạ, chị yêu nào đấy thì chốt đơn ạ. Mặc áo treo sát quần đi chị ơi, áo treo sát quần ạ. Áo này em vừa mặc đầu lai rồi mà. Áo này em vừa mặc đầu lai rồi mà chị Dung Hoàng đây. Áo này em vừa mặc đầu lai rồi này. Đây ạ, à, em khoác nhanh lại cho chị yêu nhá. Áo này em vừa mặc đầu lai rồi, chị kéo lại tua lai giúp em Nga. Đây ạ, à, áo này mà em mặc với quần thể thao này. Áo này em có đủ size SML, XL nhá, 65 cân đổ về em chốt đơn. Dáng này đẹp không? Riêng cái áo M1 các chị yêu thấy không ạ? Em nói rồi, áo M1 em đang mặc với quần thể thao này. Lúc đầu lai này em mặc với quần jean trắng nhá. Bây giờ em mặc với quần thể thao này, các chị yêu thấy không ạ? Vì sao mà áo M1 này em nên đầu lai là vì nó có lý do. Đây ạ, chị yêu nào vào sau xem lại cho em Nga nhé. Xem lại em mặc cái áo này nhanh nhanh màu xanh than đấy. Chút xíu em sẽ mặc với lại màu nâu thì các chị yêu có thể xem lại đầu lai giúp em Nga. Áo này là 950.000, mã là M1 thôi ạ, đủ size SML, 3 size. Đấy, em khoác nhanh lại cho các chị yêu nào mà vừa xong chưa xem được. Bây giờ em sẽ khoác nhanh sang màu xanh than nha. Đây ạ, xinh quá, áo này rất xinh, quá đẹp luôn ạ. SML XL 65 cân đổ về em chốt đơn. Cho chị cái áo buri của cái áo mà của hãng ZR ấy. ZR. Cái kia có cái chữ hoa tiết màu hồng ấy, màu hồng và màu trắng rồi. Lại vừa. Đây bên đây. Ok ạ, đây ạ, chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Comment cho em đúng cú pháp này, em lên đơn này. Chất quá, quá đỉnh cao luôn rồi ạ. Em còn muốn lên cho các chị yêu ít mã bộ nữa mà. Bộ mới về mà chưa kịp lên được. Đây. Xuất sắc. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhé. Nên đơn cho em đúng cú pháp, áo là M9 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Quần này 70 cân mà chị cao 1m60 ạ, thì chị mặc cho em quần này size L ok nhé. Rất là đẹp luôn ấy, quần này các chị yêu thậm chí 70 cân ấy, chị mặc thoải mái cho em nha. Chất siêu sướng luôn. Đấy ạ. Rồi ạ, áo này của em Nga, màu hoa quả cherry. Đấy ạ, chị yêu nào thích thì chốt đơn, đẹp, sang, xịn, lạ, trẻ trung. Nói chung là áo một cái áo mà, đấy ạ, cho chị yêu nào mà thích ăn dân tuổi, trẻ trung thì các chị yêu sang cho em cái mẫu này. Cổ của nó đây các chị yêu nhá. Đấy, rất là xinh. Rồi em qua cái áo mã M9 nha. Em qua M9 nhanh, M9 lên M10 này. Rồi ạ, à, em lên M10 nhá. M9 950 ạ. Rồi em lên M10 tiếp này. M10 em xin phép được lên cho các chị yêu thêm một cái mã áo nữa, hàng của ZR. Mã áo này của ZR. Hôm nay là các chị yêu mãn nhãn luôn nhá. Em nghĩ là chắc chắn là không có line nào như line này nữa. Line này em nghĩ nó là một cái line duy nhất luôn nhé. Là độc nhất vô nhị luôn. Mà các chị yêu được ngắm nghía, gọi là tuyệt phẩm tất cả những cái mẫu áo gió. Và em nói thật sự là hiếm khi mà áo gió của cả DBA, áo gió của cả ZR, CNT em về cùng, và áo gió của Pop Bully em về cùng một thể như thế này. Mà đều là hàng siêu cấp. Em nói thật sự đây phải gọi là một cái line độc nhất. Và em nghĩ là chắc chắn là cũng không có mấy khi shop nào có một cái line độc nhất như thế này của em đâu. Đấy nha các chị yêu nha. Không mấy khi mà, ở shop nào có một cái line độc nhất như thế này của em Nga đâu. Rồi ạ, tiếp theo cho em Nga này. Đây, vì sao mà em nói đây ạ. Đây, tiếp theo cho em Nga. Em nên nhanh áo gió gì giờ nha. Chị yêu nào thích thì chốt đơn. Quá đỉnh luôn ạ.
75 cân thì em không size, em chỉ có size 65 cân đổ về thôi ạ. 65 cân đổ về thôi chị yêu nha. Gió thì em có 65 cân thôi ạ. Đây ạ, áo này của em Nga nhá, màu em đang mặc này, nó là màu hồng. Hồng này nó gọi là hồng tím nhá, các chị yêu nha, hồng tím 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 nhá. Rất là đẹp luôn, khá là xinh. Kiểu dáng trẻ trung, họa tiết của nó là Fendi các chị yêu nhá, rất là đẹp, cực kỳ xinh như thế này. Các chị yêu có thể mặc cho em như thế này, phải khoắn trẻ trung năng động. Em đang mặc áo này là size S nhá. Áo này em đang mặc là size S các chị yêu ạ. Áo em đang mặc là size S. Giá cho em Nga, cho chị cái này. Áo này của em Nga có mức giá là 75. Em có màu này và màu trắng này. Tỉnh em có chưa kịp làm giá cái áo này nữa cơ. Chưa kịp làm giá. Chờ em chút xíu để em trích giá các bạn. Màu này và màu trắng ạ. Hiện tại em đang có màu này và màu trắng các chị yêu nha. Rồi em cứ lên phát một chút xíu ạ. Đây, áo em đang mặc này em chưa kịp làm giá rồi. Chờ em đi ship. Em đang áo này là size S. Chị yêu nào lấy nên cho em áo này là M10 các chị yêu nha, M10. Áo em đang mặc là M10 ạ. M10 cho em Nga. Áo em đang mặc là M10 nhá. Hình như M10 này em đang có về được SM hay là không biết là có S có L nữa không. SM, áo này sẽ có SML đấy, có size là SML. Rồi, áo này của em Nga giá là 1.020.000 giúp em Nga. Áo em đang mặc có giá là 1.020.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga. 1020 ạ. Áo em đang mặc có giá là 1.020.000 nhá các chị yêu nha. 1.020.000 cho em phiên bản này. Nên chị yêu nào muốn sở hữu cái chiếc áo em đang mặc thì comment cho em đúng cú pháp, mã là M10. Kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại hoặc chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn nha. Màu em đang mặc đây ạ. M10, em đang áo này là size S. Em này thì có mũ nha các chị yêu nha. Đấy ạ, đầu line là một chiếc áo có mũ này. Và em này là M10, đến mã M10 là sẽ có một cái em này có mũ nữa. Và em đang mặc đây là màu hồng tím nha các chị yêu nha. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn, em đang mặc áo này là size S. Rất là đẹp và cực kỳ sang. Các chị yêu có thể mặc khoác này, bo này. Hoặc là các chị yêu có thể mặc như thế này cho em nha. Thể thao ạ, và em này có rút dây và không rút dây nhá. Áo này rất là xinh luôn. Chắc chắn áo này thì các chị yêu đã nhìn thấy trên thị trường một số nơi đã có rồi đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Nên đơn cho em áo mức giá là 1.020.000 SML 3 size. Em đang mặc là size S, 65 cân đổ biến chốt đơn. Bây giờ em sẽ mặc sang quần màu cuối cùng. Và áo sẽ là màu trắng cho các chị yêu ngắm nhá. Sau đó thì em sẽ lên tiếp theo. Lên nhanh ạ. Lên nhanh bởi vì còn hình như còn 2-3 mẫu áo nữa cơ. Mới hết được. Bây giờ em xin phép mặc màu hồng cánh sen và khoác với cái áo gió màu trắng này rồi ạ. Đây ạ, đẹp không các chị yêu, màu quần hồng cánh sen này. Quần quá đẹp luôn nhá. Chị yêu nào không thích thì các chị yêu bỏ cái dây này đi, còn các chị yêu thích thì các chị yêu để cái dây này lại. Ủa, cái quần này mà không mua quá phí luôn, 570.000 cho cái quần này. Quần em đang mặc đây các chị yêu nhá, hồng cánh sen. Áo em đang mặc là áo giữ nhiệt, màu em đang mặc là màu nâu. À màu màu be.
Đấy, áo này có đen, có be và có màu nâu cà phê, rất là đẹp luôn. Ba màu, màu nào cũng đẹp. Cổ này, các chị yêu nhìn hỏi em là cổ nó có đứng không đấy ạ? Từ nãy giờ em mặc này, em kéo và em mặc như thế này, các chị yêu nhìn cái áo này nó biết là cổ áo như thế nào rồi. Quá là đẳng cấp. Quần siêu đẹp luôn ạ. Hàng cao cấp của SG nhá, quần này ML 3 size, em đang mặc quần này là size S đấy ạ. Quá đẳng cấp luôn rồi. 57 58 cân mặc S cho em ngang và vừa nhá các chị yêu nhá. Chất đẳng cấp luôn. Gấu của nó này hơi có một cái điểm nhấn bo ở đây này. Nhìn màu hồng là các chị yêu, hồng sen là các chị yêu thấy được cái bo này ở đây này, nó có điểm nhấn này. Ôi, đẹp ngất ngây ạ. Đẳng cấp luôn cho em cái áo này. Chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn cho em cái quần này nhá, quên. Đẳng cấp ở cái quần này ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em cái quần này đi ạ. Trời ơi, sao năm nay em mê cái quần màu này thế. Chất lừ luôn ạ. Rồi màu trắng đây nhá chị yêu nhá. Quần là M7 ạ. Áo em đang mặc là M10 ạ. Áo em đang mặc là M10. Fendi là M10. Fendi này có hai màu mà. Áo giữ nhiệt bên trong là áo mã M3 à? M2 à? Áo giữ nhiệt là M3. Áo giữ nhiệt là M3. Đây ạ, à, áo này nó giống như cái áo của hãng. Hàng này là hàng thiết kế đặt riêng nhá. Hàng ZR này là hàng thiết kế đặt riêng. Nó có rút dây này, nó có rút dây. Đấy ạ, à, có rút dây và có bo như thế này. Đây. Có màu tím và màu trắng á. Đấy ạ, à, chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Túi của nó là túi hộp. Phong cách khỏe khoắn, trẻ trung, năng động. Nói chung chị yêu nào thích thì chốt đơn. Đấy ạ, à, đỉnh cao cho em nha. Các chị yêu mặc hồng sen với cái áo màu như thế này cho em nha. Quá là chất luôn ạ, à, không có một điểm gì để chê cho em nha rồi. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha nhá. Comment cho em đúng cú pháp là em lên đơn. Rồi, bây giờ em qua cái mã áo này. Áo này em có hai màu. Đấy ạ, à, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Quần của em đây ạ, à, quần này thì trời ơi, hôm nào em lên riêng cái quần nhá các chị yêu nhá. Hôm nào em xin phép được riêng lên riêng về những cái mẫu quần của hãng này. Đấy ạ, à, một chút xíu. Còn chị yêu nào thích thì các chị yêu cứ chốt đơn đi ạ. À. Còn bây giờ nó đẹp lắm luôn ý ạ. Nhưng bây giờ em xin phép được lên thêm. Xem mấy giờ rồi. Các chị yêu còn thích lên xem nữa không ạ? À? Em còn, em còn một mã này, hai mã này. Hai mã, nói chung là hai mã chính về áo gió nữa. Còn hai cái áo này thì em chỉ khoác nhẹ qua thôi. Đây, hai cái áo này thì khoác nhẹ qua thôi. Các chị yêu còn có thể lên được cùng em nữa không ạ? À? Đấy là em còn quên. Quần hồng nó là chất nỉ chị yêu ạ. Xem lại áo gió với ạ, à, chị Thảo Đạt lấy áo, hỏi hỏi em về xem lại áo gió gì đấy ạ. À. Đấy ạ, à, tại vì em sợ là nên muộn quá. nên muộn quá các chị yêu sẽ thấy muộn quá. Đấy ạ, à, hôm nay chuyên đề áo gió gọi em muốn lên cả một cái like như thế này để cho các chị yêu, nếu mà thích các chị yêu xem lại hoặc em cắt ra cho các chị yêu mà các chị yêu không dinh được áo gió, lại gọi là chưa có cái thời kỳ nào mà nó gọi là cả 10 chục cái mã áo gió mà về cùng một lúc như thế này đâu ạ. Đây, chị yêu nào thích nha, có thể chốt cho em cái mẫu này. Đây, cái quần này mặc cái mẫu áo gió này nên cũng đẹp ạ. Đây ạ, cổ này là cổ trụ này, không có mũ đâu các chị yêu nha. Áo này là M11, có đủ size MLXL, 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã này em cũng đã về đủ size rồi ạ. Áo này em về thêm được size đến size XL rồi các chị yêu nha. Chốt đơn cho em áo này 950.000, chị yêu nào lấy thì chốt đơn này. 950.000, cổ trụ, cao cổ kéo khóa như thế này. Màu của nó họa tiết khá là lạ luôn. Đây. Đấy ạ, chữ BB đối chéo nhau như thế này. Xinh xuất sắc đỉnh. Chị yêu nào thích cái phong cách này đều là áo của em Nga đang mặc là gió hai lớp, hàng siêu cấp của Bully. Giá của M11 này cho em Nga là 950.000 nhá. Chị yêu nào lấy em này thì ghi cho em là M11 này, 950.000. Đấy ạ. M11 950.000 nên nhanh thôi ạ. Cái này em mặc rồi, em nay rồi. Nên chị yêu nào thích thì chốt đơn. M đấy là M11 ạ. Đây là M12 này. M12 này. Em mặc nhanh M12 nha. M11 đều là Bully ạ. M12 cũng là áo gió của Bully ạ. Tất cả là gió hai lớp của Bully. Những cái áo gió này đều là gió nhẹ nha. Áo này thì em cũng mới like xong này. Đấy ạ. Và những cái áo gió này các chị yêu thấy là trong Nam ngoài Bắc mọi miền các chị yêu đều mặc được cho em nha. Nói chung những cái áo gió này là trong Nam ngoài Bắc đều mọi miền đều mặc được cho em nha. Đấy ạ, chống gió, chống nắng, chống mưa bụi, chống phùn. 950.000 cho em những áo này thôi. Xuất sắc đỉnh ạ. À. Đây là M12 ạ, 950.000 cho em nha. Họa tiết của nó là họa tiết đây ạ. Họa tiết là họa tiết này các chị yêu nhá. Đẳng cấp. Quá đẳng cấp luôn. Em thích cái quần này quá. Quá đẳng cấp và quá mê ly luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Mã này cho em nha là M12, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp là M12 em chốt đơn. Đấy ạ, áo này họa tiết này cho em nha. Các chị yêu chỉ cần nhìn họa tiết thôi
đấy ạ, ảnh em có đăng đấy ạ, màu họa tiết đây. Các chị yêu thích mẫu nào thì các chị yêu thích họa tiết nào thì chốt đơn cho em nha. 950.000 mã M12 này. Rồi ạ, tiếp theo cho em nha, mã áo gió M13. M13 xin phép để mix với M13 thì em xin phép được chuyển cho chị cái quần jean size 25. Quần jean size 25 của hãng EF Xuân kìa. Em nên cho một cái mã áo gió mới nữa. Đây. Áo gió này thì em chỉ thấy SML 3 size thôi. Cái áo gió này này, áo gió. Cái áo gió này là áo gió đây ạ. Gió này là gió thô các chị yêu nha. Em xin phép nên một cái mã áo gió thô. Cái áo gió này khá lạ. Nói chung là gió này bình thường các chị yêu thấy là gió, một là gió lụa, hai là chất gió. Ba, đây là gió này là gió pha thô nhá, gió thô, nó có sự khác nhau một chút xíu. Và áo gió này là áo mới nhất, phiên bản mới nhất của năm nay luôn. Và áo gió này thì nếu mà về giá thì nó sẽ cao hơn các cái mã áo gió kia một chút xíu các chị yêu nhá. Đây ạ, à, nên em xin phép được lên cái mã áo gió này. Áo này thì nó đánh size là SML và size S là size em mặc nhá các chị yêu nhá. Áo này thì form gió thô này thì nó to hơn cái dòng gió kia đấy ạ. Đây cũng là hàng của bác nhá. Áo này thì cũng là gió của bác này. Các chị yêu nhìn trước cho em khi trước khi em lên này. Em lên nhanh này. Đây ạ, à, bên trong là nót lụa này. Đấy ạ, bên trong là nót lụa, cổ của nó này, cổ của nó tí em sẽ mặc cái áo này, cổ của nó bẻ được ba kiểu cổ sen rất là đẹp luôn. Đấy ạ, toàn là buri siêu cấp tang lụa xịn sò. Đây là gió thô rất là đẹp và cực kỳ lạ. Rồi, em xin phép được mix em áo gió đấy với một em siêu phẩm quần jean baggy chữ H bản mới nhất của em nha. Xin phép được mặc ạ. Em giới thiệu qua về chiếc quần jean em đang mặc nhá. Quần jean em đang mặc nó là một chiếc quần jean dáng baggy phiên bản mới nhất luôn. Cạp của nó này, nó điểm nhấn tác da chữ H này. Đấy ạ, bản cạp là một khuy. Chị yêu nào thích những cái quần jean mà một khuy thôi thì các chị yêu chốt đơn cho em cái quần jean này nhá. Quần jean này thì em có sẵn đủ size 25, 26, 27, 28. Bao vừa cho các chị yêu đến 70 cân, chất jean mềm, có co giãn siêu sướng luôn. Em đang mặc quần này có size 25 thôi, hãng của nó là hãng này. Đấy, em giới thiệu nhanh một chút xíu. Hãng của nó là hãng này và em đang mặc là size 25 nhé. Giá của nó là 500.000. Giá quần jean này là 500.000. Chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn. Chị yêu nào lấy và tin tưởng thì cứ chốt đơn. Đấy, em mặc qua nhanh thôi. Đây ạ, và bây giờ em khoác cái này. Gió thô. Size của nó là size S này. Uầy, chất vô cùng luôn. Cái áo gió này đẹp ngất ngây ạ. Áo này đẹp ngất ngây các chị yêu ạ. Nó là gió thô các chị yêu nhá, khá là lạ. Các chị yêu có thể cho em nghe này. Đấy ạ, cài này, cái nẹp của nó này, các chị yêu nhìn nhá, bản nẹp này. Xinh xuất sắc ạ. Đây ạ. Đấy ạ, các chị yêu có thể cài hết như thế này cho em nha, nẹp nó vào này. Đấy ạ, các chị yêu có thể cài hết cái cổ áo này lên đến trên này. Đấy ạ, các chị yêu bấm hết vào cho em nha. Cổ áo của em này thì nó có 3 kiểu các chị yêu có thể mặc được. Đấy ạ, một là các chị yêu có thể bấm hết lên đây cho em nha. Cổ này là bấm hết lên. Cài hết lên cho em này, cài hết cao lên này. Bấm cổ cao lên cho em nha. Đấy ạ, chị em mình có thể cài bấm cổ cao lên như thế này cho em nha nhá. Đấy ạ, một là các chị yêu có thể bấm hẳn cao. Nếu như khi chị em mình đi đâu mà cần phải giữ kín cái cổ ấy thì các chị em mình có thể bấm cổ cao lên cho em. Hai là các chị em mình có thể bẻ nó thành cổ sen như thế này cho em nha. Đấy ạ, bẻ xuống thành cái cổ sen như thế này cho em nha nha. Đây, không thích cài chị em mình có thể bẻ xuống thành cổ sen như thế này cho em nha. Ôi áo gió, gió thô các chị yêu ạ, đẹp ngất ngây ạ. Size là SML 3 size, em đang mặc áo này là size S nha. Size S này dành cho các chị yêu khoảng tầm 54 cân. 54 cân đổ về mặc cho em size S, 50, tầm 59 cân mặc cho em size M và 64 cân đổ về mặc cho em size L áo này. SML 3 size với hai phiên bản màu. Màu em đang mặc là màu nâu và màu thứ hai đó là màu đen, hàng buri siêu cấp. Chất liệu là chất liệu mới nhất của năm nay luôn. Đấy ạ, rất là đẹp, cực kỳ sang cho em nha. Với hai phiên bản màu đủ size SML 3 size 64 cân đổ về em chốt đơn.
dàn gió thô của Buri nhá. Giá cho em nha là 1.020.000. Bao giá, bao form, bao chất cho các chị yêu luôn ạ. 1020 giúp em nha nhá. Áo em nào có giá là 1020. Đấy ạ. Áo gió ạ. Gió nhá các chị yêu nha, hai lớp mỏng nhẹ mềm. Đấy ạ, các chị yêu đều mặc được cho em nha, cực kỳ xinh. Màu em đang mặc là màu em gọi nó là màu nâu đi. Màu nâu và màu thứ hai là màu đen. Chị yêu nào thích màu nào thì chốt đơn cho em màu đấy. Áo này thì các chị yêu bẻ được cổ như thế này, rất là xinh luôn ạ, thành ra một cái chiếc cổ áo sen rất là đẹp. Đấy là cách cổ thứ hai nha. Còn nếu như chị yêu nào không thích cổ sen, các chị yêu nào thích kiểu mặc phanh ra một chút xíu thì các chị yêu bỏ hẳn cổ như thế này cho em nha. Ôi, cái áo này đẹp, cái áo gió này em nghĩ là quá đẹp. Em nên gần kết thúc like nhưng mà nó rất là đẹp luôn nhé. Đây ạ, các chị yêu nhìn kỹ cho em nha này. Chất chua. Siêu chất luôn cho em nha. Đi giày thể thao cho một chút, đi phanh giày này đi ạ. Chờ em tí xíu nha. Tại vì nó đẹp quá. Nó đẹp quá, em muốn giới thiệu đến các chị yêu. Tại vì nó quá đẹp luôn ạ. Đây ạ, chị em mình ví dụ như đi chơi. Em xíu nhắc đi chơi hoặc là đi đâu đấy. Nó rất là lịch sự các chị ạ, cái màu này đẹp quá, cái áo này siêu đẹp ạ. Giá lại mềm. Đây. Các chị yêu nhìn kỹ cho em nha nhá. Đấy ạ, cái áo gió này nó là gió lụa, gió thô các chị ạ, gió thô phiên bản của Buri. Đấy ạ, cổ chị em mình có thể bẻ cổ sen như thế này, rất là đẹp luôn. Đấy ạ. Nếu mà không thì chị em mình có thể cài như cái lúc đầu em giới thiệu là bẻ hẳn lên và cài cao lên, còn không thì bẻ xuống như thế này thành cổ sen. Chất liệu của nó là gió thô. Rất là đẹp. Màu của nó em đang mặc là màu nâu các chị yêu nhá, có nâu và đen đủ size S, M, L, 3 size. 64 cân đổ về em chốt đơn. Rất là đẹp. Em đang mặc áo này là size S đấy ạ. Xinh xuất sắc luôn, đơn giản nhẹ nhàng. Các chị yêu mặc như thế này cho em nha thôi. Xinh vô cùng luôn. Quá là đẹp luôn ạ. Hàng Buri siêu cấp tang lụa nhá, xịn sò hai lớp, bên trong nó là một lớp nắp lụa luôn. Rất là đẹp và cực kỳ sang. Các chị yêu nhìn kỹ cái lớp nắp lụa cho em này. Bên trong lớp nắp lụa của nó là có chữ như thế này này. Có những cái chữ nổi Buri như thế này. Đây, tang xịn sò đấy ạ. Tất cả những cái phần khuy cúc như thế này đều có khắc chữ nhá các chị yêu nhá, đều có khắc chữ Buri luôn. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy áo này thì chốt đơn cho em nha. Áo của em nha đang mặc 2 màu đủ size, ML 3 size, xuất sắc đỉnh luôn ạ. Mức giá thì vô cùng tuyệt vời luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy áo này thì comment cho em đúng cú pháp mã là M13, kèm theo màu, kèm theo size hoặc kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn nhá. 1.020.000 giúp em nha. 1020 ạ. Đấy ạ, rất là đẹp luôn rồi. Em đang mặc là size S. Dáng bomber. Đấy ạ, rất là đẹp. Ủa, áo này xinh quá. Thôi lúc nào em sẽ áo này em sẽ vẫn về cho các chị yêu bù. Xinh quá. Bây giờ em sẽ mặc nhanh sang màu cuối cùng nhá. Màu tiếp theo. Đẹp quá. Chị yêu nào xem lại gai đi ạ. Rất ngây luôn. Rất ngây. Rồi em mặc cái màu thứ hai nhá, để các chị yêu có thể lựa chọn. Mã là M13 rồi ạ. Quần em đang mặc là M10 mấy nhá, 14 à. Quần này của em nha là M14 ạ, đủ size 56, 27, 28 nhá. Size 28, 70 cân đổ về em chốt đơn. 69, 70 cân em chốt đơn. Quần có giá là 500.000. Chị yêu nào thích thì cứ comment cho em nha. Quần là được ạ. Quần bản cả chữ H, dáng baggy, phiên bản mới nhất của năm nay luôn. Đây ạ. Chị yêu nào mà không thích cổ sen, các chị yêu có thể bẻ như thế này cho em nha. Đây. Các chị yêu bẻ như thế này cho em nha, nó cũng là một phong cách kiểu cổ này. Đấy. Đấy ạ, chị em mình bẻ như thế này cho em. Đấy. Đẹp không ạ? Cái áo này quá đẹp luôn. Vừa xinh, vừa sang, vừa đơn giản, vừa nhẹ nhàng, vừa đẹp. Mà lại quá là yêu luôn ạ. Mức giá thì vô cùng tuyệt vời luôn rồi. Đấy ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé, tay của nó đây. Tay của nó là tay khuy, bấm như thế này thôi. Đấy ạ, chất của nó là gió thô. Rất là xinh, cực kỳ tuyệt vời. Cổ các chị yêu có thể bẻ rộng như thế này cho em nha cũng được này. Còn các chị yêu cài sâu lên cho em nha thì nó thành một cái chiếc áo cổ sen nha. Rất là đẹp. Còn chị yêu nào mà cài bấm hẳn lên nữa thì nó thành một cái chiếc áo cổ dựng cao. Đấy. Rất là độc đáo và quá là xinh luôn. Giá cũng vô cùng tuyệt vời. Đủ size ML 3 size 64 cân đổ về em chốt đơn ạ. Chị yêu nào yêu thích thì nhớ comment cho em đúng cú pháp là em lên đơn nhé. Rất là đẹp, cực kỳ sang. Quá là xinh cho em chiếc áo mã M13 này. Quần là M14, các chị yêu nhé, áo là M13. Cứ comment cho em đúng cú pháp hoặc chụp ảnh màn hình gửi qua inbox cho em nha là em chốt đơn đấy ạ. Vô cùng hoàn hảo luôn rồi. Đấy ạ. Các
Các chị yêu còn xem không đấy các chị yêu ơi? Các chị yêu còn không đấy ạ? Còn thì chấm cho em, chấm để em nhìn các chị yêu. Sau đó thì em lên một mã áo gió cuối cùng, gọi là kết thúc đúng, theo đúng nghĩa rằng là thiên đường. Hôm nay đúng là cái nai thiên đường áo gió ạ. Đấy ạ, các chị yêu nào còn nhìn thấy em không ạ? Các chị yêu mà còn nhìn thấy em đấy ạ, thì cho em ạ, bởi vì máy chủ của em vừa xong ở trên kia là em không đọc được comment đâu. Nên là từ nãy giờ em chỉ biết là em cứ độc thoại một mình thôi, bởi vì em thấy nó khá muộn rồi. Mà em sợ là không ấy được. Đấy, em đọc cái này gửi vào Messenger cho mình nhé. Áo giữ nhiệt, ok chị Thủy Nguyễn. Đấy ạ, em bị ẩn comment cho nên là nhiều khi em không nhìn thấy các chị yêu đâu ạ. Quần là mã M14 chị yêu nhé. Quần em đang mặc là mã M14 chị Nhung Lục nhé. Nên là các chị yêu nào mà nhìn thấy em vẫn còn xem thì chấm cho em một chấm đi ạ, để em biết các chị yêu vẫn đem xem. Đây ạ, cái cổ của nó các chị yêu dựng lên như thế này nữa là kiểu cách cổ thứ 3. Đây ạ, cổ thứ 3 này. Bấm lên như thế này cao là thành kiểu thứ 3 nha các chị yêu nha. Đấy, cổ dựng như thế này. Rồi, đấy ạ, chấm cho em một chấm để em nhìn các chị yêu còn xem. Em lên cái mẫu áo gió cuối cùng hôm nay về. Đấy ạ, hôm nay em về tổng tất cả là bằng lấy mẫu gió. Có bao nhiêu áo gió là em lên hết cho các chị yêu rồi đấy ạ. Đây, mẫu cuối cùng áo gió nha. Em gọi là có bao nhiêu áo gió nên hôm nay mà em lên toàn những cái mẫu gió độc đáo như thế này. Đấy ạ, mà chị yêu nào mà không dinh lấy được 1-2 cái đúng ạ, hoặc là 2-3 cái thì thôi, em nói thật sự là các chị yêu không biết là các chị yêu có thể tìm kiếm được ở đâu những mẫu áo gió độc đáo và sang xịn xuất sắc đỉnh như thế này nữa. Áo này đây ạ, áo này nó là dòng thiết kế đặc riêng của ZR các chị yêu nha, hay là CNT đấy ạ, ZR hoặc CNT. Em có hai màu cho áo gió này. Áo gió này là áo gió LV, bảng họa phối của nó quá độc đáo luôn. Nó sẽ là mẫu áo cuối cùng và cũng là cái mẫu áo vì sao mà em nên cái mẫu áo này cuối cùng ạ? Vì đầu line nó là một cái mẫu áo gió gọi là đẳng cấp về của DBA, thì cái mẫu cuối line này nó cũng sẽ làm có một cái mã tương ứng đối diện với nó đấy ạ, của mã ZR. Còn cái mã M14 này thì đúng là đẳng cấp áo gió thô của Burberry rồi đấy ạ. Mỗi áo gió Burberry em thấy có một cái áo gió thô này là nó có một mẫu nhá, còn trên đó thì áo gió lụa ở trên đây thì nó khá là nhiều mẫu luôn rồi. Trời ơi, đấy ạ. Ok ạ, chị nào ạ? Chị Đoàn Phương một áo gió M13 em chốt đơn. Ok ạ, chị Đoàn Phương cho em xin chiều cao cân nặng nhá, em chốt đơn nhá. Chị yêu nào lấy áo gió thì cứ comment cho em vào hoặc chụp ảnh màn hình nhá. Đấy là hôm nay em còn chưa lên áo gió hai lớp đâu. Áo gió hai lớp thì đương nhiên chị yêu nào lấy thì có thể inbox vào trong trang, tại vì áo gió hai lớp thì thật ra là hôm nay em không về, mà là áo gió hai lớp thì em chỉ còn mai em còn màu gì thì em, nếu mà có thời gian thì em up lên cho các chị yêu để các chị yêu có thể lựa chọn áo gió hai lớp đấy ạ. Áo gió hai lớp thì khá là độc đáo đặc biệt luôn. Đây, những cái gì lạ nhất của áo gió hai lớp, áo gió kia là áo gió hai mặt. Áo gió từ nãy đến giờ em lên cho các chị yêu đều là áo gió hai lớp. Những cái áo gió hàng thiết kế đặc riêng ấy thì các chị yêu sẽ thấy nhá, phong cách của nó rất là lạ. Đó là nó đều có cái dây rút dây như thế này. Chị em mình không thích ấy, mặc buông ra cho em nha. Bỏ buông ra thì nó sẽ thành áo suông, còn rút dây vào nó thì nó sẽ thành như thế này. Đấy ạ, ML3 size. Đặc biệt không ạ, cái màu của nó, cái màu của nó độc đáo không các chị yêu? Cái màu của nó chất không các chị yêu? Màu này. Ui, cái màu này rất là lạ nhá, nó phối pha ánh luôn. Các chị yêu cảm giác nó pha ánh này, họa tiết đấy ạ. Đây ạ, quá là độc đáo luôn rồi. Quá là chất, siêu chất và độc đáo. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Em đang mặc ở đây nó là cái màu này, em gọi nó là màu đen pha ghi các chị ạ. Nó gọi là kiểu đen pha ghi các chị ạ. Chỗ này là nó kiểu pha hơi pha ghi ghi này, còn chỗ này là đen này. Nó phối màu khá độc đáo và khá sang lạ luôn. Đủ size ML3 size. Tông màu em đang mặc là tông màu đen pha ghi nhá. Hàng họa tiết LV rất là xinh, cực kỳ tuyệt vời của hãng ZR ạ. Lên đơn cho em nha, áo gió này nhá. Mã là M15. Áo em đang mặc là M15. Cái này thì có mũ các chị yêu nhá. Cái này thì có mũ này. Có mũ cho em nha, bản mũ to luôn nhá. Bản mũ rất là to như thế này luôn, rất là xinh. Em đang mặc áo này là size S, rút dây bo rất là xinh. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Đây. Đấy ạ, mã này nhá các chị yêu nha. Và đây nữa. Và màu tiếp theo là màu thứ hai đây ạ. Màu thứ hai đây ạ, xinh quá. Màu thứ hai. Rồi. Màu đây ạ. Wow. Màu nó rất là độc đáo, màu này là màu cà phê.
phối ánh cà phê giống như kiểu cà phê sữa và cà phê nâu các chị pha với nhau ấy. Cái kia gọi là đen pha ghi, rất là lạ. Còn cái này là giống như kiểu anh cà phê sữa pha với cà phê nâu. Đúng là thực sự là những cái dòng đặt riêng ấy, em nói thật sự là đúng là không ai đụng hàng được với những cái dòng nhà đặt riêng này. Những cái nhà đặt riêng này thì đúng là cái phiên bản màu của nó là không đụng hàng được các chị yêu nha. Đấy, áo này lên đơn cho em, mức giá cho em Nga là 1.020.000. Áo em đang mặc có giá là 1.020. Chị yêu là thích thì cứ chốt đơn. Đây, xinh xuất sắc ạ. Mã M15, mã cuối cùng trong cái like ngày hôm nay nhá. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Chị yêu nào yêu thích thì cứ chụp ảnh màn hình gửi qua inbox cho em nha. Ưng mẫu nào rồi thì các chị yêu có thể lấy nhá. Đấy ạ. À, cho chị áo gió M1 màu nâu size S và áo giữ nhiệt màu nâu S nhé. Ok chị Tiến Đỗ ạ. Áo giữ nhiệt của em Nga là có một màu thôi, à có một size chị Tiến Đỗ nhé. Ok chị yêu. Rồi ạ. À, quần của em Nga là mã M14 nhé chị Lại Thị Miên. Quần của em Nga là M14 ạ, dáng quần Becky, cạp của nó là cạp đây. Giá là 500.000, chị Lại Thị Miên lấy quần M14 thì cứ inbox cho em Nga hoặc chốt đơn trên Nai giúp em Nga là M14 nhé. Đấy ạ. Nên chị lấy thì chị cứ comment cho em đúng cú pháp là em lên đơn. Đấy ạ, quần là M14 đủ size 25, 26, 27, 28. Em đang mặc quần này là size 25 thôi. Dáng quần jean mềm trong Nam ngoài Bắc mọi miền Tổ quốc đều mặc đẹp cho em nha. Áo gió em đang mặc là mã M15 là màu cuối cùng. Giá là 1.020.000 thôi. Đấy ạ, size em đang mặc là size S nhá. Tất cả những cái mẫu đều em đang mặc dòng thiết kế đặc riêng đều em chỉ mặc là size S thôi. Form của nó là form thoải mái ạ, dễ mặc cực kỳ xinh. Đấy ạ, màu cuối cùng đây ạ. Chị yêu nào lấy thì có thể inbox vào trong trang giúp em nha. Nâu cà phê. Rất là độc đáo luôn. Trời ơi. Cái những cái em này này các chị yêu này, cái hai cái tông màu này em mặc này. Hôm nào em phối cho các chị yêu với quần jean trắng, quần sóc trắng hoặc là những cái chân váy mấy nữa về nó có những cái chân váy nhung ấy các chị yêu. Chân váy nhung mà quần sóc giả váy nhung ấy, chị em mình đã từng có mix cho em những cái áo khoác gió này với những cái quần đấy. Trời ơi đi bốt cho em Nga thì em phải nói là những cái dòng mà đặt riêng như thế này các chị yêu mặc cho em như thế nó không đụng hàng, nó chất vô cùng luôn. Em chỉ sợ là nó không có hàng cho các chị yêu thôi, bởi vì những cái dòng này là em phải đặt riêng. Những cái dòng này là phải đặt mới có các chị yêu ạ, chứ nó không phải giống như kiểu là ông Burberry. Ông Burberry thì ông là ông thiết kế sẵn ra rồi là nó như vậy và nó cứ thế, là nếu mình thích thì mình đặt hàng về thôi. Còn trừ khi là số lượng, mà nếu như mã nào mà nó ra ít thì ví dụ như mình đặt thêm về là số lượng thì nó mới về. Ví dụ như thế, chứ còn những cái ông như thế này này thì là cứ phải đặt các chị yêu, đặt nó mới có. Đấy, nó chất lắm luôn nhưng mà không phải lúc nào nó cũng có nhá. Đấy, ngất ngây luôn. Đấy, nên chị yêu nào yêu thích cái mã M15 này. Đấy, hôm nay em phải mix. Tại vì những cái dòng mà nó, những cái tông màu họa tiết nó đặc sắc, nó lạ như thế này này thì phải mix cho em Nga, mix đồ lên cho em Nga thì các chị yêu mới thấy được là cái áo này nó chất ngất như thế nào. Chứ còn chị em mình mặc như thế này thì gọi là mặc kiểu thông thường thôi. Mặc kiểu là gió thông thường, nó chỉ gọi là đẹp, đẹp thông thường thôi. Nhưng mà khi mặc đúng kiểu lên nó mix gọi là đẳng cấp luôn. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Cứ comment cho em bốn cú pháp này em lên đơn rồi. Còn bây giờ thì chắc là khá muộn rồi. Cũng cảm ơn các chị yêu rất là nhiều đã ủng hộ cho em Nga đến tận phút giờ này. Đấy ạ, cố gắng để em lên đến chiếc áo cuối cùng mẫu gió ngày hôm nay em về. Đấy ạ, cho nên là chị yêu nào yêu thích thì có thể chụp ảnh màn hình gửi qua inbox giúp em Nga. Một lần nữa thì em xin phép cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Đấy ạ. À, thật ra là em vẫn còn một số những cái mã nữa hôm nay về đấy ạ, mà em chưa lên được đấy ạ, rất tiếc là chưa lên được, nhưng hy vọng thì sẽ cố gắng lên buổi sau cho các chị yêu. Đặc biệt là xếp bộ, thật ra xếp bộ hôm nay em cũng định là cố gắng lên sớm đấy, để cố gắng lên cho các chị yêu khoảng tầm 30 phút về xếp bộ, nhưng mà cuối cùng hàng về nhiều quá, hàng xếp bộ thể thao ấy, nhiều quá không kịp về cho các chị yêu, thành ra là không lên được xếp bộ đấy ạ. Nếu mà các chị yêu tin chị Thái Nguyên người M15 nhé. Ok ạ. Chị Nguyễn Lê Quyên M14 ạ. Ok ạ. Chị Nguyễn Lê Quyên quần em đang mặc là M14 ạ. Chị Thái Nguyên người là có số điện thoại cho em ơi. Các chị yêu nào khách mời nhớ cho em xin số điện thoại em mới chốt được đơn nhá. Nhớ cho em số điện thoại em mới chốt được đơn ạ. Đấy, bây giờ khá muộn rồi ấy, em không nên cố gắng được. Đấy ạ. Thôi để ngày mai em sẽ lên xếp bộ cho các chị yêu nhé. Cứa ngày mai lên xếp bộ, bởi vì xếp bộ đấy đẹp quá. Đây này, các chị yêu nhìn cho em nha. Đâu rồi, xếp bộ của chị đâu rồi? Cho chị về nhà cái xếp bộ thì đây này. Em đã bỏ xếp bộ ra đến đây rồi các chị yêu ạ. Mà em không lên được cho các chị yêu. Đây, xếp bộ của em Nga. Nó phải gọi là đẹp chất ngất luôn. Tại vì em đã bỏ ra đến đây rồi nha các chị yêu nha. Nhìn cho em Nga này. Phiên bản mới nhất ấy, chất liệu thu sang lắm luôn. Quần cho em Nga này, quần dài này. Ui đẹp chưa các chị yêu.
Nhưng quan trọng nhất là năm nay em có thêm phiên bản màu. Đọc. Em này nó có màu đen và màu xanh than các chị ạ. Năm nay nó mới có được tông màu nha. Ồ, chất siêu sướng luôn ạ. À. Nhìn cho em này. Đẹp không các chị? Dòng này nó là dòng siêu cao cấp nha. Nhá thôi, nhá cho các chị yêu trước thôi ạ. Còn hẹn các chị yêu ngày mai nhé. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Đấy ạ, tạm biệt các chị yêu. Cảm ơn các chị yêu, hẹn gặp lại các chị yêu trong livestream tiếp theo ạ.